Tập 38 cô là tội phạm bị truy nã. Giọng điệu của Hàn Phi không có gì ngạc nhiên. Hắn miễn cưỡng dặn ra một nụ cười, nhưng cuối cùng cũng không làm được. Thật trùng hợp, tôi cũng đang bị cảnh sát truy đuổi. Tại sao bị trói bằng dây xích anh vẫn có thể thoải mái trò chuyện với tôi như vậy? Anh có sở thích đặc biệt gì à? Lý Quả Nhi lấy ra một con dao từ trong túi. Cô dùng mũi dao đỡ cầm Hàn Phi. Tôi có thể nói cho anh biết rất rõ ràng, trước đây tôi chưa từng gặp anh. Có lẽ là anh nhận nhầm người rồi. Nhưng vì anh nguyện ý cứu tôi, Tôi sẽ không giết anh, anh cứ ở lại đây chờ đi. Chờ đến khi tôi tích lũy đủ điểm của công viên vui chơi thì sẽ thả anh. Điểm tích lũy của công viên vui chơi mà cô nhắc đến cuối cùng là cái gì? Ngày hôm đó khi Hàn Phi đi đến công viên vui chơi, hắn nhìn thấy Phó Thiên cầm một tấm thẻ của công viên với nhiều sticker trên đó, nhưng nó giống như một thứ để đánh lừa trẻ con, làm sao người lớn lại có thể chiến đấu sinh tử vì thứ đó? Trước đây tôi cũng không tin vào sự tồn tại của thứ này, cho đến khi xảy ra chuyện lý quả nhi ngồi đối diện với hàn phi cô giơ chân lên tôi từng làm việc trong một công ty game sau khi trải qua một số chuyện đau lòng tôi đã chọn từ chức đúng vào thời điểm đó trò chơi do bộ phận chúng tôi phát triển đã gây sốt công ty chia cho chúng tôi rất nhiều tiền tiền bạc không có lực hấp dẫn đối với tôi khi đó tôi luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng tưởng chừng như không bao giờ có thể lấp đầy được nên tôi muốn thử làm một điều gì đó để đánh thức lại cuộc đời mình nhưng tôi chưa kịp xác định mục tiêu mới thì cảnh sát đã tìm đến họ cho rằng tôi có liên quan đến việc lập kế hoạch cho một vụ bắt cóc và giết người nạn nhân cũng là một người nổi tiếng trong thành phố biểu cảm ngọt ngào trên khuôn mặt từ từ biến mất lý quả nhi nghịch con dao trên tay nhưng thật ra tôi chẳng có chút ấn tượng nào làm sao một nhân viên văn phòng bình thường như tôi lại có thể tham gia vào vụ án bắt cóc tôi đã tìm mọi cách giải thích nhưng tình hình lại phát triển theo chiều hướng ngày càng bất lợi tôi có cảm giác như ai đó đang nhắm vào mình nghe xong lời nói của lý quả nhi hàn phi không hiểu cái này thì có liên quan gì đến công vui chơi vào thời điểm đó tôi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay vốn đã bị mất đi thứ quan trọng nhất rồi còn bị vu khống nữa cuộc sống của tôi từng bước trượt xuống vực sâu nhất của tuyệt vọng cũng chính ở lần cuối cùng bị hỏi thăm tôi áp lực đến mức suy sụp đêm hôm đó tôi đã muốn rời khỏi thế giới này nhưng có một người kỳ quái lại tìm thấy tôi anh ấy nói rằng chỉ cần tôi có thể tham gia trò chơi này thì sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tuyệt vọng cứu chuộc cuộc đời của tôi sao tôi lại cảm thấy việc cô trải qua rất quen thuộc hình như tôi cũng đã từng trải qua những chuyện tương tự ánh mắt hàn phi hơi bối rối cái người kỳ quái kia trông như thế nào anh ấy đeo một chiếc mặt nạ tươi cười và nói rằng mình có thể nhìn thấy tương lai anh ấy còn nói mình có thể giúp đỡ tất cả những người rơi vào tuyệt vọng sâu sắc nhất sau khi lý quả nhi nói xong cô lại nhìn hàn phi ban đầu tôi không để lời nói của anh ấy ở trong lòng dù sao thì trông anh ấy cũng giống như anh vậy một kẻ mất trí với đầu óc không được sáng sủa cho lắm nhưng những gì xảy ra sau đó đã thay đổi quan điểm của tôi những gì đã xảy ra tiếp theo anh ấy đưa cho tôi một tấm thư mời đến công viên vui chơi còn có một chiếc mặt nạ sau đó bỏ đi không lâu sau khi anh ấy đi tôi đã bị theo đuôi và theo dõi bởi một kẻ điên tôi hoàn toàn không biết anh ta nhưng người đàn ông đó lại muốn giết chết tôi ngón tay của lý quả nhi vốt ve mũi dao dù tôi có muốn tham gia trò chơi hay không trò chơi đã bắt đầu rồi nếu tôi không muốn bị giết chết thì chỉ có thể tìm cách chống trả tôi vẫn không hiểu hàn phi mất hết trí nhớ nhưng những gì lý quả nhi nói thỉnh thoảng sẽ thắp lên tâm trí hỗn loạn và đen tối của hắn như một ngọn lửa nói tóm lại chúng ta có thể đã bị cuốn vào một trò chơi sinh tử mà không thể thoát ra được chỉ những người tuyệt vọng nhất mới đủ tư cách tham gia trò chơi này phần thưởng cuối cùng của trò chơi hẳn là phương pháp giúp chúng ta thoát khỏi tuyệt vọng ánh mắt của lý quả nhi cũng từ từ trở nên lạnh lẽo về quá trình trò chơi nó có một chút đẫm máu và tàn nhẫn Mỗi khi giết chết một người tham gia, có thể nhận được một ít điểm tích lũy. Đây là con đường an toàn nhất để có được điểm. Giết chóc lại là con đường an toàn nhất. Những cách khác để lấy điểm là gì? Bắt quỷ. Lý Quả Nhi mặt không chút máu, bộ dáng cô rất đẹp nhưng có chút đáng sợ, tôi không biết trên đời có quỷ hay không, nghe nói những người biết đáp án đều đã bị giết chết. Quỷ. Hàn Phi nhớ tới những kịch bản trong phòng của mình. 99 kịch bản dường như là 99 câu chuyện ma thật sự đã xảy ra. Thế này có ai đạt được điểm tích lũy không? Có. Lý Quả Nhi nói với vẻ chắc chắn, sẽ có thể tích điểm bên cạnh tất cả các phương tiện giải trí trong công viên vui chơi, hầu hết thẻ tích điểm được dùng để ghi lại thành tích của du khách, nhưng vào lúc nửa đêm, một phần thẻ tích điểm đặc biệt sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong công viên. Những tấm thẻ tích điểm đó liệt kê số thứ tự và điểm tích lũy của tất cả những người tham gia trò chơi tuyệt vọng. Tôi đã từng thấy một lần, có 32 người tham gia và người xếp hạng cao nhất có 99 điểm. Chẳng lẽ là anh ta đã giết chết 99 người chơi? Không có nhiều người tham gia như vậy, chắc chắn anh ta đã thành công bắt được quỷ rồi. Lý Quả Nhi dựa vào tường, nếu tích lũy đủ 100 điểm, sẽ có thể thực hiện được nguyện vọng của mình, vĩnh viễn thoát khỏi tuyệt vọng. Không biết về sau liệu anh ta có đạt được một điểm cuối cùng không? Trò chơi vẫn chưa kết thúc, vậy có lẽ anh ta đã không thành công. Hàn Phi cao mày, con số 99 đối với hắn có hơi đặc biệt một chút, trên cánh tay hắn có đến 99 vết thương. Biên kịch đã viết 99 cái kịch bản, bây giờ lại nghe nói có người chơi đã tích lũy được 99 điểm, liệu tôi có phải là người đứng thứ nhất kia hay không? Hoặc là nói tôi đã làm được rồi. Nghe thấy giọng nói của Hàn Phi, Lý Quả Nhi trợn tròn mắt, không nói nên lời, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nghi ngờ tôi thích anh, bây giờ còn nói mình là cao thủ số 1 trên bảng xếp hạng. Chỉ là một cảm giác, cảm giác của anh cũng rất tốt đẹp đấy. Lý Quả Nhi không định giết Hàn Phi, cô đặt ba lô của hắn lên bàn, lấy hết đồ bên trong ra. Con mèo con đầy vết thương, trông như được lắp ghép lại bằng lông cũng nằm gục trên bàn, nó đau đớn, cũng không dám kêu quá to. Thật sự là không có thư mời. Lý Quả Nhi cẩn thận tìm kiếm mấy lần, cuối cùng chỉ tìm được cái mặt nạ màu trắng tươi cười. "Cô có thể cho tôi biết thư mời trông như thế nào không? Có lẽ tôi có thể nhớ ra điều gì đó." Hàn Phi không cảm thấy sự đe dọa hay sợ hãi từ Lý Quả Nhi, vì vậy hiện tại dù là bị trói bằng dây xích hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn thà bị nhốt trong phòng giam mà cười còn hơn là trở về căn nhà xa lạ đó để khóc thư mời là một tấm thiệp đen tuyền từ các góc độ anh có thể tìm thấy các chữ viết khác nhau trên đó có viết số thứ tự của anh cầm lấy nó anh mới có thể vào công viên vui chơi lúc đêm khuya và thấy những thứ khác biệt lý quả nhi nghĩ ngợi một lúc sau đó lại bổ sung thêm cũng chỉ khi có được thư mời anh mới có thể tham gia vào trò chơi bắt quỷ hàng đêm và đi dạo cùng bách quỷ trước khi trời sáng sau khi giết chết những người khác có cần phải nhận được thư mời của anh ta để có được điểm tích lũy mà anh ta đã lưu hay không điểm tích lũy trong thư mời không thể chuyển đổi mỗi thư mời chỉ được tính một điểm bản thân lý quả nhi không phải loại người thích giết chóc phần lớn thời gian cô chỉ lấy thư mời của đối phương đối với một số người chơi nó có thể khó chịu hơn là giết chết họ thật là một trò chơi bịp bợm trò chơi dành cho kẻ tuyệt vọng này cũng không khuyến khích người chơi chém giết lẫn nhau nó hy vọng mọi người sẽ cùng nhau đi bắt quỷ nhưng nhân tính luôn có thể mang đến cho mọi người điều bất ngờ. Khi những con đường tắt tồn tại, nhất định sẽ có người chấp nhận rủi ro để thử. Lý Quả Nhi ngáp một cái, tiện tay xem kịch bản trong ba lô của Hàn Phi, anh từng là nhà biên kịch. Hàn là biên kịch kiêm diễn viên. Mặc dù Hàn Phi bị Lý Quả Nhi khóa chặt, nhưng trong lòng đã dần dần bình tĩnh lại. Nhà giam riêng tư này cho hắn cảm giác an toàn hiếm có. Cảm ơn cô đã nói chuyện rất nhiều với tôi. Anh còn cảm ơn tôi. Lý Quả Nhi thực sự kinh ngạc, anh thật sự có sở thích này tôi không nhớ hàn phi lắc đầu bởi vì mất trí nhớ nên hắn không rõ nhiều chuyện tôi đã lâu không nói nhiều như vậy không dám tùy tiện giao tiếp với mọi người tôi cảm thấy tất cả bọn họ đều muốn giết chết tôi cúi đầu hàn phi nhìn chằm chằm vết thương dày đặc trên cánh tay tôi thường chỉ nói khi ở một mình nếu là người khác mà cứ nói nhảm với tôi tôi đã sớm cho một dao rồi lý quả nhi đánh giá hàn phi ở khoảng cách gần thôi bỏ đi hình như anh không phải đang giả vờ hình như tôi cũng có một con dao một con dao không có lưỡi được rồi, được rồi, đừng nói lung tung nữa." Lý Quả Nhi ngồi trở lại bên cạnh bàn, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng đối với những lời nói của Hàn Phi cô cũng không cảm thấy quá chán ghét, như thể trước đây họ đã từng là bạn bè. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ đến hai chữ bạn bè, một số ký ức rất tồi tệ trong lòng Lý Quả lại hiện ra, cô không nghĩ thêm về những điều đó nữa, tập trung xem kịch bản do Hàn Phi viết. Trong nhà giam dưới lòng đất với ngọn đèn mờ nhạt, một nam một nữ cùng một con mèo đã trải qua một đêm yên bình. Sáng hôm sau, Hàn Phi ngửi thấy một mùi thơm, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cái mũi cũng khá tinh đấy. Lý Quả Nhi ngồi. Trước mặt Hàn Phi, anh có vấn đề phải không? Tôi giam anh ở đây, đêm qua anh còn ngủ say như chết vậy. Tôi kể dao vào cổ anh, một chút phản ứng anh cũng không có. Đây không phải là rất không tôn trọng tôi đấy chứ. Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi ngủ không được bình thường, đều là bị người ta dùng thuốc mê hoặc khi ở bên ngoài mọi lúc mọi nơi tôi đều cảm thấy hoảng sợ bất an chỉ có ở đây tôi mới có cảm giác yên tâm tôi sẽ không phản bác những gì anh nói lý quả nhi ngồi vào bàn đồ ăn mà cô đã làm còn hàn phi thì cứ nhìn cô như vậy không thể nào không thể nào không phải là anh muốn ăn đồ ăn tôi làm đấy chứ lý quả nhi cảm nhận được ánh mắt của hàn phi anh thật sự không coi mình là người ngoài tôi đặc biệt thèm ăn thịt nếu cô có thể cung cấp đủ thịt cho tôi tôi sẽ nói cho cô biết một số thông tin hàn phi nói thẳng ra một số suy đoán của mình những điều ghi lại trong kịch bản đều có thể là câu chuyện có thật mỗi kịch bản hẳn là đại diện cho một con quỷ nếu cô muốn nhanh chóng tăng điểm tích lũy của mình cô có thể sử dụng kịch bản của tôi để đi bắt quỷ đuôi hồ ly lộ ra rồi hả anh cố ý muốn tôi đến những nơi đó rồi giết chết tôi phải không lý quả nhi nhướng mày không đeo kính trông cô càng dễ thương hơn tôi chỉ muốn ăn thịt ánh mắt hàn phi vô cùng đơn thuần hắn thật sự chỉ là muốn ăn thịt bối rối một hồi lý quả nhi khẽ gật đầu được rồi tôi sẽ tin tưởng anh một lần cô đứng dậy rời đi nửa tiếng sau cô bước vào tầng hầm với một đĩa thịt cừu ăn đi sau khi ăn xong anh phải nói cho tôi biết kịch bản nào dễ bắt được quỷ nhất ngửi thấy mùi thơm của thịt bụng hàn phi kêu rên hắn ăn từng ngụm lớn đĩa thịt cừu đã sớm biến mất nhìn cái đĩa trống không lý quả nhi cũng nuốt nước miếng đây là thịt tôi chuẩn bị để ăn trong một tuần trong bụng anh có quái vật sống hay sao vậy có lẽ tôi vẫn thích ăn thịt lợn hơn, đặc biệt là tim lợn. Hàn Phi liếm môi, cô làm thịt trung quy vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Tôi nhớ miếng thịt ngon nhất mà tôi từng ăn có chứa thứ rất nguy hiểm, ăn vào từng ngụm, cảm giác như quẩn quanh giữa thiên đường và địa ngục. Nếu không thì tôi đưa anh đến bệnh viện tâm thần, đồ ăn ở đó rất ngon đấy. Lý Quả Nhi có chút không vui, cô để toàn bộ kịch bản trước mặt Hàn Phi, nói cho tôi biết kịch bản nào là an toàn nhất. Kịch bản chỉ là để cho cô biết có quỷ tồn tại, đồng thời cung cấp cho cô những gợi ý nhất định điều này đã làm giảm độ khó đi rất nhiều để cô có mục tiêu mà lựa chọn nói cách khác chính anh cũng không biết đúng không tôi quên mất rồi lý quả nhi cầm con dao sắc nhọn lên sau đó lại chậm rãi đặt xuống coi như anh hảo tâm cứu tôi nên tôi tin tưởng anh một lần cô giấu kỹ con dao sắc nhọn ghi nhớ chữ viết trên một kịch bản nào đó rồi bỏ đi một mình chú ý an toàn quỷ có thể không giống người hàn phi đợi lý quả nhi đi rồi mới khẽ thở dài hắn rõ ràng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra. Điều này làm cho hắn rất đau đớn. Mèo mèo. Sau một đêm nghỉ ngơi, con mèo con bị thương đã đỡ hơn rất nhiều, nó chạy ra khỏi hộp các tông, mà Lý Quả Nhi đã chuẩn bị cho rồi đi đến bên cạnh Hàn Phi. Cái đầu xấu xí đáng yêu cọ vào chân của Hàn Phi, chín hoa văn màu đen trên người nó cũng từ từ trở nên rõ ràng, chín hoa văn hình như kết thành một hình vẽ. Mày thật sự là con mèo mà tao nuôi à? Hàn Phi nhìn mèo con đáng thương, Cảm giác như mày còn quen biết tao, nhưng tao thì lại quên mất mày rồi. Có phải trước đây tao đã đặt tên cho mày không? Đếm hoa văn trên người con mèo, Hàn Phi đột nhiên thốt ra một cái tên, "Tiểu Bát", là mày phải không? Trước kia mày tên là Tiểu Bát sao? Nghe thấy cái tên này, con mèo trở nên vui mừng và lăn lộn trên mặt đất. Nó thực sự được gọi với cái tên này. Nhưng tại sao mình lại đặt tên cho một con mèo với chín cái hoa văn là Tiểu Bát? Con mèo bị thương tích đầy mình rất quấn Hàn Phi điều này cũng gián tiếp chứng tỏ hắn có thể là chủ nhân thực sự của căn phòng dưới tầng hầm ký ức đã không còn nhưng con thú cưng từng ở chung phòng vẫn nhớ đến mùi của hàn phi hắn vẫn là hắn không hề thay đổi thật tiếc mèo không thể nói chuyện không thể nói cho mình biết những gì đã xảy ra trong quá khứ hàn phi sờ sờ đầu con mèo nếu như mày thật sự là một con mèo do kẻ giết người nuôi dưỡng vậy thì mày nhất định là con thú giữ lớn lên nhờ uống máu và ăn thịt người hẳn là không nên vừa xấu xí vừa dễ thương lại yếu ớt như vậy Dường như hiểu được lời Hàn Phi nói, con mèo nhe răng ra, rồi nằm nghiêng bên chân hắn, như thể vẻ mặt dữ tợn vừa rồi mà nó làm ra đã dùng hết sức lực rồi. Yếu ớt một cách kinh ngạc. Hàn Phi đã không còn mong đợi có được bất kỳ thông tin nào từ con mèo, nhưng nó vẫn rất cố gắng thể hiện bản thân. Trong nhà tù dưới tầng hầm của Lý Quả Nhi, Hàn Phi ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, trải qua 24 giờ thoải mái nhất. Dự tính thời gian, có lẽ là trời sắp tối trên đầu Hàn Phi chuyển đến tiếng bước chân vội vã, không bao lâu, Lý Quả Nhi chạy vào nhà tù dưới tầng hầm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Mặc quần áo vào, lập tức đi cùng tôi ngay. Lý Quả Nhi lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa trên cổ tay Hàn Phi, ném bộ đồ của người đàn ông mặc đồ đen tối hôm qua cho hắn, đeo mặt nạ của anh vào. Chúng ta phải rời đi trước khi trời tối. Đã xảy ra chuyện gì thế? Những câu chuyện được viết trong kịch bản của anh quả thực là sự thật. Lý Quả Nhi nhìn Hàn Phi với một nỗi sợ hãi, chậm rãi nói, "Tôi đã gặp quỷ rồi. Có thể cho tôi biết quỷ trông như thế nào không?" Nó hình như còn đi theo tôi, thế nên đừng nói nhảm nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Dây xích rơi xuống đất, Hàn Phi mặc bộ Âu phục màu đen vào, nhưng hắn không muốn đeo cái mặt cười kia lên lắm, "Tôi có thể đội mấy thứ như mũ trùm đầu được không?" "Đừng nói nhảm. Đi theo tôi." Lý Quả Nhi dường như đã biết trước sẽ có một ngày như này. Cô gỡ một mảnh gỗ xuống, lấy ra ba lô bên trong, lát nữa ra ngoài, nếu như có người gọi tên anh hoặc bảo anh quay đầu lại, anh tuyệt đối không được làm theo. Được. Hàn Phi mặc quần áo mới vào, hắn và đêm tối dung hợp với nhau một cách hoàn hảo, trang phục này dường như mới phù hợp với hắn hơn. Sắp xếp xong ba lô, Hàn Phi lại nhét con mèo vào. Trông coi con mèo của anh cho cẩn thận, nếu như nó phát ra tiếng động, tôi sẽ ném nó đi ngay lập tức. Biểu cảm của Lý Quả Nhi lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Hàn Phi, mặc bộ đồ đen cầm trên tay trước mặt nạ tươi cười, lại có chút hơi sững sờ. Người đàn ông trước mặt này toát ra một sức hút vô cùng nguy hiểm, anh trông cũng được đấy. Cô cũng từng vì lý do này mà thích tôi sao? Thật muốn nhốt anh vào trong lồng. Có phải tôi nên cảm thấy vinh hạnh không? Tùy anh. Lý Quả Nhi nhìn Hàn Phi mất trí nhớ, cô phát hiện mình vậy mà lại nói chuyện rất hợp với một người có bệnh tâm thần, điều này làm cho cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đại não của mình cũng có vấn đề không? đẩy vách ngăn ra lý quả nhi leo ra khỏi nhà tù dưới tầng hầm cô vẫy tay với hàn phi cả hai cùng nhau quay trở lại mặt đất ngôi nhà cũ này từng thuộc về một người tham gia trò chơi khác sau khi anh ta bị người ta giết hại tôi ở lại đây và trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà này lý quả nhi mở cửa sau của ngôi nhà ra hiệu cho hàn phi tăng tốc nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta phải tranh thủ thời gian thay đổi chỗ ẩn nấp khác nếu như bị quỷ đi theo bất kể trốn đi đâu đều cũng sẽ bị nó tìm ra sau khi Hàn Phi nghe xong lời của Lý Quả Nhi, trí nhớ hình như bị kích động, lác đác xẹt qua điểm sáng, ở sâu trong tâm trí cũng mơ hồ vang lên một giọng nói. Anh chắc chứ? Lý Quả Nhi hiển nhiên có chút hoảng. Mơ hồ nhớ là như thế. Hàn Phi không nghe rõ giọng nói trong tâm trí rút cuộc đang nói cái gì, nội tâm hắn có một thứ cảm giác rất kỳ lạ, hình như chỉ cần làm theo chỉ dẫn của giọng nói kia thì sẽ có được lợi ích, quỷ mà ban ngày cô nhìn thấy là thuộc quyển kịch bản nào. Câu chuyện thứ 11, Số 11, câu chuyện này xảy ra ở một tòa nhà rất gần công viên, vì vậy tôi đã chọn nó. Lật xem kịch bản, Hàn Phi đọc lại một lượt. Đứa trẻ số 11 có ngoại hình dễ thương, rất được mọi người yêu quý, cậu nhiều lần được người ta nhận nuôi, nhưng cũng nhiều lần bị người ta bỏ rơi. Tất cả những gia đình nhận nuôi cậu đều nói đứa bé này rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, không có một câu bình luận tiêu cực, nhưng mọi người đều vô cùng ăn ý với nhau mà chọn bỏ rơi nó. Bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu, những người lớn từng nhận nuôi đó đều sẽ gửi cô nhi số 11 trở lại viện phúc lợi. Đứa trẻ số 11 dần lớn lên, cậu có khuôn mặt anh tuấn, tính cách ôn hòa, điểm số xuất sắc mà không một cô nhi nào có, cậu là đứa trẻ nghe lời nhất trong viện phúc lợi. Vào năm đứa trẻ này 11 tuổi, lần thứ 11 được nhận nuôi, từ đó cũng không có tin tức gì về cậu ấy nữa. Có người nói đứa trẻ đó bị cha nuôi lỡ tay giết chết, có người nói đứa trẻ đó thực ra là một con quái vật không lớn, còn có người nói trong nội tâm đứa trẻ đó có ẩn chứa oán hận độc ác mãnh liệt nói cậu là một con quỷ còn sống. Vì để tìm ra chân tướng, vào ngày 11 tháng 11 tôi đã vào ngôi nhà cũ nơi cậu ấy từng sống. Ở đó tôi đã hiểu ra một chuyện, ranh giới giữa người và quỷ đôi khi rất mơ hồ, bạn muốn chạm vào bọn họ, vậy bạn phải cố gắng chạm vào ranh giới nguy hiểm nhất đó trước. Câu chuyện này rất dài, cũng tương đối chi tiết, thông tin mà nó tiết lộ cũng khá nhiều. Tìm ra ranh giới giữa người và quỷ hẳn là mấu chốt, ranh giới đó sẽ là thứ gì? khi hàn phi đang suy nghĩ trên cửa sổ sau lưng đột nhiên xuất hiện một vết nứt khi nhiệt độ trong nhà giảm dần vết nứt đó cũng đang từ từ mở rộng hình như có một khuôn mặt đang dán trên cửa sổ không ngừng chen vào trong nhà đi mau nó đuổi đến rồi lý quả nhi đẩy cửa sau kéo hàn phi cùng chạy ra ngoài trong quá trình chạy trốn hàn phi quay đầu lại nhìn cửa sổ cửa kính tự nhiên vỡ tung mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn nhà có phải cô đã lấy thứ gì của nó không nhà tôi lúc trước có vị khách rất kỳ lạ vào ở nhưng bọn họ hình như sẽ không rời khỏi nhà tôi hàn phi hơi chút khó hiểu tôi rất tò mò về phong thủy của nhà anh nhưng bây giờ không phải lúc để nói về nó lý quả nhi lấy trong túi ra hai tờ thư mời tôi không đích thân vào tòa nhà đó để kiểm tra chỉ là bán tin tức cho những người tham gia trò chơi khác tôi cũng không biết hai tên xui xẻo đó đã làm gì ở bên trong khi tôi đi vào thu lại thư mời thì đột nhiên bị bám lấy vứt thư mời đi cũng không được à tôi đã thử rồi Vô dụng thôi. Trời càng ngày càng tối, khi đêm tối bao trùm hoàn toàn thành phố, mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn nữa. Theo như trên kịch bản nói, chúng ta buộc phải tìm ra ranh giới giữa người và quỷ, mới có thể tiếp xúc, giao tiếp hoặc chống lại bọn chúng. Hàn Phi toàn lực vận hành đại não chống rỗng của mình, cô còn biết những người tham gia trò chơi nào nữa không? Chúng ta hãy tung tin tức này ra ngoài, dẫn theo bọn họ cùng trở lại tòa nhà đó, xem xem sự khác biệt giữa số 11 và con người rút cuộc là gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halley's Audio. Đại đa số người tham gia trò chơi đều sẽ không để lộ thân phận của mình, bởi vì nó sẽ mang đến họa sát thân. Có điều trong thành phố này đúng là có một người chơi khác loại, anh ấy tên là Tường Vi, cũng có rất nhiều người gọi anh ấy là số 19. Lý Quả Nhi rất động tâm với đề nghị của Hàn Phi, một mình cô rất khó đối phó với quỷ, lúc này cách tốt nhất là kéo càng nhiều người hơn xuống nước. Tường Vi, lại là một cái tên khiến tôi cảm thấy rất quen. Hàn Phi và Lý Quả Nhi duy trì tốc độ như nhau hai người chạy như điên trong bóng đêm trên phố tên tưởng vi này từ nhỏ là một cô nhi tính cách cổ quái anh ấy từng ở trên tivi công khai thân phận của mình và sự tồn tại của trò chơi hy vọng tất cả những người chơi có thể đoàn kết lại với nhau khi mọi người đều cảm thấy anh ấy không sống được qua ba lần mất tích thì vào đêm ngày thứ hai anh ấy lại xuất hiện trong chương trình trên tivi bên cạnh còn có rất nhiều người tụ tập rất nhiều người hàn phi cảm thấy khó hiểu anh ấy đã tụ tập những người tham gia trò chơi kia lại với nhau bằng cách nào vậy những người đó mặc dù đều đeo mặt nạ màu trắng nhưng trong đó đại đa số đều là mặt nạ giả do chính mình chế tạo trong đám người đó tỷ lệ người tham gia trò chơi thực sự rất ít có điều đây cũng đã là một chuyện rất giỏi rồi lý quả nhi không rõ tường vi làm được bằng cách nào đa số người tham gia trò chơi bởi vì điểm tích lũy mà căn bản không thể nào tín nhiệm lẫn nhau nhưng tường vi và người tham gia trò chơi bên cạnh anh ấy lại có thể làm được việc ra phía sau lưng mình cho đối phương canh giữ đúng là rất lợi hại hàn phi chuyển giọng nói Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đem quỷ cho bọn họ giải quyết. Đúng, Tường Vi là người tham gia trò chơi duy nhất công khai sự tồn tại của mình. Anh ấy còn tổ chức một bữa tiệc hóa trang cho trò chơi chết chóc tuyệt vọng này, muốn tăng thêm sự tín nhiệm giữa mọi người. Lý Quả Nhi thay đổi phương hướng, vốn dĩ cô không tin tưởng Tường Vi, cũng không chuẩn bị tiếp xúc với đối phương, nhưng bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Cái tên số 19 Tường Vi này quả thực có chút bản lĩnh, số 19. Hàn Phi đọc đi đọc lại mã số của Tường Vi, lại liếc nhìn kịch bản của mình. Hắn phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, câu chuyện đầu tiên tên là số 11, câu chuyện số 44 tên là số 4. Hai cuốn kịch bản này đều là dùng bút mực đỏ để viết, số trang cũng dài hơn rất nhiều những câu chuyện khác, cảm giác như là đặc biệt đánh dấu vậy. Tình hình nguy cấp, Hàn Phi tạm thời, cũng không có cách nào suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai câu chuyện này. Hắn chuẩn bị sẽ tìm hiểu quá khứ của số 11 trước, sau đó sẽ kiểm tra lại câu chuyện của số 4. Hàn Phi trong đầu đang suy nghĩ về những vấn đề khác nhau hàn phi đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc gọi mình cổ hắn vô thức xoay chuyển khi sắp quay lại mới đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của lý quả nhi không thể quay đầu lại chạy trên con đường tối và chật hẹp hàn phi cố nhịn không quay đầu nhìn lại loại kích thích ngàn cân treo sợi tóc này giống như một loại thuốc kích thích nào đó khiến hàn phi cảm thấy vừa sợ nhưng đại não cũng trở nên phấn khích mình đã từng làm những chuyện tương tự trước đây khi buộc mình không được quay đầu lại bản năng của cơ thể hình như lại được đánh thức một lần nữa. Hàn Phi đã mất tất cả quá khứ, nhưng bản năng được trao dồi giữa danh giới sinh tử đang giúp hắn ghép lại mạch ký ức. Mình có thể đã thực sự tham gia một trò chơi tương tự như này, người được 99 điểm đó có lẽ là mình, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, tại sao mình lại bị mất trí nhớ? Chẳng lẽ bản thân trò chơi là một trò lừa đảo à? Sau khi đạt được 100 điểm, sẽ bị tước mất trí nhớ trở thành một tên ngốc. Hàn Phi cảm thấy mình đang tiến gần đến chân tướng, trò chơi đó bắt buộc, phải chơi nhưng lần này hắn không thể là người về đích đầu tiên nhìn lý quả nhi hàn phi cảm thấy rằng mình cần phải giúp đỡ một người để cô ấy trở thành vị vua mới của trò chơi này giọng nói lúc có lúc không vẫn đang không ngừng vang lên từ phía sau nhưng hàn phi lại có cảm giác như đã quen rồi trong đầu hắn thường xuyên nghe thấy đủ các thể loại giọng nói khác nhau đôi khi hàn phi cảm thấy mình như đang đứng ở ngã ba đường trước mặt có vô số con đường trên mỗi con đường đều có một người đang gọi mình hầu hết những con đường này đều dẫn đến cái chết chỉ một con đường duy nhất là dẫn đến điều chưa biết. Cánh tay lại bắt đầu đau nhức, từ những vết thương dày đặc bắt đầu thấm ra máu, Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện trên cánh tay mình có lưu lại một dấu tay màu đen, giống như bị người ta tóm lấy vậy. Khi hắn nhìn lại theo dấu tay, toàn bộ cơ thể cũng bị kéo lại phía sau, hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt. Bất kể trên người mình, sau lưng mình có cảm giác gì hay có thứ gì bám vào, hắn đều sẽ không quay đầu lại nữa. 10 giờ 30 phút tối lý quả nhi dẫn hàn phi đến một tòa nhà trên trục trung tâm của thành phố nơi này cách xa công viên vui chơi nhìn từ bên ngoài chỉ là một cái homestay rất bình thường trước cửa có một tấm biển rất lớn ghi bốn chữ cuộc sống hoàn hảo cuộc sống hoàn hảo cô có chắc là không đi nhầm chỗ đấy chứ ở đây trông giống như một khách sạn tình yêu hàn phi dừng ở cửa homestay nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu được làm thủ công bốn chữ cuộc sống hoàn hảo phản chiếu trong mắt hắn đeo mặt nạ vào đừng để con mèo của anh chạy lung tung lý quả nhi vỗ vỗ vai hàn phi tuyệt đối đừng để lộ chuyện anh mất trí nhớ anh càng mạnh chúng ta mới có cơ hội thuyết phục bọn họ ở đây không có ai thích kết bạn với những kẻ yếu đuối cho dù là bạn ngoài bề mặt cũng không sau khi nói xong lý quả nhi đeo mặt nạ của mình lên mặt nạ của các cô hình như chỉ có mặt cười không có nước mắt đẩy cửa homestay ra hai người đi qua dãy hành lang dài cuối hành lang là một quầy bar đầy rượu và hoa ba vị mời đi bên này Nhìn thấy Lý Quả Nhi và Hàn Phi đeo mặt nạ màu trắng, người phục vụ quầy ba mỉm cười, đích thân dẫn bọn họ lên tầng 2 của homestay. Ba vị. Lý Quả Nhi vươn tay vỗ vỗ vai của người phục vụ, "Anh đừng nhìn lại, nói cho tôi biết, người thứ ba trông như thế nào?" "Anh..." Người phục vụ theo tiềm thức nhìn lại, nhưng người thứ ba lại biến mất rồi, "Người đâu?" "Anh đi cùng với chúng tôi đi, đừng tùy tiện ra ngoài." Lý Quả Nhi nói năng gọn gàng gai góc, vô cùng ngầu. Được Người phục vụ cảm thấy có chút áp lực, không dám hỏi thêm, dẫn hai người đến một căn phòng cuối hành lang trên tầng 2. Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc từ bên trong văng lên, khi ánh đèn chiếu đến cả chục con mắt nhìn về phía cửa. Chào mừng hai người bạn mới. Một giọng nói khiến Hàn Phi cảm thấy rất quen vang lên, người đó mặc áo sơ mi kẻ sọc, tay cầm chai rượu, nằm nghiêng ngả siêu vẹo trên ghế sofa. Người đàn ông này là người duy nhất trong phòng không đeo mặt nạ, khi thấy có người đi vào, anh ta loạn choạng đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía Lý Quả Nhi. Tôi là ông chủ của homestay cuộc sống hoàn hảo này, mọi người thường ngày đều gọi tôi là ông chủ, nếu như không chê, hai người cũng có thể gọi tôi như vậy. Người đàn ông tự xưng là ông chủ còn chưa đến gần, đã bị một người đàn ông để tóc dài chặn lại, đeo mặt nạ của cậu vào. Người đàn ông nói chuyện không có giữ chút thể diện nào cho ông chủ, giọng nói lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là Hàn Phi, cũng rất quen thuộc với giọng nói của người đàn ông tóc dài này, giống như đã từng nghe thấy ở đâu đó vậy tường vi anh đừng cứ giữ vẻ mặt ủ rũ nữa từ bỏ đi chúng ta đã không thể ra ngoài được rồi ông chủ ngà ngà say nói tôi không muốn hộp đen nữa tôi sẽ đổi mục tiêu cho anh cậu uống say rồi người đàn ông tóc dài tường vi vẫy vẫy tay a à, trùng đưa ông chủ về phòng nghỉ đi một người đàn ông thấp bé với vết sẹo trên cánh tay từ trong góc bước ra định kéo ông chủ đi thì đột nhiên nhìn thấy những vết thương trên chỗ tay áo của hàn phi anh có thể cho tôi xem cánh tay của anh được không a trùng đẩy ông chủ lên ghế sofa đi thẳng đến chỗ hàn phi chỉ vào cánh tay của hắn anh hình như có cùng sở thích với tôi ạ à? hàn phi ngơ ngác sắn tay áo lên cánh tay dày đặc vết thương khiến tất cả mọi người trong phòng đều hít vào một hơi lạnh không ngờ lại gặp được người cùng chí hướng ở đây có cơ hội có thể giao lưu với nhau nhiều hơn a trùng đưa ông chủ vào phòng tưởng vi cắt ngang lời của a trùng anh ta nhìn chằm chằm vào hàn phi đang đứng phía sau lý quả nhi đôi mắt dưới lớp mặt nạ đầy sợ hãi và nghi ngờ hai vị hẳn là biết quy tắc chỗ chúng tôi chứ tôi có thể cho anh một tin tức về quỷ lý quả nhi kể những gì đã xảy ra với cô vào lúc chập trọn tối cũng giải thích tình hình hiện tại cô đã bị quỷ nhắm tới quỷ cũng đã đến đây rồi sau khi lý quả nhi nói xong tất cả mọi người đều quay đầu nhìn a trùng mặt nạ trắng che mất khuôn mặt của bọn họ hàn phi cũng không biết tại sao bọn họ lại làm như vậy sau khi a trùng dìu ông chủ về phòng lại đi về phía lý quả nhi anh ta nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra điều gì nhưng khi đến gần hàn phi thì đột nhiên như nhìn thấy một con hổ đói đang nằm trong bụi cỏ bên vệ đường vậy bị dọa sợ liên tục lùi lại phía sau anh 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 ấy là người chết a à, trùng trốn sau lưng tường vi tất cả những người khác trong phòng cũng toàn bộ như chuẩn bị lâm trận bị những chiếc mặt nạ đó nhìn chằm chằm hàn phi cũng không cảm thấy khó chịu hay sợ hãi chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ tại sao nhiều người như vậy lại không thể khiến hắn có chút dao động nào họa từ miệng mà ra tôi cảnh cáo anh đừng có nói nhảm. Lý Quả Nhi lui về sau một bước, cô đến để nói chuyện hợp tác, cô không muốn chính mình trở thành con mồi. Tưởng Vi, A à Trùng, tôi hình như đã thực sự nhìn thấy quỷ ở bên ngoài, bọn họ không nói dối. Người phục vụ đột nhiên lên tiếng, anh ta chỉ về phía sau Hàn Phi, lúc nãy khi bọn họ bước vào, có một người đàn ông mặc áo bệnh viện cúi đầu đi theo sau anh ấy, ở khoảng cách rất gần, tôi còn tò mò mối quan hệ giữa ba người họ rút cuộc là gì. Có lẽ bị quỷ đi theo quá lâu sẽ bị tiêm nhiễm thứ gì đó, gây ra hiểu lầm của mọi người. Lý Quả Nhi đang cố bào chữa cho Hàn Phi, cô biết mình mới là mục tiêu thực sự của con quỷ đó, thời gian quỷ đi theo mình lâu hơn rất nhiều thời gian đi với Hàn Phi. Căn phòng chìm vào im lặng, một phút sau, tường vi kéo A trùng lại, anh ta giơ tay của mình lên, giơ tay biểu quyết đi, ai phản đối bọn họ gia nhập thì giơ tay. Sau bàn rượu có hai người phụ nữ, sau khi bọn họ nhìn thấy tường vi giơ tay, cũng giơ lên theo. Chúng ta lấy mạng người để lấp đầy, cũng không hiểu rõ bắt quỷ rút cuộc có ý nghĩa gì, anh lại cấm chúng ta săn những người tham gia trò chơi khác, cứ như thế này phải đợi đến năm nào mới tích đủ điểm tích lũy. Một người đàn ông đầu chọc thân hình vạm vỡ, vô cùng dũng mãnh đứng lên, tôi cảm thấy nên để bọn họ nên tham gia, vừa hay nhân cơ hội này đi xem quỷ là cái gì. Cũng có lý, mấy người xung quanh người đàn ông đầu chọc đều không muốn giơ tay. Thiên dạ, ép, hai người nghĩ thế nào? Tưởng vi khẽ cao mày, giọng nói cũng có chút trầm thấp. Tôi thế nào cũng được, tôi bỏ phiếu trắng, xảy ra chuyện tôi cũng sẽ không gánh hộ đâu. Người đàn ông tên là Thiên Dạ vô cùng phô trương, ăn mặc lẳng lơ, anh ta không giống như đến đây để chơi trò chơi sinh tồn, mà giống như đi nghỉ dưỡng hơn. Không hành động là lỗi của đội trưởng. Tường Vi không quản được Thiên Dạ, anh ta lại nhìn người cuối cùng trong đám người, người đó mặc một chiếc áo gió màu đen, khí chất vô cùng u ám, trong tay đang đùa giỡn với một thư mời màu đen. Tôi không phản đối bọn họ gia nhập, đương nhiên tiền đề là bọn họ không nói dối. Người đàn ông mặc áo gió cất thư mời màu đen đi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông này không cao lắm, nhưng anh ta vừa đứng lên, mọi người xung quanh đều ngậm miệng lại, như thể ngay cả âm nhạc cũng trở nên ảm đạm hơn. Uống cạn rượu trong ly, người đàn ông bước đến gần Hàn Phi và Lý Quả Nhi, đêm dài lắm mộng, bây giờ chúng ta hãy đến tòa nhà đó luôn. Nếu như quỷ đã theo bọn họ đến, chi bằng chúng ta cứ ở lại đây, ôm cây đợi thỏ. Tưởng vi tương đối thận trọng, chúng ta hoàn toàn không biết gì về quỷ, cứ ở đây có khác gì cứ đợi giết thịt chi bằng qua đó tìm hiểu về quá khứ của quỷ và lý do quỷ hình thành chỉ cần làm rõ những chuyện này chúng ta mới có cơ hội để bắt quỷ đạt được nhiều điểm tích lũy đưa tất cả mọi người ra ngoài người đàn ông mặc áo gió quay đầu lại nhìn tường vi cơ hội là thoáng qua nếu chúng ta không nỗ lực nắm bắt sau này nhất định sẽ hối hận trong số chúng ta chỉ có ba người nhận được thư mời thực ra so với quá khứ của quỷ tôi càng muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cậu tường vi bỏ tay của mình xuống hầu hết mọi người trong phòng đều đồng ý hàn phi và lý quả nhi gia nhập bọn họ muốn đi xem nơi bị quỷ ám sau này tôi sẽ nói với anh nhưng bây giờ không được tôi chỉ có thể nói rằng tôi hiểu rõ về trò chơi này hơn anh người đàn ông có biệt danh ép đứng bên cạnh tường vi tối nay chuẩn bị cùng tôi qua đó tìm tường vi báo cáo một chút tôi sẽ đi với cậu giọng tường vi có chút không hài lòng nói chính xác thì anh ta mới là người phụ trách ở đây tôi và anh nếu như đều bị chết vậy thì mọi người có thể thực sự sẽ không thể thoát ra ngoài được vì vậy bất luận thế nào hai chúng ta cũng phải có một người ở nơi an toàn. Ép nói xong liền nắm lấy A Trùng, để anh ấy đi cùng với tôi là được rồi. Những người chơi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của họ, 15 phút sau, bảy người chơi, bao gồm cả Ép và A Trùng, đi theo Lý Quả Nhi và Hàn Phi ra khỏi cuộc sống hoàn hảo. Có lẽ vì có nhiều người hơn nên con quỷ đó không đuổi theo, Hàn Phi cũng không nghe thấy ai gọi tên của mình nữa. Chúng ta hãy tranh thủ thăm dò xong và quay lại trước không giờ, tôi Nghe nói quỷ sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn sau không giờ. Mục tiêu của Lý Quả Nhi đã đạt được, cô đưa tất cả người chơi đến nơi được đánh dấu trên kịch bản, cư xá hạnh phúc tòa số 11, đây là nơi cuối cùng mà số 11 biến mất, cũng là nơi bố mẹ nuôi cuối cùng của cậu ấy sống. Đi qua những con phố bao trùm trong đêm tối, Hàn Phi càng đến gần khu vực cư xá đó, tim đập càng nhanh, cứ như hắn trước đây cũng từng sống ở đây vậy, những cư xá đó mới chính là nhà thực sự của hắn. Bố mẹ ruột của mình có khi nào sống ở đây không? Những tòa nhà cư xá cũ được xây dựng nối tiếp với nhau, mỗi tòa đều có mã số riêng, nơi bọn Hàn Phi cần đến là tòa nhà số 11, nhưng Hàn Phi lại đứng rất lâu dưới tòa nhà số 1. Hẳn có một ngọn đèn là dành cho mình, không sai, nhà thực sự của mình phải ở đây mới đúng. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Những đứa trẻ bất hạnh dường như đều sống trong cư xá tên là Hạnh Phúc, mỗi tòa nhà đứng trong đêm tối, đều đang hát những bài hát mà bọn chúng yêu thích, dỗ cho bọn chúng ngủ dệt cho bọn chúng những giấc mơ. Đứng hồi lâu ở trước tòa nhà số 1, trái tim của Hàn Phi dường như đã đi vào động tối của tòa nhà. Nhà của mình hẳn là ở đây, nhưng tại sao tất cả các đèn đều tắt rồi? Ánh mắt di chuyển lên trên từng chút một, Hàn Phi nhìn qua từng nhà từng căn hộ. Tòa nhà số 1 của cư xá hạnh phúc, chỉ mấy chữ này thôi đã khiến đầu óc trống rỗng của Hàn Phi dậy sóng. Mau đi thôi, đừng dừng lại ở đây. A, à, trùng đến gần Hàn Phi, giọng nói thúc giục. Ấn tượng đầu tiên của anh ta về người đàn ông trước mặt này rất tốt, như thể hai người đã từng là bạn của nhau. Tôi? Hàn Phi lắc lắc đầu, hắn định đi về động tối của tòa nhà số 1 nhưng đã bị A Trùng tóm lấy. Anh bị điên à? A Trùng hoàn toàn không hiểu hành động của Hàn Phi, đối phương vậy mà lại tràn ngập khao khát nhìn tòa nhà cũ kỹ âm u quỷ dị. Chú ý, đừng tách khỏi đội ngũ. Ép mặc áo gió, lạnh lùng nói, anh ta từ sau khi rời khỏi homestay cuộc sống hoàn hảo, cả con người trở nên cực kỳ nghiêm túc duy trì cảnh giác cao độ với tất cả mọi thứ xung quanh. F không phải là người lỗ mãng, những quyết định của anh ta đều là được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, một khi đã quyết định sẽ luôn kiên định, phải hoàn thành bằng mọi giá, thật ra người như vậy vô cùng đáng sợ. Tòa nhà 11 của cư xá hạnh phúc là tòa nhà trong cùng, cách bố trí tòa nhà ở đây khá cổ quái, các tòa nhà 1 đến 10 giống như những bức tường của giếng nước, bao bọc tòa nhà số 11 ở giữa. Để vào được tòa nhà số 11, trước tiên phải đi qua lối đi hẹp giữa tòa nhà số 1 và số 10 đoạn đường dài hơn chục mét nhìn từ bên ngoài rất bình thường nhưng sau khi thực sự bước vào sẽ phát hiện lối đi này giống như một cây cầu nối giữa nhân gian và quỷ vực cả thành phố đều bị đêm tối bao phủ nhưng bầu trời trong cư xá ở cuối lối đi dường như có màu đỏ sẫm đi trong lối đi những bức tường cũ kỹ hai bên dường như có thể đẩy ra bóp chết người bất cứ lúc nào nghiền nát người ở giữa thành thịt băm bên tai cũng sẽ không ngừng vang lên những tiếng la hét kỳ lạ giống như tiền kiếp của bản thân đang lớn tiếng la hét không hy vọng mình sẽ tiến lên. Càng quỷ dị hơn nữa là lối đi rõ ràng không dài, lối ra đã ở ngay trước mặt, nhưng nếu như ngoảnh đầu nhìn lại, lối vào lúc đến dường như lại cách đó cả ngoài trăm mét. Lối vào kia dường như sẽ tự lùi về phía sau, đây là một lối đi không trở lại. Một người phụ nữ gầy yếu lấy tay từ trong túi ra, lòng bàn tay cô có vẽ một con quỷ nhỏ, dường như là một nhà ngoại cảm không chuyên nghiệp lắm. Nếu như đã không thể quay lại rồi, vậy thì hãy tăng tốc đi về phía trước ép vô cùng bình tĩnh, sự bình tĩnh của anh ta không phải là giả vờ, trong đôi mắt kia đang không ngừng tính toán điều gì đó. Khi tôi đến đây vào ban ngày, bên trong cư xá hoàn toàn không phải như thế này, trên lối đi vẫn có người chơi cờ, trong đại viện có người thu quần áo, có những đứa trẻ đang chơi đùa, có những hơi thở khác nhau của cuộc sống. Lý Quả Nhi đi đầu tiên, hiện tại cô sợ nhất, cô rõ ràng đã cảm nhận được sự biến đổi ở đây. Không phải là một tòa nhà thay đổi, mà là toàn bộ cư xá đều dường như đã rơi vào địa ngục, tất cả mọi thứ đều thay đổi bước ra khỏi lối đi, Hàn Phi ngẩng đầu liếc nhìn, bầu trời đêm biến thành màu đỏ sẫm, mây màu đen dường như bị tách rời, những vết thương dày đặc khắp người đều đang dỉ máu. Bây giờ cô nói nơi này có quỷ, tôi chắc chắn là tin, nhưng vấn đề là chúng ta có khả năng bắt quỷ hay không? Một người đàn ông đi theo sau tù nhân đầu chọc nói, anh ta là tiểu đệ của tù nhân, bề ngoài cao lớn thô kệch, nhưng lá gan lại không lớn lắm. Nếu như mãi mãi không bao giờ thử gặp quỷ, vậy thì chúng ta sẽ không thể nào tìm ra cách đối phó với quỷ được ép nhìn người đó một cái tôi hy vọng mọi người có thể hiểu nếu muốn làm được chuyện gì đó sẽ phải trả giá rất nhiều vì kết quả cuối cùng mọi người và tôi đều có thể trở thành cái giá lớn đừng cãi nhau nữa chuẩn bị vào trong tòa nhà hãy im lặng đi lý quả nhi kéo hàn phi đến bên cạnh mình cô cảm thấy vẫn là hắn đáng tin hơn một chút những người khác đều không thể hoàn toàn tin tưởng được đẩy cánh cửa hành lang hoen dỉ kèm theo âm thanh kéo kẹt vang lên tất cả những người tham gia trò chơi chính thức bước vào bên trong cư xá hạnh phúc mô tả trong kịch bản so với nơi này thực sự khác biệt quá lớn hàn phi đứng trong đám người chứng hoang tưởng bị bức hại chết tiệt của hắn lại phát tác rồi lần này mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây hắn cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực anh không khỏe sao người chơi nữ duy nhất mở miệng hỏi hai tay cô có vẽ tiểu quỷ con người đang bất an chuyển động dưới lớp mặt nạ hàn phi không trả lời ánh mắt hắn đảo qua lan can cầu thang sơn đỏ tường hành lang ố vàng, còn có bậc thềm dán những mẩu quảng cáo nhỏ. Nỗi sợ hãi ngày càng trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn không thể tìm thấy đối tượng mình sợ hãi ở đâu. Hắn biết rằng mình ở đây rất có khả năng sẽ bị giết chết, nhưng lại không biết mình rút cuộc bị thứ gì giết. Năng lực tiên đoán cái chết của tôi dường như xuất hiện chút vấn đề. Lý Quả Nhi đi đầu tiên đã lên đến tầng 2, mặt nạ che kín khuôn mặt, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của cô. Nhưng mọi người có thể đoán được nội tâm bất an của cô ấy thông qua bước chân ngập ngừng. Mỗi bước đi đều cân nhắc rất lâu, dường như bước sai một bước thì sẽ vạn kiếp bất phục vậy. Những người chơi phía sau lấy trong ba lô ra đèn pin ánh sáng mạnh và súng điện, bọn họ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhưng bọn họ vừa lấy những thứ đó ra, Lý Quả Nhi đã vội vàng dục bọn họ tắt đèn pin ánh sáng mạnh đi. Đốt lửa trong một khu rừng tối có thể xua đuổi thú dữ, nhưng cũng sẽ để lộ chính mình, trở thành mục tiêu cho những thứ khác. Ánh sáng mạnh cũng có thể thu hút quỷ trong các tòa nhà khác tới, mọi người tốt nhất chú ý một chút, không bật đèn cô bảo chúng tôi thắp nến chắc. Tù nhân đầu chọc vừa than thở một câu, liền nhìn thấy Lý Quả Nhi lấy trong ba lô ra vài cây nến. Thật là thái quá. Mấy người chơi có người thắp nến, có người dùng đèn pin đi kèm với điện thoại di động, mọi người từ từ dò dẫm lên đến tầng 4. Mọi người có phát giác những quảng cáo dán trên bậc thang có vấn đề không? Thiên dạ đi sau cùng đội mũ đột nhiên lên tiếng, anh ta ăn mặc rất loài loẹt, cũng cho người ta cảm giác hơi tùy tiện. Có điều ngữ khi anh ta nói chuyện bây giờ lại đang dần trở nên nghiêm túc ngoài những quảng cáo như mở khóa, nạo vét cống rãnh ra, còn có một số lượng lớn thông báo tìm người, nhưng khuôn mặt của mấy đứa trẻ trên những quảng cáo đó, toàn bộ đều bị vạch nát hết rồi. những loại quảng cáo nhỏ như mở khóa không đi dọn dẹp mà lại chuyên tâm hủy hoại khuôn mặt của những đứa trẻ trên tờ giấy thông báo tìm người, trong tòa nhà này có phải có kẻ biến thái không? anh ta chính là không muốn những đứa trẻ đó tìm được đường về nhà. a à, trùng rất nhanh hiểu ý của thiên dạ, cũng có khả năng đứa bé bị thất lạc ở ngay trong tòa nhà này. Lý Quả Nhi dẫn đầu dừng lại ở tầng 5, cô nhìn cánh cửa trống trộm trước mặt, nội tâm bất an lên đến đỉnh điểm. Ban ngày tôi chính là lần đầu tiên gặp quỷ ở đây, mọi người chú ý canh gác hành lang, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Lý Quả Nhi từ từ mở cửa trống trộm, mùi thuốc khử trùng nồng nặc từ trong bay ra. Ép kéo A trùng đi theo Lý Quả Nhi, cả ba người đi vào căn nhà đó trước. Đặt ngọn nến thắp sáng trong góc phòng khách, A trùng đang định gọi những người khác đi vào thì chợt nghe thấy tiếng nhai nói là tiếng nhai thôi nhưng nó giống như một người đã mài mòn hết răng đang gặm nhấm thứ gì đó nhìn theo chỗ âm thanh phát ra a trùng phát hiện cửa phòng ngủ bị mở ra một kẽ hở nửa khuôn mặt đang nhìn mình từ sau cánh cửa phòng ngủ trong phòng ngủ có người ngón tay của a trùng chỉ vào chỗ sâu trong căn nhà còn chưa kịp nói hết lời đã cảm thấy thế giới quay cuồng có một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của mình cứu tôi cơ thể va đập vào cửa phòng ngủ a trùng nhìn thấy một khuôn mặt trụi lủi Thân hình dị dạng, Tứ Chi to khỏe, trong tay đang cầm một lọ thuốc, hình như là muốn đổ lọ thuốc đó vào miệng của A Trùng. Tránh ra, ép vươn tay túm lấy cổ áo của A Trùng, anh ta cầm một con dao màu đen chém về phía người phụ nữ sau cánh cửa. Lọ thuốc rơi xuống đất, bên trong không phải là đựng thuốc mà toàn là răng của trẻ em. Người phụ nữ trong phòng ngủ bị kinh sợ, Tứ Chi to khỏe của cô ta tóm lấy đường ống ngoài cửa sổ, rồi thoát ra ngoài. Đó là quái vật gì vậy? A Trùng nằm liệt trên mặt đất sợ tới mức đã bắt đầu nói lắp vừa rồi nếu như ép đến muộn một bước e rằng anh ta đã ăn sạch số răng của những đứa trẻ đó rồi không biết ép lắc đầu sau đó nhìn lý quả nhi cô ta chính là quỷ quỷ thì không thể chạm vào được đó hẳn là một thứ nằm giữa quỷ và người lý quả nhi cũng không chắc chắn lắm tóm lại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mọi người đều có chút căng thẳng hàn phi lại đúng lúc này đi về phía ép ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào con dao đen trên tay ép anh đang nhìn gì đó dao hàn phi cảm thấy con dao của đối phương nhìn rất quen đặc biệt là tay cầm chỉ cần nhìn con dao đó năm ngón tay của hàn phi sẽ bất giác gập lại giống như có mối liên hệ nào đó tồn tại giữa hắn và con dao vậy ép phát giác ra ánh mắt của hàn phi ánh mắt anh ta trở nên kỳ lạ nhưng cũng không nói gì chỉ cất con dao đen đi đừng dòm ngó những thứ vốn không thuộc về mình vậy sao hàn phi không nhớ được ra hắn không có xung đột với ép bắt đầu kiểm tra căn nhà này trong căn nhà không lớn lắm có đủ các loại thuốc nằm giải rác, tủ lạnh, trên mặt bàn ăn và tivi có dán rất nhiều giấy nhớ, tất cả đều là viết thời gian và những lưu ý khi dùng thuốc. Nhìn thấy những thứ này, nội tâm Hàn Phi phát sinh một sự đồng cảm, trước kia khi hắn ở căn nhà xa lạ đó cũng như vậy. Người tự nhận là mẹ của hắn, sẽ mang một gói thuốc lớn từ bệnh viện về, không ngừng cho hắn uống. Số 11 có cùng trải nghiệm với mình, con số này có ý nghĩa gì? Nếu như chúng ta là cùng một loại người, vậy thì mã số của mình là gì? Hàn Phi bước tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tòa nhà số 11 bị những tòa nhà khác vây lại ở giữa, người sống ở đây giống như bị mắc kẹt dưới đáy giếng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trèo ra ngoài. "Mau, mau đến đây, mọi người mau xem cái này đi." Tiếng hét của A Trùng vang lên, những người chơi tò mò tụ tập đến, trong căn phòng chứa đồ gần phòng ngủ chất đầy các loại đầu người được làm thủ công. Những đầu người đó toàn bộ đều được xếp thành từng cặp, một nam một nữ, tổng cộng là 22 cái. Số 11 mô phỏng mô hình đầu người của những người đã nhận nuôi cậu ấy. Số 11 đem tất cả những người nhận nuôi cậu ấy làm thành con rối. Lý Quả Nhi và Hàn Phi đồng thời nhìn nhau, suy đoán theo bản năng của hai người đều có chút kinh dị. Ban ngày lúc cô đến đây không nhìn thấy những thứ này hay sao? Ngày càng có nhiều người chơi bước vào căn nhà, mọi người đều có chút sợ hãi khi nhìn thấy một tủ những mô hình đầu người đó, những cái đầu làm quá giống thật rồi, cứ như là thật vậy. Lúc đó tôi bị quỷ bám lấy, không có thời gian để kiểm tra căn nhà. Lý Quả Nhi không cần thiết phải lừa gạt những người chơi. Thiên dạ, anh dẫn người canh giữ hành lang, những người khác vào nhà, đừng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Địa vị của ép trong tim còn cao hơn tưởng vi, ngay cả tù nhân cũng phải nói gì nghe nấy. Những ngọn nến được thắp sáng trong các góc nhà, căn nhà nơi số 11 từng ở từ từ được khôi phục lại. Toàn bộ căn phòng vẫn duy trì phong cách trang trí của cuối thế kỷ trước, cộng với việc lâu ngày không được dọn dẹp, trông tồi tàn bừa bộn, giống như một bệnh nhân bị đông cứng trí nhớ, không thể tự chăm sóc bản thân dẫm lên những viên thuốc vương vãi trên mặt đất, Hàn Phi từ từ di chuyển khỏi cửa sổ, cảm giác sợ hãi gần như nhấn chìm hắn, đứng bên cạnh cửa sổ, hắn luôn cảm thấy mình sẽ bị ai đó đẩy ngã xuống dưới vào giây phút tiếp theo. Tại sao mình cứ đứng cạnh cửa sổ, lại nghĩ đến cái chết, thậm chí gần hơn một bước còn nhìn thấy thi thể của chính mình. Nhặt thuốc trên mặt đất lên, Hàn Phi dùng ngón tay lau bụi trên viên thuốc, phát hiện những loại thuốc này rất giống với thuốc mà bác sĩ Phó kê cho mình. Số 11 mắc cùng một căn bệnh với mình hay là bác sĩ kia chỉ biết kê loại thuốc này không giống như những người chơi khác đi lung tung như ruồi không đầu từ khi bước vào căn nhà hàn phi đã nảy sinh một thứ cảm giác sợ hãi quen thuộc hắn trước kia không chỉ đã từng đến đây mà còn từng chết ở đây tránh những người chơi khác ra hàn phi đi thẳng vào phòng ngủ nơi sâu nhất của căn nhà mở cánh cửa đã bị khóa ra hắn nhìn thấy một căn phòng ngủ với tông màu đỏ nhạt làm chủ đạo chủ nhân của căn phòng ngủ này có vẻ là một học sinh bài kiểm tra chưa hoàn thành và sách vừa nằm ngổn ngang trên bàn trên sàn nhà chất đống đủ các thể loại giày dép của trẻ em. Mục đích của anh hình như rất rõ ràng. F vẫn luôn kiểm soát đại cục, phản ứng của mỗi một người hắn đều quan sát hết, lúc này anh ta đến gần Hàn Phi, anh cũng từng tới đây rồi ạ. À? Hàn Phi lắc đầu, đi vào bên trong phòng ngủ. Thoạt nhìn căn phòng này sẽ không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, nhưng càng quan sát kỹ, càng phát hiện ra điểm quỷ dị. Kích cỡ những đôi giày của trẻ em trên sàn nhà hoàn toàn không giống nhau, có giày bé trai, có giày bé gái, rõ ràng là chúng không thuộc về cùng một người. Kiểu dáng của những đôi giày đó cũng rất khác nhau, khoảng thời gian gần 20 năm, chủ nhân căn phòng dường như có sở thích quái gở trong việc sưu tập giày, hơn nữa còn phải là những đôi giày mà người khác đã đi rồi. Tiện tay nhặt một chiếc giày lên, Hàn Phi thấy bên trong giày còn nhét nhiều thứ khác nhau, có đinh nhọn, có kẹp giấy, có mảnh thủy tinh vỡ và rất nhiều thuốc. Đôi giày như thế này thì đi lại như thế nào? Căn phòng màu đỏ sẫm này dường như là một phép ẩn dụ tâm lý nào đó, đại diện cho trạng thái tinh thần của chủ nhân căn phòng. Tay trái ép cầm con dao màu đen, anh ta bình tĩnh quan sát, trong hành lang có dán rất nhiều thông báo tìm người khác nhau, trong đó có một tờ thông báo tìm người bên trên có viết một bé gái 5 tuổi bị lạc, ở phụ cận, lúc đó cô bé đi một đôi dép màu hồng, nhìn mô tả có vẻ gần giống với đôi giày trên tay anh. Ý anh là chính chủ nhân của căn phòng đã bắt cóc những đứa trẻ đó. Chính xác mà nói, tôi nghi ngờ bố mẹ nuôi của đứa trẻ này đã luôn trộm trẻ con ép nhìn những đôi giày khắp sàn nhà giày tượng trưng cho chân có thể mở rộng ra nghĩa là đi và chạy ở đây có nhiều giày như vậy trong mỗi đôi giày đều nhét đầy đề mảnh vỡ thủy tinh và những viên thuốc đây rõ ràng là có nghĩa giam cầm và kiểm soát anh nghĩ sao tôi nghĩ rằng anh nói đúng hàn phi ngơ ngác nhìn ép sở hữu dao đen có thể làm tổn thương quái vật một nhóm thuộc hạ cũng được coi là trung thành còn có một cái đầu lý trí bình tĩnh và thực lực cá nhân khó lường người ép bí ẩn này có tất cả các lợi thế, anh ta rất có khả năng trở thành người chơi đầu tiên tích lũy đủ 100 điểm. Nhìn lại bản thân mình, Hàn Phi khẽ thở dài, hắn đã quên hết tất cả, chỉ còn lại một đống kịch bản cũ nát và một con mèo xấu xí. Đi qua những đôi giày đó, Hàn Phi đi tới bên cạnh bàn học, hắn lật xem những tờ giấy thì còn răng dở, cảm thấy có một luồng không khí mát lạnh bao trùm lấy mình. Chủ nhân của căn phòng ngủ dường như bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, mọi khả năng đọc hiểu, của cậu ấy sẽ được diễn giải dưới một góc độ cực kỳ đen tối rõ ràng đó là một bài văn rất tích cực nhưng cậu ấy luôn có thể giải mã ra những điều khủng khiếp từ những câu chữ đó chỉ nhìn vào những câu hỏi đọc hiểu sẽ cảm thấy chủ nhân căn phòng là một người điên nhưng khi nhìn vào bài kiểm tra của các môn khác sẽ phát hiện ra cậu ấy là một thiên tài bởi vì bên cạnh bàn học là những chồng bài kiểm tra toàn đạt điểm tuyệt đối một người điên ngu ngốc không đáng sợ mà một người điên vô cùng tỉnh táo như một thiên tài mới là điều đáng sợ ép đi tới, khoảng cách của anh ta và Hàn Phi rất gần. Điều này khiến hắn rất không thoải mái, có phải anh cũng nghĩ như vậy không? Đôi mắt của ép dường như có thể nhìn thấu mặt nạ của Hàn Phi, hắn cũng cảm thấy ép khác với những người chơi khác, đó là một thứ khác biệt về bản chất. Không đáp lại ép, Hàn Phi mở ngăn bàn ra, bên trong có một gói bóng bay, trên mỗi quả bóng bay hình như đều có in hoa văn. Hàn Phi lấy ra một quả bóng bay, thử thổi to lên, tiếp theo một hình ảnh rất kinh dị đã hiện ra. Hoa văn trên quả bóng bay là một cái đầu người, khi Hàn Phi thổi quả bóng, một cái đầu người từ từ to ra từ bên cạnh miệng hắn, biểu cảm khiếp sợ và ánh mắt sống động đó đều được hoàn nguyên một cách hoàn hảo. Anh đang làm gì vậy? Lý Quả Nhi và A Trùng bước vào, tù nhân đi phía sau cũng nhìn thấy cảnh này, Hàn Phi trong bóng tối đang thổi một cái đầu người cực lớn. Tôi phát hiện chủ nhân của căn phòng có vẻ đặc biệt yêu thương bố mẹ mình, cậu ấy làm mô hình đầu lâu một một cho bọn họ, rồi lại làm thành bóng bay. Hàn Phi nhìn quả bóng bay cực lớn trong tay, mọi người hãy tưởng tượng ra cảnh chủ nhân căn phòng khóa chặt cửa một mình nằm trên giường trong phòng ngủ trần nhà bay đầy đầu lâu của bố mẹ nuôi như vậy có phải cậu ấy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa không nghe hàn phi nói ánh mắt của những người chơi ngoại trừ ép ra đều phát sinh thay đổi bọn họ không thể hiểu nổi nhưng cũng không tránh khỏi chấn kinh trong lòng làm thế nào mà anh lại nghĩ tới những chuyện này lý quả nhi phát hiện mình đã đánh giá thấp hàn phi rồi ngẩng đầu có thể nhìn thấy các bố mẹ nên tôi nghĩ không biết cái này có tính là một loại bầu bạn không hàn phi buông lỏng tay khí trong bóng bay ra ngoài hết cái đầu khổng lồ nhanh chóng co rút nhăn lại còn phát ra âm thanh kỳ lạ như thể ai đó đang nhỏ tiếng khóc hàn phi nhét hết tất cả bóng bay vào trong túi sau đó ấn cho ép thứ kinh dị như vậy hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát nổi mở ngăn kéo thứ hai ra bên trong có chứa một con dao gọt hoa quả sắc bén trong ngăn kéo sạch sẽ chỉ có một con dao sự việc này xảy ra trong phòng ngủ của một đứa trẻ vốn dĩ đã rất đáng suy ngẫm rồi trong ngăn kéo thứ nhất là những quả bóng bay vẽ đầy khuôn mặt của bố mẹ nuôi, trong ngăn kéo thứ hai là một con dao sắc bén. Hàn Phi vươn tay mở ngăn kéo thứ ba, bên trong là một cuốn sổ ghi chép. Lấy cuốn sổ ghi chép ra, Hàn Phi tùy tiện lật xem. Ngày 4 tháng 1, tôi phát hiện mình thực sự ngày càng thích chơi với mèo con, kể từ sau khi con mèo kia của nhà tôi chết, tôi đã luôn muốn nhận nuôi một con mèo khác, nhưng không có cơ hội. Ngày 7 tháng 2, con mèo của nhà hàng xóm suốt ngày sang nhà, con mèo con đó vô cùng dễ thương. Còn đặc biệt nghe lời, tôi đang tìm cách mua cho bằng được. Ngày 7 tháng 7, nhận nuôi một con mèo ta đi lạc, cơ thể mạnh khỏe, không kêu căng, cũng khá nghe lời, ở nhà cũng không kêu bừa bãi, đã được thuần hóa xong, giá 150 bán ra. Ngày 9 tháng 8, bắt được một con mèo hoang đi lạc trong công viên vui chơi giải trí, trông có vẻ bẩn thỉu, sau khi tắm rửa xong lại ngạc nhiên phát hiện ngoại hình trông rất được, chỉ có điều dường như đầu óc hơi có vấn đề, có thể nuôi để chơi. Giá 95, đã bán hết ngày 21 tháng 9, vận khí rất tốt, nhận được một con mèo anh lông ngắn, một giống mèo rất được ưa chuộng trong những năm gần đây, tròn trịa mập mạp, vô cùng dễ thương, yên tĩnh, ôn thuận, hàng cao cấp, là mèo con cực phẩm quý hiếm. Giá 1.200 bán ra, ngày 11 tháng 11, trong trại mèo nhận một con mèo ga phiêu lớn tuổi, nghe lời, ngoan ngoãn, rất biết cách lấy lòng chủ nhân, điều quan trọng nhất là nó còn vô cùng thông minh, nói thật là tôi còn không nỡ bán nó đi. Giá 2.500 chưa bán. Trên sổ ghi chép có rất nhiều thông tin, thoạt nhìn cũng không có gì, nhưng khi Hàn Phi nhìn thấy thông tin cuối cùng, đôi mắt chậm rãi nheo lại. Ngày 11 tháng 11, chủ nhân của cuốn sổ ghi chép nhận một con mèo trong trại mèo, còn nói rằng không nỡ bán nó đi. Bố mẹ nuôi cuối cùng của số 11 đã nhận nuôi cậu vào chính ngày 11 tháng 11, nhìn từ góc độ này, trại mèo có thể không phải là ám chỉ trại mèo thực sự, mà là tên gọi thay thế của viện phúc lợi. Suy nghĩ sâu hơn một chút, tất cả những con mèo trong cuốn sổ ghi chép này thực ra đều không phải là mèo mà là trẻ em. Cuốn sổ ghi chép mỏng, dùng cách nói đơn giản nhất, chứa đầy những tội lỗi khiến người ta ghê tởm. Bất giác Hàn Phi vô tình lật đến trang cuối cùng, những gì chưa viết rõ trong kịch bản đã được bổ sung tại đây. Ở mặt sau của sổ ghi chép, có một số hình vẽ bằng tay của trẻ em, với dòng chữ siêu vẹo trên đó. Người làm vườn bí mật hái hoa tươi, giấu bọn chúng trong túi áo, mang ra khỏi hàng rào, ném xuống đường phố lầy lội. Chó hoang đi ngang qua cắn chặt thân hoa non mềm, ngậm hoa tươi vào trong con ngõ tối đen thế giới bên ngoài dường như đã đóng chặt cánh cửa kể từ đó hoa tươi bị trồng trong phòng tối có cái khô héo trong bóng tối có cái bén rễ trong bóng tối còn có cái thì trở thành một hạt giống hoa hạt giống hoa đó trong miệng hét lên tên của bố và mẹ bị trồng trong các chậu hoa khác nhau gửi đến hết phòng tối này đến phòng tối khác cuối cùng vào một ngày hạt giống chôn sâu trong chậu hoa đã nảy mầm mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào nó bởi vì bông hoa đó hoàn toàn khác với những gì người ta tưởng tượng ra Dòng chữ cuối cùng của sổ ghi chép đã hoàn toàn méo mó, hầu như không thể nhìn ra ý nghĩa của nó. Bố mẹ cuối cùng nhận nuôi số 11 thực ra là những kẻ buôn người. Ban đầu có lẽ bọn họ đã rất hài lòng với số 11, sau đó khi chuẩn bị bán lại thì xảy ra vấn đề. Lý Quả Nhi cũng đi vào phòng, cô nhìn cuốn sổ ghi chép, rất nhanh đã hiểu ý trong đó, kẻ buôn người chết không đáng tiếc. Về điểm này, tôi cũng đồng quan điểm với cô. Ép lấy cuốn sổ ghi chép từ tay Hàn Phi, liên tục lật xem. Số 11 đã được nhận nuôi 11 lần, tại sao đứa trẻ này lại bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác? Trên người nó rút cuộc có cái gì? Kẻ buôn người nhận nuôi số 11, lần này nó không cho kẻ buôn người con đường sống, nó cũng không bao giờ trở lại trại trẻ mồ côi nữa, nhìn từ điểm này dường như nó vẫn là một con quỷ tốt. Nội Tâm Hàn Phi vừa có ý nghĩ như vậy, liền nghe được ép nói, đứa trẻ bị nhận nuôi cuối cùng chính là nguyên nhân chủ yếu thay đổi ở đây, nó trả thù kẻ buôn người, nhưng cũng hại người khác, con quỷ này có vẻ vừa tà vừa chính. F không có thành kiến với quỷ, anh ta nhìn nhận vấn đề ở góc độ tương đối công bằng và khách quan. Người phụ nữ trèo qua cửa sổ vừa rồi có phải là mẹ của đứa trẻ không? Nếu như bọn họ là kẻ buôn người, tại sao lại không nhanh chóng ra tay với số 11, còn muốn cứu nó? A à, trùng có chút khó hiểu. Uống thuốc không nhất định là để cứu người, có một số thuốc tác dụng lớn nhất không phải là chữa khỏi bệnh cho một người, mà là khiến một người trở nên nghe lời. F cắt quyển sổ ghi chép đi, còn Hàn Phi thì lại lấy đi con dao số 11 cất ở ngăn kéo tay cầm con dao, Hàn Phi cảm thấy cơ thể mình như dài ra thêm một bộ phận, hắn dường như rất giỏi dùng dao. Cắt, chặt, tìm đúng vị trí cắt rời, mình cũng không thể giải thích được mình là một nhà biên kịch tại sao lại hiểu những chuyện này. Hàn Phi lặng lẽ giấu con dao đi, tiếp tục tìm kiếm, dừng lại trước tủ quần áo duy nhất trong căn phòng. Mở cửa tủ ra, bên trong có đủ các loại mặt nạ khác nhau, từ nhỏ đến lớn, trên mỗi mặt nạ đều có viết mấy chữ nhuốm máu. Trên chiếc mặt nạ nhỏ nhất chỉ có hai chữ Hoàng Thịnh, đây dường như là cái tên đầu tiên của số 11, chiếc mặt nạ nhỏ nhất cũng là chiếc sạch nhất. Tên của Hoàng Thịnh trên chiếc mặt nạ thứ hai đã bị gạch xóa, bên trên có viết rất rất nhiều chữ cười, nhưng bản thân chiếc mặt nạ lại là một khuôn mặt khóc. Chữ viết trên chiếc mặt nạ thứ ba lại càng nhiều hơn, có thể nhìn ra, khi chiếc mặt nạ càng lớn, thì chủ nhân của chiếc mặt nạ cũng càng trở nên điên loạn và bất thường. Những chiếc mặt nạ này dường như thể hiện trải nghiệm bị bỏ rơi 11 lần của nó, từ ban đầu muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một con quái vật. Ánh mắt của Hàn Phi liếc qua tất cả mặt nạ, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, một đứa trẻ, cho dù có xui xẻo đến đâu cũng không thể lúc nào cũng gặp phải bố mẹ tồi tệ, trừ khi bố mẹ nhận nuôi nó đã được viện phúc lợi lựa chọn cẩn thận. Liệu có khả năng như vậy không? Viện phúc lợi đặc biệt tuyển dụng những người lớn có vấn đề và khiếm khuyết để nhận nuôi nó, thậm chí cuối cùng nhét nó vào tay của những kẻ buôn người. Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, khi người phụ trách nhân hậu lương thiện thối giữa biến chất, thì thiên đường cũng sẽ trở thành địa ngục. Từ trước mặt nạ thứ sáu trở đi, những chữ viết đó đã hoàn toàn không bình thường, đứa trẻ đeo mặt nạ đã học được cách ngụy trang. Nó sẽ ngụy trang thành nhiều biểu cảm và tính cách khác nhau để làm vừa lòng bố mẹ nuôi, nhưng thực ra nó đã phát triển thành một loài cỏ độc trong chậu hoa đen tối. Biểu cảm trên mặt nạ đều là ngụy trang ra, càng ngày càng có nhiều chữ và màu sắc che mất ngũ quan của mặt nạ, nó đã mất đi khuôn mặt của mình. Hàn Phi nhìn sang chiếc mặt nạ cuối cùng, đó là một chiếc mặt nạ của chú hề được sơn nhiều màu sắc, nụ cười cường điệu của nó, không thể che giấu được những giọt nước mắt xanh lam trong khóe mắt. Lật mặt sau của mặt nạ ra xem, ở đó có một dòng chữ màu đen. Hạnh phúc là một con quái vật giết người không chớp mắt, nhưng tôi vẫn muốn đến gần nó, còn bạn thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu nói đằng sau chiếc mặt nạ kia dường như được viết cho Hàn Phi vậy, đây là một câu hỏi vượt qua thời gian và không gian. Cho dù hạnh phúc là quái vật, có lẽ mình cũng sẽ đến gần. Khi nhìn thấy câu hỏi, Hàn Phi đã có được đáp án, càng thiếu cái gì, thì lại càng quan tâm cái đó. Từ tận đáy lòng hắn muốn nắm thật chặt lấy hạnh phúc, bởi vì trong ký ức của hắn chưa bao giờ có được hạnh phúc. Mặt nạ của nó lúc đầu vẫn có thể nhìn ra bộ dạng của chính mình, nhưng đến cuối cùng lại trở thành một chú hề bị bao phủ bởi lớp sơn. Ép cũng nhìn vào mặt nạ của số 11, nó muốn trở thành một chú hề chỉ biết cười, một chú hề không nghĩ đến chuyện bi thương. Tôi rất thông cảm với những gì đã xảy ra với đứa trẻ này, nhưng tôi không hề tán thành với cách làm của nó. Có thể nó cũng không cần sự thông cảm và tán thành của anh. Hàn Phi nhàn nhạt nói, hắn dương mắt nhìn ép lấy mặt nạ chú hề đi, bỏ vào trong ba lô do nhóm người chơi mang tới. Hạnh phúc là thứ mà chỉ trẻ con mới đi tìm kiếm, đối với người lớn mà nói, hạnh phúc là cần phải do chính mình tạo ra. Tôi sao? Hàn Phi không phản bác, hắn đã quên quá nhiều chuyện, bao gồm cả thời thơ ấu của mình. Bước tới cửa sổ phòng ngủ, Hàn Phi nhìn về phía tòa nhà số 1, Cửa sổ phòng ngủ của số 11 đối diện với tòa nhà đó, hắn luôn cảm thấy có thứ gì đó trong tòa nhà đang thu hút mình. Rõ ràng là khi đến gần cửa sổ sẽ sợ hãi, cảm giác có người sẽ đẩy mình xuống, nhưng mình vẫn hết lần này đến lần khác muốn đến gần. Từ trong ba lô chuyển ra một tiếng mèo kêu yếu ớt, Hàn Phi đưa tay ra sờ sờ đầu con mèo, mày cũng cảm giác được à? Trước đây có phải chúng ta sống ở tòa nhà số 1 không? Người nhà của tao hẳn là ở đó, bọn họ để lại một ngọn đèn không bao giờ tắt cho tao còn chuẩn bị cháo nóng và thịt ngon cho tao nữa tao nên đến đó nhưng lại vô cùng sợ hãi ta không biết rút cuộc mình đang sợ cái gì kể từ sau khi mất trí nhớ hàn phi sẽ thường xuyên hoảng hốt nói chuyện thỉnh thoảng cũng sẽ có cảm xúc bất ổn hắn nhìn tất cả mọi thứ đều như được khoác lên một tấm màn mang tên ác mộng tiếng mèo kêu càng lớn trái tim hàn phi cũng đập dữ dội hơn hắn chậm rãi ngẩng đầu lên ngoài cửa sổ có một cái đầu không có sợi tóc nào cái đầu chọc lóc trông giống như một quả bóng bay dựng ngược bên cửa sổ hốc mắt đục ngầu nhét đầy những viên thuốc, hai tay to khỏe đến dị dạng của người phụ nữ lao mạnh về phía Hàn Phi. Cẩn thận. Ép và Lý Quả Nhi chạy về phía Hàn Phi, nhưng bọn họ cách quá xa với hắn, căn bản không thể giúp hắn được. Cánh tay có mạch máu căng phồng vươn ra trước mặt Hàn Phi, hắn hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đầu óc trống rỗng, trong mắt như đông cứng lại khuôn mặt của người phụ nữ. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Hàn Phi sẽ bị người phụ nữ kéo ra ngoài cửa sổ, hắn đã giơ tay cầm dao lên. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng yếu ớt của ngọn nến cắt xuyên qua bóng tối, trên cánh tay người phụ nữ có hai vết thương rõ ràng. Không có máu chảy ra từ vết thương, nhưng người phụ nữ có vẻ giật mình, kéo theo cánh tay bị thương ngã xuống đường ống. Khi Hàn Phi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thì không thấy dấu vết của người phụ nữ đâu nữa, chỉ thấy cửa sổ tầng 3 dường như đang mở. Anh không sao chứ? Lý Quả Nhi chạy tới trước mặt Hàn Phi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, anh còn biết dùng dao. Tôi không nhớ nữa. Hàn Phi nhìn hai tay của mình, sau khi ép người phụ nữ rút lui, trong tâm trí lại vang lên một giọng nói khác, hắn vẫn không nghe được giọng nói đó là gì, nhưng hắn có thể cảm thấy rõ giọng nói đó càng ngày càng rõ ràng, như thể càng ngày càng gần hắn. Tại sao trong đầu mình cứ luôn có nhiều giọng nói như vậy? Hàn Phi bình thường thể hiện ra rất ngốc nghếch, nhưng sau cú chém vừa rồi, cả Lý Quả Nhi và ép đều không dám xem thường hắn nữa. Con dao do số 11 để lại có thể làm bọn họ bị thương, nhưng... Hàn Phi khẽ liếc nhìn con dao màu đen trên tay ép, hắn luôn cảm thấy con dao màu đen có chút không hài hòa cán dao và thân dao hình như là được ghép lại với nhau con dao kia hình như mới là của tôi hàn phi đối với ép không có bất cứ ấn tượng gì nhưng đối với con dao trên tay ép lại có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt thứ cảm giác này vô cùng kỳ lạ anh có vẻ cũng rất giỏi dùng dao bây giờ người biết chơi dao không còn nhiều người thường xuyên sát sinh bằng dao lại càng ít hơn ép lạnh lùng cất con dao đen đi anh ta lấy tất cả mặt nạ trong tủ cất vào ba lô của mình bước ra khỏi phòng ngủ này, đừng chọc giận ép, A trùng thấp giọng nhắc nhở Hàn Phi, anh ấy thật sự đã từng giết người, hơn nữa còn không chỉ một đâu. Hàn Phi khẽ gật đầu, vậy nên con dao trong tay anh ta mới biến thành màu đen à. Tôi không hiểu anh đang nói gì, tóm lại anh chỉ cần chú ý là được. A trùng gãi gãi đầu, có phải tôi đã từng nghe thấy giọng của anh ở đâu không nhỉ? Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ màu trắng, trí nhớ của mọi người dường như cũng không hoàn chỉnh, không ai dám xác định danh tính của đối phương. Tôi không biết. Hàn Phi không để ý tới A Trùng, hắn cúi đầu nhìn con dao trên tay, con dao sắc do số 11 để lại nhìn rất bình thường, chỉ là trên cán sao có viết hai chữ siêu vẹo, bầu bạn. Con dao này tên là bầu bạn. Dùng con dao sắc nhọn để bầu bạn. Hàn Phi không thể hiểu được, nhưng Lý Quả Nhi bên cạnh lại cho rằng đó là chuyện rất bình thường, khi tình cảm đạt đến một mức độ nồng cháy nhất định, cộng thêm không có cách thể hiện chính xác, tình yêu và sát ý sẽ bị méo mó lại với nhau, để người yêu sâu đậm sẽ mãi mãi bầu bạn cùng mình tôi đã từng có thứ cảm xúc bốc đồng như vậy xem ra trên thế giới này không phải chỉ một mình tôi bị bệnh hàn phi khẽ thì thầm khiến lý quả nhi trợn tròn mắt hai người bước ra khỏi phòng ngủ khi hàn phi cầm dao ra khỏi phòng mây mù phía trên cư xá chậm rãi tản đi bầu trời dính đầy vết máu tựa như một con mắt cực lớn đang từ từ mở ra con dao mà đứa trẻ giấu trong phòng ngủ tên là bầu bạn phía sau mặt nạ thì lại nói rằng hạnh phúc là quái vật thế giới quan của đứa trẻ này giống hệt như cơn ác mộng mà mình từng gặp phải bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, bị đối xử như chó như mèo, ngày ngày đều uống rất nhiều thuốc, thành phố trong tâm trí đứa trẻ đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ cư xá mà bọn Hàn Phi bước vào lúc này chính là thế giới trong mắt của số 11, hoàn toàn bị phong ấn, như thể đang sống trong giếng sâu, bầu trời phía trên mọc ra một con mắt khổng lồ, tràn đầy ác ý, người phụ nữ có tứ chi to khỏe có thể là mẹ nuôi cuối cùng của số 11, trong hốc mắt cô ta bị nhét đầy những viên thuốc trong mắt chỉ có thuốc, cô ta dường như vẫn luôn thúc giục đứa trẻ uống thuốc, con mắt phía trên cư xá có lẽ đại diện cho sự giám sát của kẻ buôn người đối với đứa trẻ, cho dù có trốn đi đâu cũng không thể tránh khỏi tầm mắt. Hàn Phi càng nghĩ về điều đó, lại càng tò mò không biết hạnh phúc trong mắt số 11 là như thế nào. Lúc trước không phải cô đã gặp quỷ rồi hay sao? Quỷ trông như thế nào? Khi cô nhìn thấy nó, nó đang làm gì? Ngày càng nhiều người chơi bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn họ vây quanh bên cạnh Lý Quả Nhi, hỏi đủ các vấn đề liên quan đến quỷ. Quỷ chỉ có thể nhìn thấy trong trường hợp đặc biệt nhất định. Giọng của Lý Quả Nhi phát ra từ dưới lớp mặt nạ, ví dụ khi anh ấy ra tay giết người, hay là khoảnh khắc lúc một người sống bị chết. Bùm! Trong hành lang chuyển đến một tiếng động cực lớn, sau đó vang lên tiếng la hét, tất cả những người chơi khi nghe thấy tiếng hét đều bắt đầu chạy ra ngoài. Đừng hoảng loạn! Nhắc nhở của F vẫn là chậm một bước thiên dạ và hai người chơi khác đang canh ngoài hành lang đã đuổi theo lên trên tầng. Đã xảy ra chuyện gì? À trùng lớn tiếng hét lên. Lính gác bị lôi đi rồi. Là người phụ nữ đó. Cô ta chạy lên trên tầng. Đừng vội đuổi theo, tuyệt đối đừng vội đi lên. Nhắc nhở của Lý Quả Nhi hoàn toàn vô dụng, những người chơi kia đã chạy đi rất xa rồi. Thiên phú ẩn của lính gác là cường hóa cảm nhận, chúng ta không thể để mất anh ấy. Ép dường như biết rõ thiên phú ẩn của từng người chơi, những người chơi này hình như cũng là được hắn lựa chọn kỹ lưỡng, mỗi một người đều có một tác dụng đặc biệt. Người chơi chạy đầu tiên dường như đã giao đấu với thứ gì đó, người đó bị một lực rất lớn ném ra xa, cơ thể bị đập vào tường, lăn xuống cầu thang. 7. Tầng 7, ở tầng 7, tố chất thể lực của những người chơi này vô cùng tốt. Sau khi té ngã, chật vật vài lần rồi lại đứng dậy, anh ta nhặt chiếc mặt nạ trên mặt đất lên, vội vàng đeo vào. Chửi rùa, mắng mỏ và tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong hành lang, tất cả mọi người đều chen trúc giữa tầng 6 và tầng 7. Tránh ra, ép mặc áo gió túm lấy A trùng chen qua đám đông, nhưng lính gác và người phụ nữ đã biến mất trong hành lang, lính gác đâu? Không đuổi kịp, thiên dạ lắc đầu, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, sau đó lấy bật lửa ra châm, tốc độ của thứ đó nhanh hơn tôi rất nhiều, trên thế giới này đúng là có quỷ thật. Nhanh hơn anh không nhất định là quỷ. Khói mắt của F liếc nhìn Hàn Phi. Đúng vậy, người đàn ông 5 giây như anh nhanh hơn tôi. Thiên Dạ đang hút thuốc, cơ thể từ từ trở nên phấn khích, ánh mắt bắt đầu thay đổi so với sự lười biếng trước đó, "Không phải anh nói con dao đó có thể giết quỷ hay sao? Tôi sẽ giúp anh tạo ra cơ hội để giết nó." Thở ra một hơi khói, Thiên Dạ và ép cách nhau một người, đi đến tầng 7. Anh ta ăn mặc sặc sỡ, nhưng có vẻ con người thực sự cũng có một số bản lĩnh, ít nhất thì anh ta cũng có sự tự tin để đối mặt với những điều chưa biết, khi bao nhiêu người chơi đều sợ hãi, anh ta dám một mình đi phía trước. "Anh cũng qua đó đi." ép đẩy mạnh a trùng một cái dường như anh ta còn biết cả thiên phú và năng lực ẩn của a trùng biết rằng a trùng càng gặp nguy hiểm càng bộc phát tiềm năng từ đó kích hoạt một nhân cách khác cảnh tượng này tình cờ được hàn phi nhìn thấy ở phía sau đội ngũ trong đầu hắn tự nhiên nảy ra một suy nghĩ trước đây hình như chỉ có mình có thể nhìn thấy năng lực của bọn họ nhưng bây giờ tại sao mình lại mất đi khả năng này những người tham gia trò chơi là những người thật kỳ lạ có cảm giác hoàn toàn lệch tông với mình và lý quả nhi Đầu óc của Hàn Phi vẫn còn hỗn loạn, vấn đề rất đơn giản hắn đều cần suy nghĩ rất lâu. Bên này hắn còn chưa có câu trả lời, Thiên Dạ và A Trùng đã mở cửa trên tầng 7. Một con búp bê da mèo khổng lồ rơi ra từ phía sau cánh cửa, con búp bê to bằng một đứa trẻ 5, 6 tuổi nhưng lại được bọc bằng da mèo, trông vô cùng quỷ dị lại đáng sợ. Đây là mèo? A Trùng trốn sau lưng Thiên Dạ, cơ thể anh ta gần như thu nhỏ lại trong cái bóng của Thiên Dạ. Nhìn bộ dạng nhát gan của anh kìa tôi thực sự không biết tại sao tường vi và ép lại coi trọng anh như vậy thiên dạ hất tàn thuốc về phía con búp bê anh ta đang định đi vào trong nhà thì con búp bê toàn thân được quấn da mèo đột nhiên như sống lại giống như một đứa trẻ dùng cả tay và chân nhanh chóng bò vào trong nhà còn sống hà những người chơi đều giật bắn mình tất cả vật sống trong tòa nhà này đều rất dị dạng cuốn sổ ghi chép dùng mèo để thay cho trẻ con mèo trong mắt quỷ có khả năng là trông như thế này a à, trùng níu chặt áo hoa của thiên dạ thật là một cư xá khó tin người sống ở đây đều bị điên rồi sao hàn phi và ép ở tầng dưới đồng thời hắt hơi nhưng cả hai người đều không để tâm đến chuyện này quái vật không chỉ một con anh hãy giúp tôi nhìn phía sau lưng thiên dạ lo lắng cho sự an toàn của lính gác quyết đoán đi vào trong nhà một mùi hôi thối nồng nặc sộc vào lỗ mũi anh ta nhìn sang hai bên nhưng không thể tìm ra nguồn gốc của mùi hôi thối đó lại tiến thêm một bước nữa con búp bê da mèo trốn thoát vừa rồi len lén thò đầu ra khỏi phòng ngủ nó kinh sợ nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Mày là đang sợ tao sao? Mày vậy mà lại sợ một người đàn ông dịu dàng có mị lực cao tới 8 điểm. Mùi hôi thối trên chóp mũi càng lúc càng nồng nặc, Thiên Dạ dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh ta phát hiện ra rằng mắt của con búp bê da mèo đang lén lút nhìn lên trên. Mùi hôi thối kia dường như cũng bay từ trên đầu mình xuống. Thiên Dạ ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy một người đàn ông có chất béo toàn thân đang bám trên trần ở lối vào căn nhà ngón tay dị dạng như những ống tiêm, trên lưng mọc lên xúc tu như giải dây buộc, toàn thân anh ta toát ra một mùi hôi thối và man dợ, cái miệng đang há không ngừng chảy ra nước bọt màu vàng nâu. What the fuck? Thiên dạ vừa cao vừa đẹp trai, khuôn mặt anh ta đang rất gần với khuôn mặt của người đàn ông. Sau khi hai bên quan sát nhau trong chốc lát, một cái xúc tu như bị giải dây buộc đâm thẳng vào mặt thiên dạ, như thể chuẩn bị xuyên qua mắt anh ta. Tránh ra. Tránh sang một bên, thiên dạ phản ứng rất nhanh, trong khi tránh những xúc tu, anh ta hét lên về phía sau, nhắc nhở những người đồng hành của mình, nó ở trên trần nhà. Anh ta vừa nói xong, thì người đàn ông rơi từ trần nhà xuống, ngón tay dị dạng thành ống tiêm đâm về phía cơ thể của Thiên Dạ. Thiên Dạ sợ đến lăn trên mặt đất, nhanh chóng tránh ra, ép ra tay đi. Ép đang chờ cơ hội, dùng dao chém vào cổ con quái vật trước khi nó kịp đứng dậy. Khi anh ta sử dụng con dao đen đó, trái tim của Hàn Phi dường như đột nhiên bị kim đâm, hắn như nghe thấy tiếng khóc trong con dao. Chính xác mà nói, khi ép vung dao, trong cán dao của con dao đen có rất nhiều, người đang la hét và phản kháng. Ép giết người chủ yếu dùng lưỡi dao, nhưng hình như mình thì khác. Hàn Phi lại rơi vào mờ mịt, không có lưỡi, chỉ có cán dao làm sao sát sinh được. Hiệu quả chém của con dao đen vượt xa dự đoán của mọi người, con dao xẹt qua, trên cổ quái vật xuất hiện một vết thương rộng bằng ngón tay, căn bản không thể lành lại được. Con quái vật suýt chút nữa bị chặt đầu đâm về phía cánh cửa của phòng bếp bên cạnh nó trốn thoát qua cửa sổ đang mở. Ép dường như không nghĩ tới con dao đen lại lợi hại như vậy, hai mắt chậm rãi nheo lại, xuất phát điểm giống nhau, lần này hẳn là mình sẽ đạt được 100 điểm trước tiên. Nếu anh chậm chút nữa, thì tôi đã bị anh ta giết chết rồi, thứ đó trông thật kinh tởm. Thiên dạ từ trên mặt đất đứng dậy, lần mò hai tay trong túi, một lúc lâu sau mới lấy ra một chiếc lược tự trải đầu cho mình. Người phụ nữ là mẹ nuôi, người đàn ông này có lẽ là bố nuôi của con quỷ. Xúc tu tượng trưng cho dây thừng và dây buộc, còn ống tiêm ở đầu ngón tay tượng trưng cho việc bị ép phải tiêm ép lau con dao đen trên lưỡi dao không có một giọt máu thứ bị chém ra cứ như là đã bị con dao đen ăn mất vậy thiện sau khi dị hóa sẽ trở nên đáng sợ như vậy nhân tính quả là khó lường ép vô cùng hài lòng với con dao đen đó anh ta dường như đang cố ý cho con dao ăn hy vọng nó có thể ăn nhiều thứ hơn lột xác trở nên đáng sợ hơn mỗi khi ép vung dao hàn phi đều có thể nghe thấy tiếng kêu khóc trong cắn dao hắn rất muốn giật lấy con dao đó nhưng lại không thể tìm ra lý do để làm như vậy quỷ sẽ hiện hình khi giết người muốn chém được nó e rằng sẽ cần một người làm mồi nhử thiên dạ vừa rồi suýt chút nữa bị giết quay đầu lại nhìn lý quả nhi và hàn phi hai người cũng đừng nói là chúng tôi bắt nạt cô thật ra chút ý nghĩ nhỏ của cô chúng tôi cũng có thể hiểu được chẳng qua là muốn dùng năng lực của chúng tôi để giúp cô thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ mọi người đều là người tham gia trò chơi tôi sẽ nói thẳng ra luôn hai người đừng nghĩ đến việc không làm mà hưởng tôi muốn hai người cũng cử ra một người, đi đầu làm mồi nhử cùng với tôi. Mặc dù thiên dạ trông hơi bất hảo nhưng thực ra con người anh ta rất khôn ngoan, có thể tự mình phụ trách một đội sáu người, điều này cũng đã đủ chứng tỏ được khả năng của anh ta. Quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, những người đi đầu tiên là có khả năng bị tấn công nhất. Lý Quả Nhi không đợi Hàn Phi mở miệng, cô trực tiếp đi tới, tôi đi cùng với anh. Những người chơi chơi chút bất ngờ, bọn họ còn tưởng rằng sẽ là Hàn Phi đi đầu. Cô chắc chứ, ánh mắt thiên dạ rời khỏi lý quả nhi nhìn về phía hàn phi anh cũng đồng ý sao đừng nói nhảm nữa nhanh chóng kết thúc thăm dò bất kể cuối cùng có thành công bắt được quỷ hay không chúng ta đều phải rời đi trước không giờ lý quả nhi lật xem những kịch bản của hàn phi ban ngày quỷ yếu nhất nhưng cũng là khó gặp nhất bọn chúng sẽ xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống sức mạnh cũng đang dần khôi phục sau không giờ bọn chúng sẽ bước vào trạng thái đáng sợ nhất cô làm thế nào mà biết những chuyện này tin hay không thì tùy Nói xong Lý Quả Nhi bước lên tầng, trong lòng cô hoảng sợ hơn ai hết, quỷ đó đang theo đuổi cô, nếu như không tìm ra cách giết quỷ, cô cũng ăn ngủ không yên. Đây rõ ràng là một trò chơi bắt quỷ, nhưng khi chơi rồi thì lại hoàn toàn ngược lại. A à, trùng lặng lẽ lùi lại, nhưng lại bị ép đẩy lên, sao anh cứ luôn nhắm vào tôi thế? Tôi ngoài việc có thể nhận thức được sự tồn tại của linh dị ra, không có khả năng gì khác cả. Sau khi nhìn thấy con quái vật vừa rồi, A à, trùng cuối cùng cũng đã bộc phát thiên phú của anh còn mạnh mẽ và hoàn hảo hơn những gì anh tưởng tượng tôi là đang giúp anh kích hoạt nó thôi giọng nói của S không có chút cảm xúc sau khi người ta nghe thấy xong rất khó để nảy ra ý nghĩ phản bác anh biết thiên phú của tôi a à, trùng bán tín bán nghi cuối cùng vẫn là im lặng đi theo lý quả nhi thời gian trôi qua bầu trời bên ngoài cửa sổ càng ngày càng tối thoạt nhìn toàn bộ cư xá dường như đều được sơn màu đỏ tất cả các loại tiếng động lạ bắt đầu xuất hiện trong cư xá trong những tòa nhà dường như tồn tại một thứ gì đó đặc biệt. Những tờ thông báo tìm người trên các bức tường của hành lang dần dần nhiều lên, trên các bậc thang bắt đầu xuất hiện đủ các thể loại đồ vật lộn xộn, còn có một số đất mịn trộn với giấy vàng. Tôi có một cảm giác rất tồi tệ. Bước chân của A trùng càng ngày càng chậm, nếu như không phải có người đẩy, anh ta căn bản sẽ không tiến lên phía trước. Những thứ bẩn thỉu trên tầng hẳn là không chỉ có một, tôi có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cơ thể của bọn chúng. Không ngừng phát ra cảnh báo, nhưng không có ai dừng lại, những người chơi tập hợp đội ngũ tinh nhuệ nhất, bọn họ nhất định phải thành công bắt được quỷ trong đêm nay. Đối mặt với con dao đen của F và sự thúc giục của thiên dạ, A trùng chỉ còn cách cắm đầu đi lên tầng 8. Từ đây đi lên phía trên, diện mạo của tòa nhà đã bắt đầu thay đổi, những thông báo tìm người trên tường toàn bộ như vừa được dán lên, khuôn mặt của những đứa trẻ không bị đào mất, mà được thay thế thành bộ dạng lúc bọn chúng chết. Thành thật mà nói, loại thông báo tìm người này còn kinh dị hơn những cái trước đi trong hành lang tối đen, cảm giác như bị một đám trẻ con đã chết theo dõi. Ngoài những thông báo tìm người đó, trên tường cũng bắt đầu xuất hiện những quảng cáo về công viên vui chơi giải trí, những tờ rơi công viên có hình ảnh về vòng đu quay, tàu lượn, hoàn toàn trái ngược với những thông báo tìm người. Những đứa trẻ đáng thương đó có lẽ chỉ có thể tiếp cận công viên vui chơi theo cách này. Bắt quỷ là trò chơi ở công viên vui chơi giải trí, ở đây cũng có dán quảng cáo của công viên nữa, có khi nào tất cả đều là do công viên đang dở trò quỷ. Lý Quả Nhi khẽ cau mày, nếu như thực sự là do bọn họ làm hại những đứa trẻ đó, vậy thì công viên làm thế để làm gì? Không ai trả lời Lý Quả Nhi, thiên dạ đang đi đầu tiên đã mở cửa của căn hộ tầng 8. Trong căn nhà chật hẹp không có chút ánh sáng, tất cả các cửa sổ đều bị bịt kín lại. Tiến vào kiểm tra, trong nhà có chỗ để rửa ảnh, trong các phòng tối chất đống các chậu hoa. Hầu hết các chậu đều bị sứt mẻ, một số đổ đầy đất, một số khác thì nhét đầy đồ chơi giật bức ảnh trên tường xuống, thiên dạ cầm nó trên tay kiểm tra, tất cả những bức ảnh đó đều là chụp chậu hoa. Chậu hoa thì có gì mà chụp, bên trong đến một bông hoa cũng không có. Có khi nào những chậu hoa này không phải là để trồng hoa mà là trẻ con không? Hàn Phi chậm rãi đi tới trung tâm của đội, càng đến gần tầng cao nhất, tim của hắn đập càng nhanh. Không sai, mặt sau của cuốn sổ ghi chép có viết tương tự như một bài hát ngắn, chậu hoa tượng trưng cho nơi giam giữ trẻ em, những bông hoa hẳn là tượng trưng cho những đứa trẻ. Suy nghĩ của F và Hàn Phi giống nhau, anh ta cầm chậu hoa lên xem, phát hiện rất nhiều chậu hoa bên dưới có viết tên người. Những chậu hoa này có kích thước khác nhau, nhưng viết cùng một cái tên. Chậu hoa thì vẫn còn, nhưng thứ mọc trong chậu đã không thấy đâu nữa. Khi thăm dò sâu hơn, bên tai ép chuyển đến tiếng khóc nức nở. Anh ta cầm con dao đen đẩy cánh cửa của căn phòng tối trong cùng, tiếng khóc bên tai càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là thứ gì? Trong góc phòng tối là một chậu hoa to bằng cái ăn nước, trong chậu có một đứa trẻ béo phì đến dị dạng dường như nó chưa từng nhìn thấy mặt trời làn da như thể bị tẩy trắng vậy cậu bé béo phì quay lưng về phía những người chơi cơ thể của nó hình như bị mắc kẹt trong ang đang nhỏ giọng khóc lóc hai vai nhún nhún bên dưới làn da cậu bé dường như đều là nước toàn thân đều đang run rẩy ép nhìn chằm chằm cậu bé hồi lâu sau đó lấy con dao đen ra cuối cùng cũng gặp được một người không chạy được không biết giết chết nó có thể tăng thêm điểm không anh có chắc là muốn qua đó không bản thân A trùng thu mình lại phía sau, ý của tôi là, có lẽ chúng ta có thể giải quyết theo hướng ôn hòa hơn. Dù sao thì đứa nhỏ trong chậu hoa này hình như không có ý tấn công chúng ta. Chờ nó có ý, thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của ép có chút lạnh lùng, quỷ, không nên tồn tại. Cậu bé không thể di chuyển, lần này cũng không cần một người sống làm mồi nhử, ép một mình tiến về phía trước. Hồn phi phách tán, mới là sự giải thoát thực sự cho nó. Ép nâng con dao đen lên, vô số người trong cán dao hét lên nhưng họ căn bản không thể ngăn cản ép cậu bé bị mắc kẹt trong chậu hoa cũng nhận ra nguy hiểm đang đến gần liều mạng quay đầu lại để lộ khuôn mặt không cân đối với cơ thể cơ thể của cậu không ngừng phát triển nhưng khuôn mặt vẫn y nguyên như lúc ban đầu bị bắt cóc khi lưỡi dao rơi xuống cậu bé bị dọa đến khóc oa oa những giọt nước mắt rơi vào chậu hoa như chứa đựng những hạt giống của nỗi buồn và sự tuyệt vọng nhanh chóng bén dễ và nảy mầm trong đất nhưng trước khi những thứ trong đất lớn lên lưỡi dao đen đã rơi xuống đỉnh đầu của cậu bé. Bùm! Lưỡi dao va chạm với nhau. Con dao đen của ép bị một con dao khác chặn lại, đồng tử nheo lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hàn Phi mặc bộ đồ đen đeo một chiếc mặt nạ trắng cười, đứng trước chậu hoa, tay cầm con dao tên là bầu bạn. Muốn chết sao? Chính anh cũng đã đọc sổ ghi chép, biết trong chậu hoa trồng những đứa trẻ bị bắt cóc, cậu nhóc này cho dù có là quỷ, vậy nó cũng là một con quỷ đáng thương bị bắt cóc đem bán hàn phi yên lặng thu giao lại đôi vợ chồng đó có thể giết nhưng đứa trẻ này không kiến nghị anh giết nó hàn phi và ép đối đầu gay gắt thái độ của hai người đối với quỷ hoàn toàn không giống nhau một người là muốn giết chết tất cả người kia chỉ muốn giết những kẻ đáng bị giết quỷ có thể quy đổi thành điểm món nợ này anh nên biết rõ hơn tôi giọng ép trở nên âm trầm tránh ra nơi này là chúng tôi đưa anh tới quỷ bên trong cũng nên phân cho tôi một phần cặp vợ chồng đó nhường cho anh đứa trẻ này là của tôi hàn phi vô tình phát sinh mâu thuẫn với đối phương vì vậy đề xuất ra một thỏa hiệp anh muốn bảo vệ nó nhưng nó chưa chắc đã sẵn lòng nhận ý tốt của anh đâu ép cười lạnh thu lại dao lui về sau nhìn thấy thái độ của ép đột ngột thay đổi hàn phi lập tức nhận ra điều gì đó không chút do dự mà né sang một bên những giọt nước mắt của cậu bé rơi xuống đất mọc ra những chiếc gai đen những chiếc gai đen đó bị treo đầy gai độc cậu bé béo phì dị dạng từ chối bất cứ ai đến gần những chiếc gai độc đó là vật bảo vệ cho chính mình, cho nên khai thông tâm lý cho những đứa trẻ bị bắt cóc này cũng rất quan trọng, nếu như không có dũng khí xông qua bụi gai xung quanh thì đừng tùy tiện nói đến việc cứu chúng. Ép nhìn Hàn Phi ngã dưới đất, bọn chúng vẫn luôn ở trong phòng tối, đã biến thành quái vật, cho dù thỉnh thoảng có một tia sáng chiếu vào, bọn chúng cũng chỉ cảm thấy chói mắt thôi. Trong chậu hoa bắt đầu mọc ngày càng nhiều gai, nhưng hầu hết những chiếc gai đó đều cuộn quanh cậu bé, không hề có ý định làm tổn thương người khác ép cũng nhìn thấy điều này nhưng anh ta vẫn không muốn buông tay cậu bé được trồng trong chậu hoa này có thể để cho anh ta làm một vài thử nghiệm đừng cản đường nữa anh ta làm ngơ trước tiếng khóc của cậu bé cầm dao tiến về phía trước đứa trẻ sợ đêm tối về tình có thể lượng thứ bi kịch thực sự của cuộc đời chính là việc người lớn sợ ánh sáng sau khi hàn phi nhận ra cậu bé chỉ biết tự bảo vệ mình và khóc lóc hắn đứng giữa cậu bé và ép một lần nữa tôi quên mất là ai đã nói câu này rồi nhưng tôi nghĩ nó rất có lý rất nhiều người sống một cách hồ đồ chính là vì đã nghe quá nhiều đạo lý ép nắm chặt con dao đen thấy hàn phi nhất quyết không chịu buông ra sau khi đối mặt một lúc anh ta xoay người bước ra khỏi phòng bị mắc kẹt trong quỷ lầu nội bộ những người chơi không thể xảy ra mâu thuẫn ép làm như vậy không có nghĩa là anh ta đồng ý với hàn phi anh ta chỉ là nghĩ đến đại cục mà thôi sau khi ép rời đi hàn phi cũng cất con dao hắn quay lại nhìn cậu bé béo phi kia vô cùng kỳ lạ hàn phi một người vô cùng sợ hãi trong chính căn nhà của mình khi thực sự đối mặt với một con quái vật dị dạng như này hắn ngược lại không hề sợ hãi nội tâm rất bình tĩnh xin lỗi chú không có khả năng giúp cháu tìm được bố mẹ tất cả những gì chú có thể làm chỉ là tạm thời không để họ tổn thương cháu hàn phi không mong đợi gì được đáp lại nói xong chuẩn bị rời đi nhưng cậu bé bị mắc kẹt trong bụi gai lại khóc một cách vô cùng thương tâm hàn phi không có trí nhớ hoàn toàn không biết phải dỗ trẻ con như nào thò tay lấy từ trong túi ra một quả bóng bay đó là món đồ chơi duy nhất mà hắn có thử thổi quả bóng lên một cái đầu người lớn xuất hiện nhìn khuôn mặt dần dần nở ra cậu bé càng khóc thảm thiết hơn cậu biểu hiện vô cùng sợ hãi trên chậu hoa ngày càng có nhiều gai nhọn bắt đầu nổi lên xin lỗi chú tưởng rằng cháu sẽ thích cái này hàn phi không biết làm sao vội vàng ném quả bóng mặt người đi khuôn mặt đó vừa hay đụng phải gai nhọn quanh người cậu bé lập tức bị nổ phát hiện mặt người đáng sợ nổ tung trước mặt cậu bé bị thu hút sự chú ý tiếng khóc cũng nhỏ đi rất nhiều sở thích của cháu có chút đặc biệt đấy phần lớn bóng bay đều nằm trong tay ép hàn phi thấy cậu bé ngừng khóc nặn ra một nụ cười ẩn hiện dưới lớp mặt nạ nếu như chú có thể sống qua đêm nay chú sẽ cho nổ tung tất cả các quả bóng bay trước mặt cháu cậu bé cũng không biết có nghe hiểu không dù sao khi hàn phi đến gần gai nhọn xung quanh cũng lùi lại một chút mình hình như cũng rất được lòng trẻ con lý quả nhi và người phụ nữ ở công viên vui chơi cũng cảm thấy mình rất tốt Hàn Phi đã nghe thấy những lời thiên dạ nói lúc trước, những người tham gia trò chơi này, dường như coi mị lực là một thuộc tính có thể định lượng được. Nếu người đàn ông ăn mặc như gà Tây kia có tận 8 điểm mị lực, vậy thì mị lực của mình sẽ cao đến đâu? Trong tiềm thức, Hàn Phi cảm thấy mị lực hẳn cũng là một vũ khí của riêng mình. Sau khi rời khỏi tầng 8, nhóm người lên tầng 9. Trên hành lang ngày càng có nhiều chậu hoa, cửa và hành lang mọc đầy gai, lúc đầu mọi người còn miễn cưỡng đi về phía trước, nhưng đến khoảng từ tầng 9 đến tầng 10, Hành lang đã bị gai đen chặn lại hoàn toàn. Những thứ này hình như là nước mắt của trẻ con, bi thương và đau khổ của chúng mọc ra gai trong chậu hoa. Hàn Phi Kiên nhẫn giải thích nhưng lại không có ai nghe, ép càng cầm dao đi về phía trước, chặt đứt những cái gai chặn đường kia. Con dao đen lúc trước chém quái vật rất dễ dàng, nhưng lúc này lại có vẻ chật vật khi chém những cái gai, con dao đó dường như không thích chặt những thứ vô tội. Mở đường từng chút một, ép cuối cùng đã dẫn tất cả người chơi lên đến tầng 10 thông báo tìm người dên tưởng đã bị che hoàn toàn bởi quảng cáo của công viên vui chơi, ở nơi nổi bật nhất trên đầu bọn họ, có mấy chữ được viết bằng sơn màu đỏ, chào, mừng đến nhà của tôi, chào mừng đến với công viên vui chơi nhỏ bé của tôi. Dòng chữ được viết bằng sơn giống với dòng chữ trong chiếc mặt nạ chú hề, số 11 lúc này dường như đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Cứ luôn có cảm giác tầng 10 là tầng trọng yếu nhất. Hàn Phi mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, trải nghiệm của số 11 dường như đang cố ý nhắc nhở hắn mình dường như đã gặp một người rất quan trọng ở tầng 10, chính là người đó đã thay đổi mình, cho mình tất cả những gì người đó mất. Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, Hàn Phi ấn mạnh đầu của mình, hắn liếc nhìn tất cả người chơi, cuối cùng nhìn về phía ép đeo mặt nạ cầm một con dao đen, người đó có khi nào cũng ở tầng 10 không? Thứ mà mình quên mất, có phải toàn bộ đều bị anh ta lấy đi rồi không? Truy cập haleyji com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé những giọt nước mắt tuyệt vọng bi thương của đứa trẻ nhỏ giọt vào chậu hoa, những chiếc gai màu đen mọc ra từ lớp sỏi sần sùi. Những chiếc gai dày đặc bảo vệ những đứa trẻ bị thương tổn, bảo vệ công viên vui chơi cuối cùng trong trái tim bọn chúng. Đám người Hàn Phi đã đến tầng 10, nơi đây cho dù là đối với số 11, hay là đối với Hàn Phi, đều là một nơi vô cùng quan trọng. Làm theo kế hoạch mà lúc trước tôi đã nói với mọi người, tất cả mọi người đứng vào vị trí tương ứng của mình. Ép dùng dao đen chặt gai, anh ta túm lấy vai A Trùng, dùng A trùng làm lá chắn, kéo đến phía trước người mình. Lính gác mất tích, không có sự trợ giúp của thiên phú cường hóa cảm nhận của anh ấy, tôi không thể nắm bắt được 100% vị trí của quỷ. A trùng ra sức co người lại về sau, anh ta thích cảm giác bị thương, nhưng không phải là muốn tìm cái chết. Không sao, anh chỉ cần làm theo kế hoạch ban đầu là được. Ép và thiên dạ đạp tung cánh cửa chống trộm mọc đầy gai, tầng 10 đã hoàn toàn dị hóa thành một diện mạo khác. Thảm trải sàn được khâu lại với nhau bằng những tấm da mèo, hầu hết những con mèo vẫn còn sống có lúc còn nhìn thấy mắt chúng đang chớp chớp trên tường có rất nhiều gai nhọn như những con rết đen đang bò tường phòng chịu lực chất đầy những mảnh vỡ của chậu hoa bức tường cũng không còn là bê tông cốt thép nữa mà là những đứa trẻ khổng lồ trong căn phòng tội lỗi này khắp nơi đầy ớn lạnh cặp vợ chồng đang dùng chính cơ thể của những đứa trẻ để mua nhà và đồ đạc bây giờ những đứa trẻ này đã là một hình thức khác chống đỡ cho căn nhà đây chính là nhân gian trong mắt của quỷ có lẽ chúng ta đã tới quỷ vực dù sao tôi cũng chưa từng mơ thấy những thứ này, thật sự quá điên rồ. Bốn căn phòng trên tầng 10 bị mở ra, trong nhà im lặng đến chết người, quỷ dị đến mức khiến người ta ớn lạnh sống lưng. Vào đi. F, Thiên Dạ và A trùng cùng nhau bước vào căn bên trái của tầng 10, khi bọn họ dẫm lên tấm thảm da mèo, cảm giác như bước vào một vũng lầy, một bước lên không, cơ thể sẽ ngã xuống dưới. Hãy cẩn thận, dưới những tấm da mèo này hình như vẫn còn có khoảng trống. Những đứa trẻ bị coi là mèo. Nếu như anh khoác da mèo lên thì sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đêm tối, mất đi tự do. Ép biết ý nghĩa sâu xa hơn của mọi thứ, nhưng anh ta không hề nói hết tất cả những gì mình biết cho những người khác. Cả ba hợp tác với nhau để tìm ra một con đường an toàn, những người chơi khác đi theo phía sau bọn họ, tất cả mọi người đều đi qua những đứa trẻ khổng lồ kia. Cả tầng 10 chỉ có một phòng ngủ khác với tất cả các phòng khác. Trên bức tường trong phòng ngủ được dán đầy những bức tranh nhiều màu sắc khác nhau, trong tủ quần áo còn có một cửa sổ khổng lồ bên ngoài cửa sổ là phong cảnh tươi đẹp căn phòng này giống như bong bóng lơ lửng trong ánh mặt trời muôn màu muôn vẻ đẹp như mơ nhưng vẻ đẹp lại có phần hư ảo dường như nó chỉ là tưởng tượng của những đứa trẻ thôi đẩy tủ quần áo ra đằng sau tủ quần áo có ẩn giấu những bậc thang đi lên đi dọc theo bậc thang dường như có thể trực tiếp rời khỏi căn nhà buồn tẻ ngột ngạt này một mình chạy lên sân thượng trong phòng ngủ của đứa trẻ trong hiện thực căn bản không thể nào có cầu thang như vậy vì vậy căn phòng này và những gì chúng ta sẽ thấy sau đây có thể chỉ là tưởng tượng tươi đẹp của quỷ đều là ảo ảnh khiến người ta nhầm lẫn mọi người chú ý đừng để lạc ở bên trong ép trở nên cảnh giác anh ta đã quen nghĩ về nhân tính từ góc độ tồi tệ nhất đối với quỷ cũng như vậy hiểu rồi thiên dạ đưa tay chạm vào cầu thang của phòng đứa trẻ trên đó có những cánh hoa giải rác còn có mùi thơm tỏa ra hoàn toàn khác với mùi thuốc nồng nặc trong nhà đưa tay vạch những cánh hoa ra trên bậc thềm có viết những dòng chữ rất nghịch ngợm cho dù có là người tuyệt vọng hơn nữa thì trong tim cậu ấy vẫn ẩn chứa một công viên vui chơi. Bây giờ chào mừng bạn đến với công viên vui chơi nhỏ bé của tôi, đây là lãnh địa của tôi, hy vọng bạn thích nơi đây. Những người chơi lần lượt đi lên, chỉ có Hàn Phi ngây người một lúc bên cạnh tủ quần áo. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trong tủ, so với cửa sổ trong phòng ngủ, cửa sổ được sơn trong tủ có vẻ giống thật hơn. Phong cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp, đáng tiếc không ai có thể đi ra ngoài. Hàn Phi cũng nhìn thấy dòng chữ trên bậc thang, nội tâm dường như bị khuấy động trong tim mình cũng ẩn chứa một công viên vui chơi ư. Những bí mật mà mình bị mất có phải đều được giấu ở đó không? Dưới sự thúc giục của những người chơi phía sau, Hàn Phi cũng thông qua bậc thềm trong phòng ngủ đi lên mái nhà. Không khí trở nên trong lành hơn, không còn mùi nồng nặc của thuốc khử trùng và mùi thối giữa, nhưng lại thoang thoảng mùi máu tanh. Mái của tòa nhà số 11 được cải tạo thành một công viên vui chơi, trên mặt đất trồng đầy những bông hoa màu đỏ, nhiều đồ chơi khác nhau chất đống, còn làm xích đu, cầu trượt và bập bênh ai có thể nghĩ rằng trên tầng cao nhất của tòa nhà cũ nát này lại ẩn chứa một nơi như vậy màn đêm đỏ như máu bao phủ cư xá tất cả các tòa nhà dường như được bao phủ bởi một lớp màn mỏng màu đỏ khu công viên vui chơi nho nhỏ này rất đẹp hoàn toàn không ăn khớp chút nào với thành phố này bọn họ ở kia a à, trùng hét lên chỉ vào một nơi nào đó trong góc bụi hoa cặp vợ chồng quái vật mặc áo khoác rách dưới đang đặt lính gác lên một cái cối say khổng lồ bọn họ có vẻ là người làm vườn ở đây muốn nghiền lính gác thành phân bón để tưới hoa người làm vườn hái trộm hoa trong vườn hoa ép nheo mắt lại anh ta và thiên dạ nhìn nhau một cái hai người một trái một phải lao về phía cặp vợ chồng quái vật những người khác để phòng xung quanh thực ra ép cũng không muốn trực diện ra tay nhưng nếu như anh ta chậm hơn chút nữa e rằng lính gác sẽ bị cặp vợ chồng quái vật giết chết mất người đàn ông nắm lấy chân lính gác trong miệng gầm lên một tiếng anh ta phối hợp với vợ mình xe xác cơ thể lính gác ra cối xay bằng đá đỏ như máu đang tự quay ngón tay của lính gác sắp bị cối xay nghiền nát tránh ra nhìn thiên dạ đang tuôn trào lao ra với tốc độ kinh ngạc hình như anh ta chuyển nghề lần thứ hai từ một nghề đặc biệt nào đó thể lực cũng cao hơn hẳn những người chơi bình thường để cứu người bạn đồng hành anh ta không để ý quá nhiều toàn lực tiến về phía trước so với thiên dạ ép rõ ràng chậm lại hơn anh ta dường như đã lường trước được nguy hiểm cặp vợ chồng đó có đủ thời gian để giết chết lính gác nhưng bọn họ đã không làm vậy đây là một cái bẫy đối phương đang cố ý dụ chúng ta đến đó hàn phi khẽ nói vấn đề mà ép có thể nghĩ tới hắn cũng nghĩ tới rồi khi thiên dạ lao tới cối say tiếng cười như chuông bạc của lũ trẻ vang lên từ biển hoa trên mái nhà những nụ hoa đều nở ra hết giống như khuôn mặt của những đứa trẻ gió màu đỏ thổi ngang qua những cành hoa biển hoa trên mái nhà nổi sóng bên trong sự nhấp nhô này có một con quái vật vô cùng xấu xí và đáng sợ trèo ra ngoài Trái tim của nó lộ ra bên ngoài, bên trên có khắc 22 cái tên, trên làn da không có một miếng thịt nào tử tế, tất cả viết đầy cầu nguyện và níu kéo. Nước bọt hôi thối không ngừng chảy ra từ cái miệng đang mở, nét mặt của con quái vật đã hoàn toàn biến dạng, căn bản không thể phân biệt được đó là gì. Biển hoa bị xé toạc, 22 cánh tay của con quái vật duỗi ra từ bên dưới, mỗi cánh tay đang cầm một thứ gì đó, có cái là đồ chơi, có cái là thuốc, còn có cái là dao sắc. Rút lui. Nhanh lên, Kích thước của con quái vật vượt xa dự đoán của những người chơi, 22 cánh tay bao trùm màn đêm đẫm máu, nó la hét và vặn vẹo cơ thể trên mái nhà, tất cả người và vật ở gần nó đều sẽ bị xé nát. Không phải nói là công viên vui chơi hay sao? Sao còn giấu một con quái vật như vậy? A, à, trùng liên tục lùi lại, những người chơi khác cũng đi theo sau. Hàn Phi vốn dĩ đứng ở giữa đội ngũ, cũng bị Lý Quả Nhi lặng lẽ kéo về cuối đội, bọn họ đứng rất gần lối ra. Đây là quỷ mà chúng ta phải bắt à? Hàn Phi mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nỗi sợ hãi cái chết trong lòng hắn dường như không phải là từ con quái vật kia, thứ mà hắn vẫn luôn sợ hãi không phải là con quái vật đó. Quỷ thật sự còn chưa xuất hiện. Ngay khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, một giọng nói hoàn toàn xa lạ đột nhiên vang lên bên tai Hàn Phi. "Đó quả thực không phải là quỷ, nó chỉ là hạnh phúc mà quỷ muốn đến gần." Khi giọng nói kia vang lên, nỗi sợ hãi trong nội tâm Hàn Phi gần như lập tức dâng lên đến cực điểm, hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Hạnh phúc trong mắt tôi là một con quái vật giết người không chớp mắt, là tình yêu của 22 người bố mẹ của tôi, anh thì sao? Hạnh phúc mà anh theo đuổi trông như thế nào? Ôm chặt lồng ngực, Hàn Phi gần như muốn tắt thở, đột nhiên quay đầu lại. Ở cuối cùng của đội ngũ, một bóng người đứng bên cạnh người chơi, anh ta để lộ ra khuôn mặt bị biến dạng một nửa. Trên gương mặt lỗ chỗ, anh ta tự trang điểm cho mình như một chú hề, như thể muốn dùng những sắc màu tươi sáng để che đi khuôn mặt bị tổn thương nghiêm trọng của mình một quả bóng bay vẽ mặt người bay ra từ lối vào, sau đó bóng người đó bám vào sau lưng người chơi, từ từ mở miệng. Trên bóng bay có vẽ bố và mẹ, khuôn mặt nào cũng đều kinh khủng đáng sợ, bọn họ không dám ngủ say khi về khuya, không dám ở nhà một mình, càng không dám quay lưng lại với tôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chú hề đáng sợ có khuôn mặt hủy dung đang đứng phía sau, nhưng người chơi đó hoàn toàn không nhận ra, vẫn chăm chú nhìn vào con quái vật khổng lồ trên mái nhà dường như chỉ có hàn phi mới có thể nghe thấy chú hề nói giọng nói của anh ta trực tiếp vang lên trong đầu hắn anh ta dường như biết hết những tâm tư trong lòng nỗi sợ hãi như một cơn sóng lớn ập đến với hàn phi không chút do dự hắn hét lên với người chơi đứng cuối cùng trong đội chạy quỷ đang ở sau lưng anh ngay lúc cổ họng phát ra âm thanh thân hình hàn phi đã lao thẳng về phía người chơi tất cả những điều này đều được thực hiện trong tiềm thức trong tình huống nguy hiểm như vậy hắn không hề tính đến sự an nguy của bản thân mà ra tay rất quyết đoán tốt lắm anh đã đưa ra lựa chọn đầu tiên chú hề há miệng đến gần người chơi hàm răng viết đầy nguyền rủa cắn vào cái cổ mềm mại anh muốn cứu gã vậy gã sẽ phải chết vì anh cho đến lúc này người chơi phía sau cùng vẫn chưa nhận ra đau đớn sửng sốt trước tiếng hét đột ngột của hàn phi nhưng quay lại thì không thấy gì anh ta nói một câu đồ thần kinh với hắn nhưng ngay khi anh ta định nói câu thứ hai trên cổ chỗ chú hề cắn đã xuất hiện những tia máu màu đen những tia máu đó dần dần nở ra, rất nhanh biến thành những mạch máu đen to dày. Cơn đau dữ dội ập đến, người chơi lần thứ hai quay đầu lại, anh ta nhìn thấy đầu của chú hề trên cổ mình. Tiếng hét vang lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn, người bình thường dường như chỉ nhìn thấy quỷ khi mình chết và khi quỷ ra tay giết người. Đối với người chơi đó, bất kể lý do khiến anh ta có thể nhìn thấy quỷ là gì, thì kết cục của anh ta cũng đã định rồi. Sau khi cắn nhẹ một cái xong, chú hề mặt hủy dung nhếch khóe miệng lên, anh ta đẩy người chơi đó ngã xuống đất quỷ có quỷ quỷ đang ở phía sau chúng ta chiếc mặt nạ trắng vỡ tan thành từng mảnh người chơi ôm chặt cổ mình vặn vẹo và dãy ruộa tuyệt vọng như một con bọ chỉ còn nửa người trên mặt đất nhưng làm như vậy chỉ khiến nỗi đau của anh ta thêm nhiều hơn tất cả các người chơi đều nhìn về phía lối vào của cầu thang nhưng bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của quỷ chỉ thấy đồng đội của mình đang vật lộn và la hét điên cuồng trên mặt đất đoản mao anh sao thế tù nhân đầu chọc đi về phía đó đừng tới đây là quỷ giết anh ấy quỷ ở ngay đó hàn phi nhìn chằm chằm chú hề giữa vô số bóng bay đầu người trong số tất cả những người tham gia trò chơi hắn dường như là người duy nhất có thể nhìn thấy quỷ ngay từ khi hắn vội vã đến homestay cuộc sống hoàn hảo trên đường hắn cảm thấy cánh tay bị nắm lấy liếc nhìn xung quanh liền thấy một cánh tay tái nhợt lúc đó hắn đã cảm thấy có chút kỳ lạ tại sao mình lại có thể nhìn thấy quỷ bởi vì khi quỷ muốn anh nhìn thấy thì anh sẽ nhìn thấy giọng chú hề lại vang lên trong đầu hàn phi anh hẳn là đã quên giao dịch giữa chúng ta nhưng không sao cả tôi tin anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn đó bởi vì anh luôn luôn là anh bóng bay lơ lửng như thể những cái đầu người muốn thoát khỏi tay chú hề trong những kẽ hở của những quả bóng bay đó khuôn mặt chú hề hoàn toàn lộ ra so với bọn họ tôi vẫn xem trọng anh nhất cho nên tôi sẽ đặt cược hy vọng lên anh tiếng cười điên cuồng vang lên thân hình của chú hề bị kéo dài ra anh ta biểu hiện vô cùng quái dị ngoại trừ hàn phi ra thì không ai có thể nhìn thấy anh ta đôi mắt may mắn được chúc phúc có thể nhìn thấy quỷ cơ hội hồi hồn một lần thiên phú mà anh có được từ ký ức của ông ấy đều vẫn còn đó cho thấy ông ấy cũng rất xem trọng anh dường như tôi đã biết nguyện vọng của ông ấy rồi đó chính là được anh tự tay giết chết chú hề cười đến khàn cả tiếng nhưng anh ta vẫn không ngừng cười như thể gặp phải chuyện vui nhất trên thế giới này vậy ông ấy là ai hàn phi hỏi câu hỏi đầu tiên của mình hắn gần như là buột miệng nói ra như thể câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng đối với hắn vậy tôi cũng không biết lần này ông ấy sẽ ẩn trên thân xác của ai, dùng linh hồn của ai để giết chết anh. Chú hề nhìn sang cánh tay Hàn Phi, anh đã trực tiếp hoặc gián tiếp bị ông ấy giết chết 99 lần. Đây chính là sự khác biệt giữa anh và ông ấy. Tất nhiên, cũng có thể tất cả những thứ này là do anh cố ý. Có điều bây giờ không quan trọng, anh chỉ có một cơ hội cuối cùng nữa để lựa chọn. Người chơi trên mặt đất trong sự dày vò như mất đi sức sống, trạng thái chết của anh ta vô cùng bi thảm, làn da toàn thân bị những mạch máu đen to dày chiếm giữ nếu anh lựa chọn thiện, có thể sẽ có nhiều người không đáng chết bị chết. Nếu anh lựa chọn ác, có thể sẽ có nhiều người tội đáng muôn chết sống lại. Tất cả bóng bay bên cạnh chú hề đều bay. Lên, dưới chân anh ta xuất hiện một cái đồng hồ màu đen. Trên bề mặt là khuôn mặt của một đứa trẻ, xung quanh có viết tuổi của cậu. Trên kim ngưng động ký ức, dính đầy hỉ nộ ái ố của cậu. Mọi thứ diễn ra mỗi giây mỗi ngày đều ở đây. Sinh mệnh giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược, con lắc một bên là mãn nguyện, một bên là tuyệt vọng cả chiếc đồng hồ chỉ thiếu duy nhất hạnh phúc và nụ cười chú hề ngồi sổm bên cạnh đồng hồ nhìn thẳng vào hàn phi muốn tìm lại nụ cười trước tiên phải nhìn thấy hạnh phúc của chính mình hạnh phúc của tôi chính là ở kia hạnh phúc của anh trông như thế nào chú hề cười điên cuồng giống như một tên điên cuồng loạn anh ta nói những lời mà không ai có thể hiểu được cứ cười cho đến khi nước mắt rơi xuống anh đang nói chuyện với ai vậy lý quả nhi đứng sát bên cạnh hàn phi cô cảm thấy trạng thái của hắn không đúng lắm giống như mộng du vậy vô cùng quỷ dị hàn phi đứng yên không trả lời câu hỏi của lý quả nhi ánh mắt hắn di chuyển từ chú hề sang đồng hồ đứa trẻ trên mặt đồng hồ dường như là chính hắn chiếc đồng hồ được làm thủ công này dường như đang ám chỉ đến cuộc đời của hắn hình như anh đang giúp tôi tại sao anh lại làm vậy giao dịch mà anh đề cập lúc nãy tại sao tôi không có chút ấn tượng nào chỉ cần hàn phi nảy sinh suy nghĩ gì giọng nói đối phương sẽ vang lên trong đầu hắn năng lực của chú hề đó vô cùng đáng sợ chắc chắn không phải là một quỷ bình thường. Khi chết lần thứ 11, anh đã hoàn thành tiếc nuối của tôi, làm được điều mà tôi không làm được. Anh để dành phần thưởng đó cho lần này, có lẽ từ lần đó anh đã quyết định sẽ chết 99 lần rồi. Chú hề cười đến mức bụng đã bắt đầu đau, dường như bởi vì anh ta đã nói quá nhiều điều mà lẽ ra không nên nói, da mặt nứt nẻ, lớp sơn rơi ra, gương mặt càng thêm đáng sợ, tôi sẽ giúp người thành công cuối cùng, hy vọng người đó sẽ là anh, trước khi cơ thể tượng trưng cho ký ức tuổi thơ của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi có thể tặng anh một món quà nữa." Nụ cười trên mặt anh ta trở nên kinh khủng, con quái vật với 22 cánh tay dường như bị chọc giận, bắt đầu điên cuồng tấn công mọi người xung quanh. "Mau giết hết tất cả những người có thể là ông ấy càng sớm càng tốt, anh đã không có cơ hội để làm lại nữa rồi." Chú hề cười toe toét, nụ cười của anh ta không thể mang lại hơi ấm cho người khác, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Anh cứ luôn cười một cách cuồng loạn như vậy, có phải là bởi vì anh sợ một khi mình ngừng cười, nước mắt sẽ không ngừng chảy ra không? hàn phi không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy hắn chỉ là nói ra suy nghĩ thật trong lòng biểu cảm của chú hề đang cười từ từ thay đổi nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại câu này là anh nói với chính mình sao đồng hồ dưới chân bắt đầu chuyển động đây dường như là dấu hiệu cho thấy trò chơi thực sự bắt đầu chú hề dường như cũng đã hoàn thành xong nội dung của giao dịch cơ thể của anh ta và chiếc đồng hồ vỡ tan trong vô số bóng bay đầu người sự bất an cực độ trong lòng hàn phi đã biến mất trong tim hắn có thêm một số đoạn tử vong Chính mình hình như bị chú hề đó giết chết 10 lần. Lắc lắc đầu, Hàn Phi chỉ nhớ tới sự đau đớn khi chết đi, mà quên mất những thứ khác. Chính vì nỗi đau khắc cốt ghi tâm đó, dẫn đến hắn xuất hiện chứng hoang tưởng bị bức hại nghiêm trọng, chỉ cần nghĩ đến cái chết sẽ cảm thấy bất an và khủng hoảng. Anh rút cuộc sao vậy? Lý Quả Nhi không yên tâm về Hàn Phi, khi cô hỏi, hắn đã đi về phía trước. Chú hề cùng đồng hồ chôn trong biển hoa, như thể chưa từng xuất hiện vậy, trên mặt đất chỉ còn lại có một mảnh giấy nó hình như là được xé ra từ trang bìa của kịch bản, bên trên có viết những lời của một nhà thơ. Có một đêm tôi đã đốt hết ký ức của mình, từ đó giấc mơ của tôi đã trở nên trong suốt. Có một buổi sáng sớm tôi đã vứt bỏ tất cả hôm qua, từ đó bước chân của tôi đã nhẹ nhàng hơn. Lật xem mặt kia của mảnh giấy, trên đó có chữ viết tay của chính Hàn Phi, không có quá khứ, không có tương lai, có lẽ mình sẽ nhìn thấy chính mình chân thật nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Trang bìa của kịch bản tại sao lại là những thứ này? Là mình chủ động nghênh đón cái chết, quên hết tất cả quá khứ. Vậy thì mình làm như thế là để làm gì? Một người phải trải qua những chuyện như thế nào, mới điên cuồng đến mức muốn quên hết ký ức, chẳng lẽ tất cả ký ức đó chỉ toàn là nỗi đau và tuyệt vọng ư? Trái tim Hàn Phi đập liên hồi, lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì một thứ cảm xúc khác mà hắn chưa thể hiểu được. Có một người muốn giết mình, ông ấy đã thành công 99 lần hoặc là có thể nói là mình đã phối hợp với ông ấy chết 99 lần. Đầu óc trống rỗng chỉ còn lại những đoạn về cái chết, Hàn Phi đứng dưới đêm máu, ánh mắt hướng về những người tham gia trò chơi xung quanh. Người đó sẽ là ai đây? Ông ấy sẽ trốn trong thân xác của ai? Là người tham gia trò chơi, là bố, mẹ của mình, hay bác sĩ trị liệu cho mình? Chú Hề đã nói với Hàn Phi rất nhiều thông tin quan trọng, mà đó dường như là giao dịch giữa bọn họ. Sự xuất hiện của chú Hề đó càng khiến Hàn Phi chắc chắn một chuyện. Mình tuyệt đối không phải là một nhà viết kịch bản chỉ biết ở nhà, có khả năng hắn chính là người chơi đạt được 99 điểm trước đó, là người gần nhất với việc qua cửa trò chơi. Cất kỹ mảnh giấy xé ra khỏi trang bìa kịch bản đi, khuôn mặt Hàn Phi trông rất kỳ lạ trong đêm máu, chú hề tùy ý là có thể giết chết một người tham gia trò chơi, chính mình cũng cảm thấy mình đã bị anh ta giết rất nhiều lần, anh ta nhất định không phải là một người tốt, nhưng những gì anh ta nói lại cảm giác không phải là đang nói dối, mình cần phải lựa chọn như thế nào? Hay là nói lựa chọn như thế nào mới là đúng đắn?" Hàn Phi trầm tư suy nghĩ, những người chơi khác đều đã hoảng sợ hết cả rồi. Một bộ phận người vây quanh thi thể của người chơi kia, lúng ta lúng túng muốn làm anh ta tỉnh dậy, trong khi người chơi thực lực mạnh nhất thì toàn lực đối phó với con quái vật được gọi là Hạnh Phúc kia. Càng bị tấn công, con quái vật càng trở nên điên cuồng, 22 cánh tay dường như tượng trưng cho một ý chí bất khả xâm phạm, nó muốn nghiền nát tất cả mọi người, biến họ thành phân bón cho hoa. Ép, có người chết rồi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Rút lui, để những người có thiên phú đặc biệt đi trước." Giọng nói của các người chơi liên tục vang lên, nhưng Ép thì lại cầm con dao đen vẫn giữ im lặng, sau khi anh ta né được đợt tấn công đầu tiên của con quái vật khổng lồ, vô cùng lạnh lùng nói, "Không ai được phép rời đi. Con quỷ giết chết đoàn mao đang ở trong chính tòa nhà này, bây giờ các anh hoảng loạn chạy xuống dưới, nhất định sẽ bị quỷ giết chết. Đoàn mao chết thê thảm như vậy chính là kết cục của các anh." Nếu như ép chỉ đơn giản là không để người chơi thoát đi, có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ bất mãn, nhưng ép đã nói lý do rất rõ ràng rồi. Con quỷ đó đã đi rồi, đây chính là cơ hội duy nhất nếu như bây giờ các anh muốn trốn thoát. Hàn Phi không có ý muốn chống lại ép, sự bất an trong lòng hắn đã tan biến, chứng tỏ con quỷ chú hề thật sự đã đi, nếu còn chậm trễ, nói không chừng quỷ ở các tòa nhà khác sẽ ập đến, dù sao thì không ai biết có bao nhiêu quỷ sống trong khu cư xá này. Nghe Hàn Phi nói như vậy, các người chơi còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt ép đã thay đổi trước tiên, anh ta không thích tiếng nói chất vấn, trong một đội ngũ nếu như có hai tiếng nói thì nhiều dự án đều rất khó triển khai. Những người chơi khác cũng tỏ ra nghi ngờ những gì Hàn Phi nói, bọn họ không quen với hắn, sao có thể tin một người xa lạ. Hơn nữ thi thể của Đoàn Mao còn ở cách đó không xa, thậm chí vẫn còn ấm. Lối ra ở ngay đó, vô cùng an toàn, nhưng không có một ai đi qua. Ép, tử khí bên đó quả thực đang tiêu tan a à, trùng chỉ nói giúp hàn phi một câu đã bị ép đẩy đến trước mặt con quái vật khổng lồ lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ làm sao để anh có thể tồn tại trong thế giới đầy ác mộng này hãy thể hiện khía cạnh khác của anh ra đây để tôi dạy anh trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình sau khi mấy chữ phiên bản tốt hơn của chính mình được ép vô thức thốt ra hàn phi và ép dường như đều ngây ra một lúc nhưng bọn họ vẫn không quan tâm đừng tôi thực sự không thể làm được người mà a à, trùng sợ nhất chính là ép anh ta có một nỗi sợ bẩm sinh với ép, đó là phản ứng bản năng của cơ thể sau khi đã cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần. Anh ta biết rằng nếu ép thật sự có sát ít, thì anh ta căn bản không có khả năng sống tiếp. A à, trùng bị đẩy ra không kịp né tránh, trực tiếp bị cánh tay dài của con quái vật tóm lấy, anh ta kêu cứu thảm thiết, nhưng không người chơi nào dám đối mặt với con quái vật đáng sợ đó. Suy cho cùng, đội ngũ này tập hợp lại với nhau cũng chỉ vì lợi ích chung, bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sẽ không liều chết để cứu người khác con quái vật vô cùng to lớn và hung dữ đó đã gây ra áp lực rất lớn cho tất cả mọi người ngay cả thể chất tốt như thiên dạ cũng do dự anh ta lích ép một cái dường như là để xác định suy nghĩ thực sự của ép mặc áo gió đen đeo mặt nạ màu trắng ép đứng gần con quái vật và a trùng nhất anh ta không lùi bước bỏ rơi a trùng cũng không bước tới để cứu có vẻ như anh ta thực sự chỉ muốn cưỡng ép ra tiềm năng của a trùng có thể anh ta làm như vậy không sai nhưng trong mắt những người chơi đó hành vi của anh ta quả thực đã đi quá xa. Theo kế hoạch, hãy đứng ở vị trí của mình. Đừng lãng phí cơ hội do A trùng tạo ra. Ép và thể chất của quái vật khác nhau quá lớn, căn bản không cùng đẳng cấp, buộc phải có người thu hút sự chú ý của quái vật, anh ta mới có thể nhắm vào điểm trọng yếu của nó. Tiếng hét của A trùng vang lên, cơ thể anh ta bị vài bàn tay nắm lấy, cảm giác như sắp bị xé nát. Ra tay, ép đã ra lệnh, nhưng chỉ một nửa số người chơi tuân theo sự sắp xếp của anh ta, một nửa trong số những người chơi còn có người đang trốn sau cùng dao động không quyết đoán nếu không nghe lời tôi tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây mọi người và tôi đều không còn lựa chọn nào khác một giọng nói lạnh như băng phát ra từ sau trước mặt nạ ép luôn luôn là như thế lạnh lùng ngang tàng theo đuổi hiệu quả và kết quả ở mức độ cao nhất cầm con dao đen trên tay không ai biết anh ta đang nghĩ gì nhưng qua lời nói đó có thể nghe thấy được sự tự tin của anh ta Dường như chỉ cần làm theo lời anh ta nói, mọi khó khăn đều có thể giải quyết. Thiên Dạ có mối quan hệ tốt nhất với F, là người đầu tiên hành động, dưới sự dẫn động của anh ta, những người chơi là một, trong 10.000 người có thiên phú đặc biệt bắt đầu tấn công con quái vật. Bọn họ đã tập trận trước nhiều loại quái vật khác nhau, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của riêng mình, chuyển hướng sự chú ý của quái vật, tạo cơ hội cho F, nhưng a trùng lại không được tốt như vậy. Anh ta bị quái vật bắt lấy cánh tay, trên người có tiếng xương cốt truyền ra còn có một tay cầm bình thuốc nhét hết vào trong miệng cứu tôi với ép cứu tôi nếu nuốt phải những viên thuốc đó a trùng có lẽ không chết thì cũng biến thành một con quái vật tiếng kêu sợ hãi của anh ta đang run rẩy cả mặt kinh sợ ép chăm chú theo dõi mọi thứ anh ta không phát hiện ra bất kỳ kẽ hở nào ở con quái vật để tất cả mọi người thoát khỏi nguy hiểm anh ta đã chọn cách tiếp tục chờ đợi đoàn tàu vận mệnh đang chạy lên một nhóm người bị trói vào đường dây phía trước còn trên đường dây khác bên cạnh chỉ có a trùng bị trói f giống như người đang lái tàu anh ta đổi hướng không chút do dự nếu cứu được hầu hết tất cả mọi người vậy thì có phải tự tay giết chết một người thì đã sao Ép, anh lừa tôi a à, trùng rất nhanh không nói nên lời nữa lọ thuốc đến gần anh ta nhìn thấy những viên thuốc đang toát ra tử khí trong lọ trên mỗi viên thuốc dường như có một khuôn mặt đứa trẻ đang khóc viên thuốc như dính nước mắt của chúng mọc ra một thứ gì đó màu đỏ thẫm giống như lông tơ bốn cánh tay của hạnh phúc nắm lấy tư chi của a trùng cánh tay thứ năm ấn lọ thuốc vào miệng anh ta những viên thuốc màu đỏ thẫm lăn từ trong lọ thuốc chuẩn bị rơi vào miệng a à, trùng thì một con dao từ xa bay tới dễ dàng cắt đứt cánh tay đang cầm lọ thuốc lưỡi dao rơi xuống a à, trùng sợ đến phát khóc quay đầu lại nhìn hàn phi đeo mặt nạ trắng đang trốn trong biển hoa đỏ tươi không có bất kỳ kỹ năng nào đáng nói hắn tiếp cận nhanh chóng với khả năng phản xạ tuyệt vời của mình nhìn thấy hàn phi cầm đầu khiêu khích quái vật những người chơi khác cũng nhen nhóm hy vọng lần lượt tiến lên phía trước ép vốn là không hài lòng với Hàn Phi, nhưng khi nhìn thấy hắn có ý muốn hợp tác với mình, sự bất mãn từ từ lắng xuống, anh ta không thích hắn, nhưng đó chỉ là cảm xúc cá nhân. Là một người chơi muốn tích đủ 100 điểm để qua cửa trò chơi, tất cả mọi thứ có thể giúp anh ta qua cửa, anh ta đều sẽ cố gắng hết sức để lôi kéo và lợi dụng. Trong tình huống vừa rồi, không ai có thể đến gần con quái vật, chỉ có thể đứng từ xa làm bị thương tay cầm lọ thuốc mới được. Con dao đen trong tay ép cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng anh ta không làm như thế, những điều này đều được A Trùng để vào trong mắt, ghi nhớ trong lòng. Những người chơi mỗi người thu hút từ 2 đến 3 cánh tay, trên mái nhà có hạn, sen kẽ trái phải. Điều mà Hàn Phi không nghĩ đến là, những người chơi này dường như đã thực sự dự đoán được sẽ gặp phải con quái vật này, tất cả đều đã được huấn luyện có mục tiêu. Bọn họ khác với Hàn Phi, hắn là né tránh theo bản năng cơ thể, trong khi những người đó dường như đã được báo trước đáp án. Trong số những người chơi, có một người giống như chú hề, đã biết trước đáp án của vận mệnh. Căn bản không cần nghĩ nhiều, trong đáy mắt Hàn Phi hiện lên thân hình của F, người chơi đó thật sự rất kỳ lạ. Lao vào cánh tay của con quái vật, mục tiêu của Hàn Phi rất rõ ràng, hắn chỉ muốn cứu A Trùng, nhân tiện lấy lại con dao sắc bén mà hắn vừa ném ra. F có vẻ là chủ nhân thực sự của homestay cuộc sống hoàn hảo, thuộc hạ của anh ta thật thật giả giả đã tập hợp một số lượng lớn người tham gia trò chơi, trực tiếp lật mặt với F không có chút lợi ích nào đối với Hàn Phi vì vậy hắn muốn áp dụng các biện pháp khác từng bước làm cho tan rã một điểm nữa là khi hàn phi nghe thấy giọng nói của a trùng hắn mơ hồ cảm thấy mình có quen biết đối phương bọn họ có lẽ đã từng là bạn bè nhanh chóng thu hẹp khoảng cách mỗi bước đi hàn phi như bước vào điểm đút của vận mệnh hắn như đang đi trong khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn có thể tránh được đòn tấn công của con quái vật từ một góc độ khó tin cảm giác như thể hắn đã luyện tập vô số lần tất cả quá khứ đều in sâu trong xác thịt hàn phi càng đến gần Quái vật càng hoảng sợ, 22 cánh tay chia ra một phần lớn tóm lấy hắn. Tại sao nó không cho mình đến gần? Hàn Phi nhớ tới dòng chữ đằng sau trước mặt nạ chú hề, cho dù số 11 biết hạnh phúc là một con quái vật, cậu ấy vẫn lựa chọn tiếp cận, đứa trẻ đáng thương không có yêu cầu gì về hạnh phúc. Ngay cả khi bị bầm dập khắp người cũng sẽ không khinh thường hạnh phúc của bản thân mình. Hàn Phi dường như đã tỉnh ra mấu chốt, ánh mắt lướt qua những cánh tay của 22 người bố mẹ nuôi, nhìn vào khuôn mặt xấu xí của quái vật và trái tim viết đầy những lời khẩn cầu kia, đây chính là hạnh phúc của số 11. Nó xấu xí đầy hung dữ, nhưng về bản chất là hình ảnh hạnh phúc trong trái tim của một đứa trẻ. Thịt vừa ăn đang tiêu hóa nhanh trong bụng, Hàn Phi tăng tốc lao về phía trước. Ép ở đằng xa nhận ra điều gì đó, anh ta không còn chần chừ gì nữa, cầm con dao tiến về phía trước. Cánh tay của bố mẹ nuôi đều bị kéo ra, tốc độ của Ép nhanh đến kinh ngạc. ở giai đoạn này dường như anh ta đã đạt tới giới hạn của một người chơi vô cùng linh hoạt luồn qua những cánh tay cùng với hàn phi lao tới phía trước con quái vật cả hai một trái một phải đứng đó cùng nhìn chằm chằm vào trái tim lộ ra bên ngoài của con quái vật chỉ là kế tiếp phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau ép chém vào trái tim hạnh phúc hàn phi thì duỗi tay ra hắn muốn hai trái tim hạnh phúc được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ nuôi xuống đặt vào trong lòng mình dừng tay dừng tay hàn phi và ép đồng thời nhắc nhở nhau nhưng cả hai đều không giảm tốc độ khi hai người chuẩn bị chạm vào trái tim của con quái vật, vô số gai đen nổi lên từ những bông hoa xung quanh. Điều khiến người ta chú ý là, những cái gai đó không hề ngăn cản được Hàn Phi mà chỉ cản đường mỗi ép, mình từng cứu đứa trẻ trong chậu hoa. Lựa chọn của quá khứ đã thay đổi hiện tại, trong đầu Hàn Phi có cái gì đó lóe lên, hắn đã chạm đến trái tim của hạnh phúc trước một bước. Ép phản ứng cũng rất nhanh, nhìn không giống như một người bình thường. Anh ta liều mình mang cánh tay bị thương, chém những cái gai ra sau đó lưỡi dao không hề giảm tốc độ, chém thẳng vào trái tim trên tay Hàn Phi, như thể chuẩn bị chặt đứt hai ngón tay của hắn. Hàn Phi muốn bảo vệ tay của mình, dường như chỉ còn cách duy nhất là vứt trái tim đi, nhưng tại thời khắc mấu chốt cuối cùng này hắn do dự, hắn không muốn dao trái tim đã phải chịu đựng đủ chắc trở này cho ép. Trong nháy mắt, con dao đen của ép đã chạm vào ngón tay của Hàn Phi, nhưng lúc này từ trong cán dao lại vang lên vô số tiếng gào thét. Sát nghiệp mà con dao đen gây ra rất nặng, mỗi khi giết một người hoặc một ác quỷ, lưỡi dao của nó sẽ càng trở nên sắc bén, sát ý và tử khí trong thân dao sẽ càng nặng hơn. Nhưng cho dù là như vậy thì hung dao ngay cả đến lệ quỷ cũng phải né tránh, khi chạm vào ngón tay của Hàn Phi lại xuất hiện biến cố khiến người ta kinh ngạc. Những tiếng gào thét bên trong cán dao vang vọng xuyên đêm máu, âm thanh đó khiến linh hồn của tất cả mọi người run rẩy. Lưỡi dao màu đen dừng ở trên ngón tay Hàn Phi, sương mù màu đen giống như thú dữ bị xiềng xích trói chặt, chỉ cách 1 mm nữa là có thể chặt vào ngón tay của hắn và trái tim kia nhưng nó lại không thể tiếp tục đi xuống ép đang cầm dao và hàn phi bảo vệ trái tim đều không ngờ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như này bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ trắng trên má của nhau ép chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ anh ta có thể cảm nhận được con dao trên tay đang kháng cự lại mình trong lòng anh ta nảy ra sát khí con dao này là chỗ dựa duy nhất để anh ta giết quỷ bất cứ ai muốn nhúng tay vào nó đều không thể giữ lại sát khí phát ra từ con dao đen cắt qua da của Hàn Phi, máu đỏ tươi trượt khỏi đầu ngón tay của hắn, thuận theo lưỡi dao chảy xuống cắn dao. Trong con dao đó có rất nhiều người đang gọi tên mình, bọn họ muốn đến gần mình. Giọt máu giống như một chiếc chìa khóa, nhưng nó còn chưa chạm vào cán dao, ép đã vung cánh tay mình, thu lại con dao đen. Hàn Phi cũng không nhìn rõ giọt máu đó có rơi vào cán dao hay không. Thật ra lúc nãy khi ép vung dao, không hề muốn giết Hàn Phi, nếu như mục tiêu đầu tiên của anh ta là hắn, vậy thì lúc này căn bản sẽ không kịp thu dao lại, giọt máu đó cũng nhất định sẽ rơi xuống cắn dao. Đưa trái tim đó cho tôi. Giọng nói của F vẫn bình thản như vậy, nhưng đó dường như là dấu vết kiềm chế cuối cùng trước khi cơn bão tố ập đến, bàn tay cầm con dao đen của anh ta đang từ từ dùng lực. Anh không cứu người, tôi chạy vào cứu. Tôi đã cứu được các anh, anh còn muốn giết tôi. Sau khi Hàn Phi lấy trái tim ra khỏi lồng ngực của quái vật, hành động của con quái vật được gọi là hạnh phúc trở nên chậm hơn bề mặt đồng hồ bắt đầu mọc ra các mạch máu màu tím đen, dường như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Anh bị quỷ truy đuổi, là chúng tôi đã giúp anh thoát khỏi rắc rối, chúng ta mỗi người một nửa. Ép không chút nhượng bộ, đối chọi gay gắt với Hàn Phi. Trái tim của một người nếu như bị cắt làm đôi, liệu người đó có thể sống nữa hay không? Trái tim của hạnh phúc đập trong vòng tay của Hàn Phi, như một mảnh, hồ phách màu đỏ, bên trong ngưng tụ tất cả cầu nguyện và cái tên, đều là mong muốn và ký ức đơn giản nhất của số 11 chú hề gợi ý cho Hàn Phi, đồng thời không cản trở hắn làm bất cứ chuyện gì, có vẻ anh ta rất yên tâm về hắn. Đúng vậy, dường như anh ta đang muốn đặt trái tim hạnh phúc mà mình giữ lại ở chỗ Hàn Phi. Thân thể khổng lồ của hạnh phúc bị người chơi vây quanh tấn công, biển hoa bị dẫm nát, lộ ra thân dễ mậm mạp của một loại thực vật nào đó bên dưới. Con quái vật được gọi là hạnh phúc lớn lên trên tòa nhà này, hợp nhất với tòa nhà đại diện cho cuộc sống thời thơ ấu. Tôi nói lại lần nữa, đưa trái tim cho tôi trái tim của cậu ấy lộ ra bên ngoài bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hái xuống cậu ấy bộc lộ tiếng lòng một cách không có điểm giới hạn chỉ muốn đổi lại được đối xử bình đẳng nếu như anh có thể suy nghĩ từ góc độ của cậu ấy có lẽ anh sẽ có một đáp án khác trái tim mà hàn phi bảo vệ trong lồng ngực đang đập liên hồi tần số đập đó chậm rãi trùng với nhịp tim của chính hắn tiếp theo đã xảy ra chuyện mà hắn không ngờ tới tên người và cầu nguyện trên trái tim của hạnh phúc đang tiêu tan quái vật khổng lồ trên mái nhà dường như đang hồi quang phản chiếu mạch máu toàn thân phồng lên bắt đầu cơn điên cuồng cuối cùng cùng với những tiếng nổ không ngừng vang lên những vết nứt từ từ xuất hiện trên trái tim trong tay hàn phi và trên cơ thể khổng lồ của quái vật không cần ép phá hủy trái tim đó đã vỡ tan thành bột trong vòng tay của hắn nhịp tim trong lồng ngực càng lúc càng mạnh những dòng chữ vốn khắc trên trái tim của hạnh phúc như in vào chính trái tim của hàn phi đây dường như mới là món quà thực sự mà chú hề tặng cho hắn cơ thể khổng lồ của con quái vật ngã quỵ xuống đất hàn phi đứng trước mặt ép một người hai bàn tay trống rỗng một người thì cầm một con dao đen nhìn thì tưởng ép chiếm thế thượng phong nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ hung dao màu đen dường như không thể giết chết hàn phi nếu như ép dùng con dao đó để tấn công hàn phi cuối cùng ai sẽ giết ai thật sự còn chưa chắc chắn hai người làm được rồi thiên dạ giả giải cứu lính gác kích động chạy lại xem thử anh ta hoàn toàn không nghĩ hàn phi và ép lại có thể giết được một con quái vật đáng sợ như vậy. Thứ này chính là quỷ, đúng không? Mau xem thư mời, điểm tích lũy của hai người đã tăng lên chưa? Ép. A trùng với cổ tay méo mó bò ra khỏi cơ thể con quái vật đang tiêu tan. Anh ta vô cùng phẫn nộ lao về phía ép. Vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã bị ép hại chết. Nhìn thấy A trùng đi tới, ép lặng lẽ cầm con dao đen lên. Lửa giận trên mặt A trùng lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Thực tế chứng minh, lựa chọn của tôi là đúng. Hãy tin tôi tất cả chúng ta mới có thể sống sót giọng ép vẫn bình tĩnh như thế tất cả chúng ta mới có thể sống sót thế đoàn mao chết như thế nào chẳng lẽ cái chết của anh ấy cũng là trong tương lai mà anh nhìn thấy sao không phải anh nói chỉ cần chúng ta làm theo kế hoạch của anh thì sẽ không có ai phải chết à à trùng may mắn thoát chết hiện tại tín nhiệm của anh ta đối với ép đang ở điểm thấp nhất cái chết của đoàn mao ép và hàn phi đồng thời nhìn sang thi thể của người chơi ép nhíu mày nhưng hàn phi tự hồ cũng từ từ hiểu được tại sao chú hề muốn giết chết một người rồi trong tương lai mà tôi nhìn thấy đoàn mao không chết ngoài ra cũng không có sự tồn tại của anh ta ép vươn tay chỉ vào hàn phi vận mệnh của tương lai đã thay đổi mất đi một người lại có thêm một người khác anh đang nói linh tinh cái gì vậy anh đem cái chết về người của mình đổ hết hết lên đầu chúng tôi sao lý quả nhi là người duy nhất ở hiện trường nói giúp hàn phi nhìn trước được tương lai mấy người tin vào khả năng nhảm nhí này ạ à? Lý Quả Nhi căn bản không hề tin, nhưng điều khiến cô không ngờ tới là, những người chơi kia dường như đã mặc định với những gì ép nói. "Không phải chứ? Các anh thật sự cho rằng năng lực của anh ta là có thể đoán trước được tương lai à?" Lý Quả Nhi không biết phải nói gì nữa rồi, cô có chút không nói nên lời đi về phía một góc, nếu như anh ta thực sự có năng lực đáng sợ như vậy, e rằng sớm đã tích đủ 100 điểm rồi, còn cần dẫn các anh đến đây thăm dò hay sao? Tôi biết cô rất khó có thể hiểu được nhưng năng lực của anh ấy quả thực là nhìn thấy một phần tương lai dự đoán trước hầu hết các nguy hiểm và đưa ra các biện pháp đối phó thiên dạ và tù nhân chọc đầu đều lên tiếng năng lực này của f đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn tránh được vô số nguy hiểm tất cả chúng ta đều có thể hy sinh duy có anh ấy là không được anh ấy nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này những người chơi này dường như đều bị tẩy não rồi như thể chỉ cần f có thể rời đi thành công thì tất cả mọi người đều có thể được giải cứu vậy Lý Quả Nhi không hiểu được suy nghĩ của những người đó, cô nhân lúc hai bên còn chưa trở mặt, lặng lẽ nhặt con dao nhọn do Hàn Phi ném ra, trả lại cho hắn. Cầm lại con dao tên gọi bầu, "Bạn, sau khi Hàn Phi nắm vào cán dao, nhịp tim của hắn bắt đầu tăng nhanh, 22 cái tên đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh thay đổi nào đó. Số 11 là một đứa trẻ đã bị bỏ rơi 11 lần, nếu ai đó có thể vượt qua 22 cánh tay đó, cứu cậu ấy khỏi tay bố mẹ nuôi, vậy thì cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc thực sự." Bây giờ cậu ấy có lẽ đã tìm thấy rồi. Hàn Phi đã nghe chú Hề kể về chuyện trong quá khứ, dường như hắn đã giúp chú Hề bù đắp tiếc nuối nào đó, đây cũng là một trong những lý do khiến chú Hề sẵn sàng giao dịch với Hàn Phi. Quái vật đã chết, không có kẻ thù chung, lợi ích khác nhau có thể dễ dàng chia rẽ. Không cần ép phải nói nhiều, một số người chơi đã tập trung xung quanh. Tôi mang theo theo thành ý muốn gia nhập với các anh, còn cung cấp manh mối quan trọng như vậy cho các anh, đây là cách mà các anh trả ơn phải không? giọng lý quả nhi trở nên lạnh lùng cô thò tay vào trong túi áo chúng tôi đã giết một con quái vật đáng sợ như vậy nhưng điểm của tôi không tăng lên chút nào sau khi ép nói xong thiên dạ cũng bắt đầu kiểm tra điểm trên thư mời của bọn họ đều không thay đổi bởi vì cái này mà anh muốn giết chúng tôi ư lý quả nhi không chút hoảng sợ hôm nay anh giết chúng tôi vì lý do này ngày sau anh cũng sẽ giết những người khác xung quanh vì lý do tương tự ép thả anh ấy đi đi a à, trùng kìm chế nỗi sợ hãi Nói giúp Hàn Phi lần nữa, anh ta luôn cảm thấy hắn rất quen, có lẽ là bởi vì trên cánh tay hắn đầy vết sẹo, anh ta cảm thấy hai người là người cùng chung một con đường. Quả thực cũng không cần ra tay, mục tiêu của chúng tôi là tập trung tất cả lực lượng, khi tích đủ 100 điểm, nghĩ cách giết chết chủ nhân của trò chơi trong công viên vui chơi. Thiên Dạ cũng không muốn phát sinh xung đột với Hàn Phi, anh ta và Tường Vi đều muốn lôi kéo càng nhiều người tham gia trò chơi hơn, mọi người hợp sức chống lại người tổ chức trò chơi. Những người chơi xung quanh thấy Thiên Dạ nói bắt đầu lùi lại phía sau, Lý Quả Nhi không dám tiếp tục ở lại, nắm lấy Hàn Phi và chạy về phía cửa ra vào, cô ấy lo lắng đối phương sẽ nghĩ lại. Cả quá trình, ép không nói lời nào, mắt cứ nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Phi, sát khí trong lòng càng lúc càng nặng. Tương lai mà tôi nhìn thấy không có anh ta, đối với tôi mà nói, giải pháp an toàn nhất chính là giết chết anh ta. Ngón tay ép chuyển động, trong lòng bàn tay xuất hiện một thư mời màu đen, anh ta cầm thư mời chiếu thẳng với đêm máu màu đỏ sẫm. Khi điều chỉnh đến một góc độ nào đó, trên thư mới xuất hiện một con số 16. Trong tình huống không thành công bắt được quỷ, con số này đại diện cho 16 mạng người. Trò chơi đã bắt đầu chưa? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày càng đến gần không giờ. Ở một số tòa nhà khác cũng bắt đầu xảy ra những thay đổi. Chúng ta cũng đi thôi, nơi này sau không giờ không thể rời khỏi được nữa. Ép và những người chơi khác đi đằng sau, Lý Quả Nhi và Hàn Phi xung trận ngựa lên trước đi đầu tiên. Lý Quả Nhi từ trên tầng cao nhất rời khỏi, chạy rất nhanh, giống như nhìn thấy nhà mình bị cháy vậy, kéo Hàn Phi vội vàng chạy xuống tầng. Cách không giờ vẫn còn một khoảng thời gian, không cần lo lắng. Anh cứ đi theo tôi là được rồi. Lý Quả Nhi đến đầu cũng không quay lại, cô và Hàn Phi chạy ra khỏi tòa nhà số 11, đi đến thông đạo giữa tòa nhà số 1 và số 10. Tôi muốn đến tòa nhà số 1 xem thử, hạnh phúc của số 11 được giấu trong tòa nhà số 11, còn hạnh phúc của tôi có thể giấu trong tòa nhà số 1 hàn phi đeo ba lô muốn đi vào hành lang dọa cho lý quả nhi và con mèo xấu xí trong ba lô đều cùng nhau hét lên sau này còn nhiều cơ hội sắp không giờ đến nơi rồi tất cả quỷ đều sẽ phát điên anh tuyệt đối không được làm càn vào lúc này lý quả nhi kéo hàn phi đi vào thông đạo chỉ có thể rời đi với một món đồ trong tòa nhà mà chỉ cần mang món đồ đó ra ngoài chắc chắn sẽ bị con quỷ nào đó truy đuổi đây là một cục diện không có lời giải nhưng dường như cũng là cách duy nhất để rời đi lý quả nhi nắm lấy áo của hàn phi bảo hắn cầm dao đi về phía trước lát nữa có thể sẽ có đủ các thể loại âm thanh khác nhau quấy nhiễu anh còn có thể gặp những con quỷ khác con đường nhỏ này trông có vẻ ngắn nhưng muốn rời đi lại vô cùng khó khăn lý quả nhi còn chưa nói xong hàn phi đã rất nhanh đưa cô ra ngoài sau khi có được trái tim của hạnh phúc hàn phi dường như có mối liên hệ nào đó với cư xá bị bao phủ bởi đêm máu này hắn giống như là một thành viên ở đây khi rời đi không có bất kỳ cản trở nào tiến lên một bước đêm tối buông xuống bầu trời đêm trở lại màu sắc bình thường gió lạnh phả vào gò má đèn đường bên cạnh tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt đi ra rồi lý quả nhi nắm lấy áo khoác hàn phi ngây ra một lúc tại chỗ có khi nào chúng ta lại rơi vào một ảo giác khác không chắc là không cái tên quỷ chú hề kia hình như biết tôi hàn phi mơ hồ nói tôi cũng cảm thấy anh ta biết anh lần này lý quả nhi không phản bác điểm tích lũy có được khi giết con quái vật vừa rồi hình như đều tính hết cho tôi nhanh chóng rời đi, Lý Quả Nhi và Hàn Phi trên đường chạy trốn lấy ra thư mời. Sau khi con quái vật lớn nhất chết đi, tôi trực tiếp có được 11 điểm tích lũy, hiện tại tôi có 16 điểm. Anh có biết đây là khái niệm gì không? Một con quỷ điên trong tay có 16 mạng người. Chỉ giết con quái vật đó thôi thì không thể nhận được 11 điểm tích lũy. Số điểm tích lũy mà chúng ta nhận được hẳn là liên quan đến việc quỷ chú hề đó. Chủ động tiêu tan, anh ta nói rằng phải phá vỡ ký ức tuổi thơ. Có lẽ anh ta đã đem số điểm sau khi thể xác của mình, Chết đi tính hết cho chúng ta. Hàn Phi mất trí nhớ, nhưng năng lực phân tích cơ bản vẫn còn. 11 điểm tích lũy, nếu như để đám người đó biết chuyện, có lẽ sẽ tức đến phát điên mất. Tâm tình lý quả nhi rất tốt, thậm chí nhìn Hàn Phi cũng trở nên vừa mắt hơn. Tiếp theo chúng ta không thể dựa vào bọn họ nữa, chúng ta phải tự mình tích lũy điểm và cố gắng hoàn thành qua cửa tất cả các trò chơi càng sớm càng tốt. Hàn Phi không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tích lũy đủ điểm. Ngoài ra người lần này phải qua cửa không phải là hắn, mà là Lý Quả Nhi. Nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, trong lòng Hàn Phi có cảm giác đặc biệt kỳ lạ, dường như người phụ nữ này là do hắn cố ý sắp đặt vậy. Để đạt được 100 điểm thì khó quá, nhưng có sự giúp đỡ của anh, tôi vẫn rất tự tin. Lý Quả Nhi cắt thư mời đi, nụ cười trên mặt vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Hàn Phi vô cùng dứt khoát trả lời. Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta mới quen nhau được hai ngày, trong khi đó anh còn bị giam trong tầng hầm cả một ngày lý quả nhi vươn vai nhìn thẳng vào mắt hàn phi chẳng lẽ anh là thực sự thích bị giam cầm và tra tấn à chẳng lẽ anh không phải là mắc chứng hoang tưởng bị bức hại mà là hội chứng stockholm không biết hàn phi lắc đầu anh thực sự là người đàn ông thật thả nhất mà tôi từng gặp đơn thuần như một tờ giấy trắng lý quả nhi dường như nhớ đến một số chuyện không vui nên không tiếp tục chủ đề này nữa kế hoạch của anh tiếp theo là gì quay lại homestay cuộc sống hoàn hảo tìm đến một thủ lĩnh khác trong số bọn họ. Hàn Phi bình tĩnh một cách dị thường nói. Lý Quả Nhi hơi chút khó hiểu, chúng ta đã trở mặt với bọn họ rồi, bây giờ còn qua đó làm gì? Kẻ ác tố cáo trước. Ánh mắt Hàn Phi xẹt qua bóng dáng của ép, trò chơi giữa tôi và anh ta hình như đã bắt đầu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi chúng ta đưa ra đề nghị tham gia, cái người chơi tên Tường Vi đã giơ tay phản đối. Bây giờ anh quay lại tìm anh ta, liệu anh ta có tin những gì anh nói không? Lý Quả Nhi không hiểu tại sao Hàn Phi phải quay lại, người ta đều là một nhóm, chắc chắn sẽ nghiêng về phía người của mình rồi. Cái tên tưởng vì đó rất lý trí, anh ta đưa ra lựa chọn không phải vì tình cảm, mà là tối đa hóa lợi ích của tất cả mọi người. Tôi không cần anh ta phải giúp tôi, chỉ cần nói với anh ta những gì ép đã làm, để anh ta tự phán xét là được. Hàn Phi luôn cảm thấy nhóm người tham gia trò chơi của cuộc sống hoàn hảo rất đặc biệt, khác hẳn những cư dân trong thành phố, như thể bọn họ đến từ nơi khác vậy tôi vẫn cảm thấy làm như vậy rất mạo hiểm lý quả nhi đi theo sau lưng hàn phi nếu anh nhất quyết muốn quay lại vậy thì chúng ta tốt nhất hãy nhanh lên lệch thời gian ra đừng để bị đám người của ép chặn lại chúng ta bắt xe đi khi hàn phi đi qua góc phố từ xa nhìn thấy một chiếc taxi màu đen đang từ từ lái tới giống như một chiếc xe tăng không người lái đang tìm kiếm chủ nhân của nó anh chê mình sống quá lâu rồi đấy à lý quả nhi liên tục từ chối con mèo xấu xí trong ba lô của hàn phi cũng kêu meo meo muốn chạy trốn đi bộ bình thường quay lại thời gian quá gấp hàn phi ôm lồng ngực của mình quan trọng hơn là tôi muốn kiểm chứng một số suy nghĩ kiểm chứng cái gì cái tên ép đó dường như có năng lực tiên đoán tương lai còn tôi dường như có năng lực tiên đoán cái chết mỗi khi cái chết đang đến gần tôi đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng sợ hãi hàn phi bước đến bên đường vẫy tay về phía xa nhưng khi tôi nhìn thấy chiếc taxi màu đen này thì lại không hề cảm thấy sợ hãi tôi không sợ điều đó có nghĩa là tôi sẽ không chết nếu như đã không chết thì tại sao lại không thể đi nó sau khi lý quả nhi nghe hàn phi nói xong nhất thời không tìm ra lý do để phản bác tôi vốn còn nói cái người dự đoán tương lai là không bình thường bệnh tình này của anh cũng không phân cao thấp rồi chiếc taxi màu đen chạy trên đường phố vào nửa đêm giống như một con thuyền đơn độc lênh đênh trên con tàu styx chờ đợi những người có duyên vội vã đầu thai không nhìn thấy chiếc xe tới gần như thế nào nó đã đậu ở bên cạnh hàn phi từ trong thân xe màu đen phát ra âm thanh quỷ dị làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái lên xe hàn phi mở cửa xe một mùi thối rất kỳ lạ bay ra từ trong xe cụ thể cũng không phân biệt được là thứ gì thối không phải anh có chắc là không suy nghĩ thêm không lý quả nhi còn đỡ ít nhất còn có thể kháng cự một chút nhưng con mèo xấu xí trong ba lô của hàn phi chỉ có thể kêu giống lên không có chút sức lực phản kháng nào đã bị hắn ném vào trong xe taxi được rồi tôi tin anh thêm một lần nữa Lý Quả Nhi cũng lên xe, ngồi ở ghế phía sau. Sau khi Lý Quả Nhi lên xe, Hàn Phi mở cửa trước, hắn dường như vì để trò chuyện với tài xế dễ hơn, tạo ra trải nghiệm tốt hơn, nên trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ. "Đến homestay cuộc sống hoàn hảo, làm phiền anh chạy nhanh một chút, chúng tôi rất vội." Khi Hàn Phi nói, luôn chú ý tới tình trạng cơ thể của mình, tim đập đều đặn ổn định, đại não cũng không có chút sợ hãi nào. So với sự bình tĩnh của Hàn Phi, tài xế taxi có chút bồn chồn, hai tay giữ chặt vô lăng ngón trò khẽ run sắc mặt tái nhợt không còn chút máu cuộc sống hoàn hảo homestay người tài xế lặp đi lặp lại địa chỉ đó cả người như thể sẽ đổ bệnh bất cứ lúc nào ngồi trong xe của người đàn ông này có cảm giác như đang đi cắm trại với tử thần vậy lý quả nhi nắm chặt ba lô của hàn phi cô thử đẩy cửa xe ra nhưng cửa xe đã bị khóa bây giờ muốn rời đi chỉ có thể đập vỡ cửa sổ không cần trao đổi gì thêm tài xế đã khởi động xe chiếc taxi đen xì đang lái đi trong đêm tối hình như người tài xế lần đầu tiên lái xe anh ta đang cầm vô lăng bằng cả hai tay áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ánh mắt thất thường có lúc nhìn vào kính chiếu hậu có lúc sẽ lại nhìn vào đồng hồ điện tử trong xe bác tài này tốt hơn là anh nên lái xe nghiêm túc vào đừng phân tâm như vậy trong tay áo của hàn phi có con dao sắc bén bầu bạn nếu như tài xế không nghe lời vậy thì hắn chỉ có thể đổi một phương thức bầu bạn khác rồi được rồi tôi biết đúng rồi hai người muốn đi đâu homestay cuộc sống hoàn hảo nếu như anh không biết đường tôi có thể chỉ đường cho anh lúc đến hàn phi đã ghi nhớ đường đi trong đầu hắn dường như đã có sẵn một bản đồ hắn dựa vào trí nhớ của mình để dần dần hoàn thiện bản đồ đó không cần tôi biết đường ngoài vẻ ngoài không bình thường tài xế không có vấn đề gì khác ít nhất kỹ năng lái xe của anh ta không tệ cũng không lái sai hướng hàn phi ngồi trong xe nhìn kiến trúc hai bên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thành phố bao phủ trong đêm tối từ góc độ này có cảm giác kỳ lạ như chạy vào trong một bộ phim kinh dị vậy. Sau khi đi qua hai ngã tư, chân của người lái xe từ từ bắt đầu run rẩy. Anh ta liếc nhìn đồng hồ điện tử một cái, "Homestay cuộc sống hoàn hảo, tôi biết nơi đó, anh là muốn tới cuộc sống hoàn hảo đúng không?" "Đúng. Homestay cuộc sống hoàn hảo, Homestay cuộc sống hoàn hảo." Người lái xe cứ lặp đi lặp lại địa điểm này, đến khi đèn xanh bật lên, anh ta đạp ga chọn một con đường và phóng xe thẳng qua. Khụ khụ. Lý Quả Nhi ở ghế phía sau ho khan vài tiếng sau đó lấy điện thoại di động ra đưa cho hàn phi có người gửi tin nhắn tìm anh hỏi anh tối nay có về nhà ăn cơm không hàn phi có chút nghi hoặc đón lấy điện thoại mở tin nhắn ra bên trong là tin nhắn do chính lý quả nhi biên tập mùi thối bốc ra từ gầm ghế sau trên mép đệm ghế còn có vết máu chưa lau sạch hàng ghế sau hẳn là đã có người chết anh hãy xem đoạn video bên dưới điện thoại quay không được rõ lắm hàn phi vuốt xuống liền nhìn thấy đoạn video lý quả nhi vừa quay đối phương chắc là muốn dùng điện thoại để xem dưới gầm ghế có gì nên đã lén lấy điện thoại thò xuống dưới ghế để quay sau khi tắt âm thanh đi trước hàn phi bình tĩnh như không bấm vào video đoạn video vài giây nhanh chóng kết thúc dưới ghế ngồi tối đen như mực không thể nhìn rõ cái gì mùi thối đúng là bay ra từ dưới ghế ngồi hàn phi đọc đi đọc lại mấy lần cuối cùng phát hiện ra một điểm khác thường dưới ghế ngồi của lý quả nhi có một vùng nhỏ màu trắng rất mờ đi cùng với em rồi anh sao còn phải về nhà ăn cơm nữa video trên điện thoại nhìn không rõ hàn phi quay đầu lại thản nhiên nói một câu khi hắn trả lại điện thoại cho lý quả nhi ánh mắt nhìn về phía dưới ghế ngồi dưới gầm của hàng ghế sau đen xì có kẹt cái đầu của một người đàn ông hai mắt mở to trên mặt toàn là máu em nói với cô ấy kế tiếp anh còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm nên tối nay không về được bảo cô ấy tự lo cho an toàn của mình bản lĩnh lời thoại của hàn phi rất mạnh khả năng ứng biến càng mạnh hơn trong tích tắc đã diễn ra hình tượng một tên đàn ông cạn bã lấy lại điện thoại lý quả nhi dường như hiểu được ám thị của hàn phi đút tay vào túi áo trông rất bình tĩnh nhưng trên thực tế đã bắt đầu cảnh giác cao độ lại đi qua một ngã tư khác má tài xế ướt đẫm mồ hôi hình như tim anh ta có vấn đề gì đó đầu từ từ cúi xuống miệng lộ ra cử chỉ điên khùng muốn đến homestay cuộc sống hoàn hảo tôi biết đường muốn đến homestay cuộc sống hoàn hảo muốn đến homestay cuộc sống hoàn hảo ở đó có một ngôi nhà trong nhà trồng đầy hoa những đứa trẻ cười đùa vui vẻ Tôi còn nhìn thấy con của mình, đúng rồi, tôi phải đón nó tan học, đón nó đến khu vườn bí mật màu lam trắng đầy bướm. Đồng hồ điện tử trên xe taxi cho thấy đã 11 giờ 58 phút tối, chỉ còn 2 phút nữa là đến 0 giờ, sự bất thường thực sự trong xe taxi dường như đang dần hiện ra. Người tài xế vẫn đang trên đường đến homestay cuộc sống hoàn hảo, nhưng anh ta lẩm bẩm bắt đầu thốt ra những từ hoàn toàn không liên quan. Con trai tôi thích nhất là ngắm biển, nó và các bạn nhỏ khác được gửi đến nơi có hoa màu xanh lam bọn chúng vừa được trồng xong thì ở đó xảy ra hỏa hoạn khi tôi đến nơi thì thấy con mình đang nở hoa trong biển lửa tiếng kêu của nó như một bông hoa màu đen đang nở rộ nở ở nơi nóng bỏng nhất nở trong trái tim tôi trong khi người tài xế taxi đang lẩm bẩm một mình lý quả nhi ở hàng ghế sau phát hiện ra một tờ báo được chèn trên ghế có hai bức ảnh màu trắng xám được đăng trên tờ báo cũ trong một lần tham gia lớp huấn luyện một đám cháy đã xảy ra trong ảnh là một đứa trẻ lan lộn trong lửa cuối cùng ngã vào trong biển lửa trong một bức ảnh khác, một chiếc taxi bị tông đến biến dạng, tài xế và hành khách đều vô cùng thê thảm, toàn thân đều đã bị làm mờ. Cảm thấy bất an, Lý Quả Nhi lấy tờ báo ra, khi cô nhìn thấy tiêu đề tin tức, nhịp tim liền bắt đầu tăng nhanh. Tài xế taxi giết liên tiếp 9 người, chỉ vì tin vào mượn xác hoàn hồn. Một tài xế taxi đã chút giận vì cái chết của đứa con mình lên những hành khách vô tội, anh ta tuyên bố rằng mình có thể đem linh hồn của hành khách làm tế phẩm cho đứa trẻ, giúp đứa trẻ tái sinh. Còn nói rằng có 9 cách khác nhau để làm cho người chết tái sinh, anh ta là cấp thấp nhất, có tỷ lệ thành công thấp nhất. Để hoàn thành buổi lễ, người đàn ông đã phải tán ra bại sản để chuẩn bị 9 nghi thức, cố ý sát hại 8 hành khách và một người qua đường vô tội. Xem đến đây, sắc mặt của Lý Quả Nhi đã đã trở nên rất xấu, trùng hợp là thời gian cũng đã đến không giờ nửa đêm. Khi thời gian trên đồng hồ điện tử đã báo hết và chuyển về con số 0, người tài xế đang thiểu thảo bỗng như bừng tỉnh, mắt mở to nhìn thẳng vào con đường phía trước. Tôi phải đi đâu ý nhỉ? Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi phải đến lớp sở thích màu lam trắng để đón con trai tôi về nhà. Khi tài xế xuất hiện thay đổi, đại não của Hàn Phi cũng bị kích thích rất mạnh, tất cả tên trên tim đều đỏ như máu, những cầu nguyện thuộc về số 11 không ngừng vang vọng trong đầu. Không giờ nửa đêm là lúc quỷ quái hoàn toàn giải phóng sức mạnh của nó, trái tim mà Hàn Phi hái xuống và con dao hắn giấu trong tay áo dường như đều được kích hoạt. Trái tim đập thình thịch, máu chảy rồn rập, mạch máu trong cơ thể Hàn Phi căng phồng cảm giác đau đớn chưa từng thấy. Đau đớn này là do hạnh phúc mang đến. Hàn Phi cảm giác như có 22 cánh tay đang rằng xé đại não, muốn xét nát hoàn toàn não của hắn. Tiếng chuông không giờ vang lên, tiếng này tiếp nối tiếng kia, khi tiếng chuông thứ 12 ngừng lại, não của Hàn Phi dường như bị xé toạc ra thành một vết nứt. Cũng chính vào lúc đó, hắn nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Mã số 0. Khi giọng nói kỳ quái đó vang lên, Hàn Phi như bị xét đánh trúng, hắn ôm trái tim đang đập, thân thể run rẩy kịch liệt. Đau đớn, phấn khích, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc tràn ngập bộ não trống rỗng của hắn. Không giờ đã đến, thời gian của quỷ bắt đầu, tài xế ngồi trên ghế lái chính mặt đầy tự ý, hung dữ méo mó, hàn phi ở ghế phụ run rẩy không thể kiểm soát, sắp cắn môi chảy cả máu. Hai người ngồi phía trước đều phát điên rồi, Lý Quả Nhi bị lừa lên xe ôm chặt con mèo xấu xí, sắc mặt tái nhợt, có phần bất lực. Chú hề và tôi có giao dịch, món quà mà anh ta tặng tôi chính là chỗ dựa để tôi phá vỡ thế cục. Hàn Phi dựa vào nghị lực đáng kinh ngạc, từ từ thích ứng với cơn đau, hắn cảm thấy sau khi tất cả máu toàn thân được bơm vào tim, đến khi chảy ra đã biến thành máu quỷ, trên làn da vốn dĩ bình thường của hắn bắt đầu xuất hiện những hoa văn rất nhạt, như thể đó là một loại vật tổ nào đó của ác quỷ. Mở mắt ra, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, mỗi khi như này, hắn đều có thể nhìn thấy một số thứ mà lúc trước đây không thể nhìn thấy bây giờ mình vẫn không nhớ ra quá khứ, nhưng tấm vải đen che mở trí nhớ của mình đã bị chú hề xé ra một lỗ nhỏ. Tiếp theo mình phải dựa vào chính mình từ từ mở rộng lỗ thủng ấy, lấy lại tất cả những thứ đã mất, tìm thấy con người thực sự của mình. Hàn Phi một vùng trống rỗng, lúc này lại biết thêm một thông tin quan trọng nữa, mã số 0. Trong kịch bản có số 11, còn có số 4 nữa, còn mã số của mình hình như là số 0. Con số 11 này dường như là mã số của đứa trẻ kia trong cô nhi viện, nếu nghĩ về nó theo cách này, có phải mình và số 4 cũng đều là những đứa trẻ trong cô nhi viện? Số 11 đã bị bỏ rơi 11 lần, còn bị cô nhi viện toàn gửi đến cho những bố mẹ nuôi rất kỳ lạ, nhìn từ góc độ này, cô nhi viện dường như đang cố tình tra tấn những đứa trẻ mồ côi đó, cố gắng biến chúng thành quái vật. Thông qua sự từng trải của số 11, Hàn Phi đã suy đoán ra rất nhiều thông tin. Số 11 đã xây dựng một công viên vui chơi nho nhỏ trên nóc nhà của cậu ấy, ở cuối thành phố này còn có một công viên vui chơi thực sự có phải cậu ấy đang muốn ám chỉ cho mình rằng cô nhi và công viên vui chơi có mối liên hệ với nhau năng lực quan sát nhạy bén cộng thêm trực giác và bản năng kinh khủng sau khi hàn phi nắm được manh mối hắn nhanh chóng suy đoán ra cặp vợ chồng đưa mình đi khám bệnh có khi nào cũng là bố mẹ nuôi của mình không có khả năng nào bọn họ thật sự là những kẻ giết người hàng loạt cô nhi viện lại đặc biệt tìm ra một cặp bố mẹ như vậy cho mình vô số phỏng đoán thoáng qua trong đầu hàn phi nhanh chóng nghĩ tới việc nên làm tiếp theo món quà từ số 11 đã nhận rồi, tối mai mình phải nhanh chóng đến chỗ số 4 càng sớm càng tốt, tên ép đó có thể đoán được tương lai, anh ta rất có thể cũng sẽ qua đó, mình nhất định phải tăng tốc. Sau khi nghĩ đến đây, Hàn Phi ngẩng đầu lên, phát hiện chiếc taxi đang phóng nhanh về phía một con đường xa lạ, tài xế dường như đã phát điên, muốn lái taxi đi đến một nơi nào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Ngăn anh ta lại. Hàn Phi. Lý Quả Nhi không thể để ý gì nữa, cô hét lớn kêu gào muốn đánh thức Hàn Phi. Lúc không giờ, quỷ sẽ bùng phát toàn bộ sức mạnh, nếu như chỉ có như vậy thì Lý Quả Nhi cũng không sợ, vấn đề là trong một không gian kín hoàn toàn như này, ngoài sự biến dị của người tài xế bị nghi là quỷ ra, đồng đội thân nhất của mình cũng bắt đầu phát điên rồi. Thân thể Hàn Phi kịch liệt run rẩy, hai mắt lồi ra, mạch máu phồng lên, trông còn đáng sợ hơn cả người tài xế điên kia. Tài xế người ta dường như chỉ là chịu kích thích, tinh thần không bình thường. Phía Hàn Phi bên này nhìn càng giống như bị quỷ cấp cao trực tiếp nhập vào, như thể sắp hủy diệt mọi thứ xung quanh. Đồng hồ điện tử trong xe ngừng chuyển động, thời gian được ấn định vào lúc 0 giờ 1 phút, thời gian này dường như có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Có vẻ như vào thời khắc này, cả thế giới sẽ bước vào thời gian thuộc về quỷ, mà chỉ có những người bị quỷ ảnh hưởng, hoặc những người ở bên cạnh quỷ, mới bước vào thời gian này, trải qua khoảnh khắc cực kỳ dài này. Tôi phải đến lớp học thêm Lam trắng, ở đó có một biển hoa, tôi phải đi đón con tôi tay của tài xế như đã hàn chặt vào vô lăng lý quả nhi có chút lo lắng đối phương sẽ trực tiếp rút cả cái vô lăng ra thông qua cửa kính xe lý quả nhi đồng thời nhìn thấy hai người đàn ông biến thái bởi vì cú sốc do hai người đó gây ra quá dữ dội nên cô thậm chí còn bỏ qua sự thay đổi nào đó đang diễn ra trong chính chiếc xe ngọn đèn nhỏ trên nóc xe bắt đầu nhấp nháy ánh đèn giống như ảo giác xuất hiện một vài con thiêu thân nhỏ trên người con thiêu thân có hoa văn kỳ lạ giống như cho tàn và khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy. Những con thiêu thân đó cũng không biết đến từ đâu, số lượng của chúng ngày càng nhiều. Nóc xe mới thay cũng xuất hiện vết nứt, những sợi tóc xóa súng qua kẽ hở. Đệm ghế trở nên nhớp nháp và ẩm ướt, mông ngồi lên trên, dường như chiếc quần sẽ dính đầy máu, cơ thể sẽ không ngừng sụp lún. Lý Quả Nhi lo lắng lấy ra súng bắn điện đã được sửa đổi, nhưng thứ này không thể đối phó với tất cả các loại quỷ dị trong xe. Bắp chân dung chuyển lý quả nhi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ vào bắp chân mình như thể một con chuột đang chạy xung quanh trong xe bản thân lý quả nhi không quá sợ chuột cô dùng bình xịt hơi cay đập về phía bắp chân của mình nhưng khi cúi đầu xuống mới phát hiện ra đó không phải là một con chuột mà là một bàn tay thỏ ra từ dưới ghế có một người cơ thể vỡ thành nhiều mảnh nhỏ đang bò ra ngoài lý quả nhi bật súng bắn điện ở mức tối đa một luồng điện sáng và nguy hiểm vụt qua và đâm thẳng vào cánh tay của người đàn ông nếu như là một người bình thường bị điện giật như thế này hôn mê là chuyện nhỏ thậm chí có thể trực tiếp bị điện giật chết nhưng cánh tay đó không hề bị ảnh hưởng gì hết nắm lấy bắp chân của lý quả nhi một lực không thể tưởng tượng nổi ập đến lý quả nhi bị cánh tay đó kéo xuống dưới ghế đầu cô va vào lưng ghế trước của xe taxi ánh mắt chuyển động lý quả nhi và đầu người dưới ghế sau vừa hay đối diện nhau khuôn mặt đầy máu hoàn toàn biến dạng trong mắt tràn đầy hận và ghen tị với người sống anh ta dường như muốn nghiền nát xương cốt của lý quả nhi kéo cô ấy xuống dưới ghế của chiếc taxi để cô vĩnh viễn không được siêu sinh hàn phi dùng con dao đó giết bọn họ đi điện giật không có tác dụng với quỷ lý quả nhi cố gắng hết sức muốn đánh thức hàn phi muốn đối phó với quỷ quái dường như chỉ có những vật phẩm do quỷ quái để lại hàn phi lúc này cũng đã tỉnh táo lại lật tay lấy ra con dao sắc bén bầu bạn sau khi một lỗ nhỏ trên tấm vải đen ký ức bị xé ra nội tâm sợ hãi mọi thứ của hàn phi suy yếu đi rất nhiều hắn vung tay ném con dao vào camera trong xe đã là lúc nào rồi, anh còn để tâm đến cái camera làm gì?" Âm thanh chật xương phát ra từ bắp chân của Lý Quả Nhi, cô hét lên thê thảm. "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp quen rồi." Sau khi Hàn Phi phá camera, hắn đập bộ đàm trên taxi rồi kề dao nhọn vào cổ tài xế, lập tức dừng lại. "Tôi phải đi đón con tôi, muộn chút nữa có thể sẽ xảy ra chuyện vô cùng tồi tệ. Tôi nhất định phải nhanh lên." Người tài xế quay đầu nhìn Hàn Phi, ngũ quan anh ta càng ngày càng trở nên không giống người mà giống một con quái vật hình người hơn. Hàn Phi biết rất khó để nói đạo lý với một người không bình thường, bàn tay cầm dao của hắn dùng lực ấn xuống. Cổ tài xế chảy ra máu, người tài xế này đã biến thái đến mức này rồi, vậy mà anh ta vẫn còn sống, là một người còn sống sờ sờ. Anh ta dường như là một hình thái của cái xác không hồn, bị thứ gì đó chi phối, hoàn toàn đánh mất chính mình, linh hồn trở thành một chấp nghiệm tà ác. Nhìn thấy cổ tài xế sắp bị cắt ra, nhưng sắc mặt của anh ta và Hàn Phi đều không thay đổi người tài xế hoàn toàn không để ý đến đau đớn trong mắt chỉ có sự điên rồ biểu hiện của hàn phi khiến chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi giết chết một người dường như không phải là chuyện khó chấp nhận đối với hắn càng tồi tệ hơn là hắn cảm thấy trước đây mình nhất định đã từng làm chuyện tương tự thậm chí còn kinh khủng hơn chuyện này khi con dao sắc bén cắt qua da và máu chảy ra hắn vậy mà lại cảm nhận được sự quen thuộc mà lâu rồi không có tiếng hét của lý quả nhi phát ra từ hàng ghế sau tài xế điều khiển xe không ngừng tăng tốc hình như là chuẩn bị tông thẳng vào kiến trúc nào đó phía trước trong trường hợp này bản năng của hàn phi lại đưa ra một lựa chọn lưỡi dao cắt ngang hắn quyết định vĩnh viễn bầu bạn cùng linh hồn của người tài xế máu bắn tung tóe trên cửa kính xe khi sinh khí trong cơ thể người tài xế không ngừng biến mất sắc mặt kinh hãi trên gương mặt anh ta rốt cuộc cũng dần dần thu lại dường như lúc này anh ta mới trở lại bộ dạng ban đầu của mình tôi phải đến lớp học thêm lam trắng con tôi bị trồng trong một khu vườn bí mật màu lam trắng nó đang đợi tôi đến đó giữa muôn vàn bông hoa. Trong miệng nói ra những lời không thể giải thích được, Hàn Phi đã tranh lấy vô lăng, đạp phanh xe. Cũng ngay sau khi hắn tự tay giết chết người tài xế, lại nghe thấy giọng nói trong đầu, mã số 0. Giọng nói phía sau không thể nghe rõ, Hàn Phi lúc này mới chậm rãi ý thức được, dường như mỗi khi hoàn thành việc gì đó hoặc đưa ra lựa chọn nào đó, giọng nói đó sẽ xuất hiện. Mình đã từng giết thứ gì đó trước đây, nhưng mình không cảm thấy có lỗi chút nào, Rút cuộc đây là do tính cách biến thái méo mó của mình trong quá khứ? Hay là vì mình không hổ thẹn với lương tâm, chỉ giết những người đáng bị giết? Chí nhớ bị kỷ niệm khuấy động, Hàn Phi nắm chặt con dao trong tay, đúng vậy, con dao của mình, hình như chỉ giết được những kẻ xấu xa tay nhuốm đầy máu. Chiếc xe còn chưa dừng lại hẳn, Hàn Phi đã mở khóa cửa xe taxi, trực tiếp nhảy ra khỏi xe. Người bạn đồng hành duy nhất rời đi một cách dứt khoát như vậy, khoảnh khắc đó trái tim của Lý Quả Nhi như rơi xuống đáy vực. Bùm! lưỡi dao cứa vào cửa kính xe, vô số thiêu thân màu đen bị nhiễu loạn, bay tứ tung loạn xạ, giải ra bột có mùi thối khét. Hàn Phi kéo một cái mở cửa sau, không nói lời nào, trực tiếp trồm lên đầu người núp dưới ghế ngồi, dùng dao chặt đứt cánh tay tái nhợt của anh ta. Nắm chặt tôi. Hàn Phi đưa tay về phía Lý Quả Nhi, cô ấy vừa mới bị quỷ quái kéo đi nhìn về phía hắn, có chút hoảng hốt. Trong ấn tượng của cô, hình như cũng có một người đã không màng tất cả lao đến cứu cô như vậy giống quá hai bóng dáng đó gần như trùng khớp với nhau khi hàn phi cứu lý quả nhi ra trực tiếp lao vào trong xe điên cuồng chặt chém con quỷ ẩn dưới ghế ngồi bằng con dao sắc nhọn cẩn thận nóc xe lý quả nhi ngã xuống đất cô cũng không kêu đau lập tức đứng dậy đến giúp đỡ hai người giống như là đồng nghiệp lâu năm hợp tác với nhau rất ăn ý tóc đen trên đỉnh đầu xóa xuống trên xe xuất hiện những khuôn mặt trên lớp da mới dường như hấp thụ máu của tài xế chảy ra hàn phi toàn lực đối phó với con quỷ trong xe lý quả nhi nhắm thẳng cơ hội lôi xác người tài xế ra ngoài ý tưởng của lý quả nhi rất hay nhưng đã xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện hai chân của người lái xe bị kẹt vào ghế lái chính phần thân dưới của anh ta dường như đã mọc vào chiếc xe rồi hỏng rồi lý quả nhi phát hiện trên thành xe từ từ xuất hiện những đường vân giống như mạch máu chiếc xe quỷ có rất nhiều người chết này hình như sắp dị hóa hoàn toàn rồi lý quả nhi thỏ tay vào túi sách lấy con dao của mình ra không chút do dự mà chém vào chân tài xế Dao của cô không thể làm tổn thương quỷ, nhưng phân xác thì không có vấn đề gì. Hiểu ngầm với nhau, phối hợp tanh máu, trước mặt cái chết, Hàn Phi và Lý Quả Nhi đều đang nỗ lực hết mình để đạt được cái kết tốt đẹp nhất. Máu chảy dài trên khung kính, khuôn mặt ngọt ngào đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi kinh hoàng. Lý Quả Nhi chỉ mất hơn 10 giây để lôi xác tài xế ra khỏi xe thành công. Hai chân của anh ta và vô số mạch máu li ti dính vào xe taxi đã bị xé đứt, những khuôn mặt trên nóc xe giận dữ hét lên nhưng đã không còn tác dụng nữa. Hàn Phi ngồi ghế sau, cũng thành công chặt tan cái đầu người kia ra sau một trận đôi có kịch liệt, chiếc taxi quỷ dị từ từ trở lại bình thường. Thở ra hổn hển, Hàn Phi ngồi phịch xuống ghế sau, nhìn vết dao dài đặc trên xe, lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi. Bây giờ vẫn chưa đến lúc để nghỉ ngơi, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Lý Quả Nhi mặt bê bết máu, cầm dao đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng, so với Hàn Phi cô trông giống một kẻ giết người hàng loạt hơn. Tại sao phải rời đi? khó khăn lắm chúng ta mới có một chiếc xe của chính mình. Hàn Phi vỗ vỗ đệm, một chiếc xe tăng xe cần han. Xe bị quỷ ám anh cũng dám ngồi. Lý Quả Nhi co mày, nếu như chuyện tương tự lại xảy ra thì sao? Quá nguy hiểm. Chú Hề số 11 đã nói rồi, anh ta sẵn lòng giúp đỡ tôi vì tôi đã hoàn thành một tiếc nuối nào đó, của anh ta trước đó. Cũng có nghĩa là, chỉ cần chúng ta hoàn thành tiếc nuối của một con quỷ nào đó, những con quỷ đó cũng có thể là trợ lực của chúng ta. Hàn Phi cầm con dao ngồi dậy, tôi không chắc kẻ thù thực sự của chúng ta là ai để đảm bảo an toàn thì sẽ coi tất cả bọn họ như kẻ thù cố gắng giết chết tất cả mọi người bao gồm cả công viên và người tổ chức trò chơi nhưng chỉ dựa vào sức của chúng ta thì rất khó làm được vì vậy chúng ta phải mượn sức hầu hết những người tham gia trò chơi cũng không hợp với chúng ta lắm vì vậy chúng ta chỉ có thể tập trung vào những người khác nếu như công viên vui chơi muốn chúng ta bắt quỷ vậy thì chứng tỏ bọn chúng ít nhiều cảm thấy quỷ là rắc rối của mình có lẽ chúng ta có thể liên thủ với những con quỷ này để làm suy yếu sức mạnh của công viên vui chơi trong bộ đồ đen sộc sạch hàn phi cầm dao ngồi ở hàng ghế sau hắn vừa giết chết một con quỷ trên người đang toát ra một thứ khí chất khó tả lý quả nhi nhìn chằm chằm hàn phi lau vết máu trên má dường như thấy rằng bộ dạng này của mình quá hung tàn quay đầu nhìn sang bên cạnh vậy cụ thể anh định làm gì anh có thể giao tiếp với quỷ không cứ thực hiện từng bước một chiếc xe tăng này chính là một khởi đầu rất tốt chúng ta hãy đi tìm hiểu những người chết oan này trước sau đó mới có thể cho thuốc bắt bệnh, tìm ra vấn đề của bọn chúng. Hàn Phi cũng không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy mình rất có kinh nghiệm về vấn đề này, nghe có vẻ hơi điên rồ. Lý Quả Nhi muốn từ chối Hàn Phi, nhưng lời nói lại biến thành, vậy thì thử xem, có tin tức về tài xế được viết trên báo ở ghế sau. Lý Quả Nhi xoay người đi xử lý thi thể của tài xế, Hàn Phi cẩn thận kiểm tra xe taxi, trong đầu ghi lại thông tin trên báo, phát hiện điện thoại di động của tài xế và một lượng lớn ghi chú do anh ta để lại trên ghế lái chính. Đứa con của người tài xế chết trong đám cháy do có người gây ra, anh ta không thể chấp nhận được việc con mình bị chết nên cả người phát điên. Mở điện thoại di động của anh ta ra có thể nhìn thấy vòng kết nối bạn bè và lịch sử trò chuyện của người tài xế đầy dẫy các thể loại tà thần và quỷ quái khác nhau, còn thường chuyển tiếp những câu nói rất kỳ lạ. Khoảng vài tuần trước, có một người lạ mặt có hình đại diện là màu đen tuyền đã thêm bạn bè với tài xế. Người lạ đó nói với tài xế rất nhiều nghi thức khiến người chết tái sinh, mượn dương thọ, kéo dài sinh mệnh cũng bắt đầu từ đó, mà tài xế từng bước từng bước bắt đầu trở thành con rối của ác quỷ. Hung thủ thực sự có lẽ là người này, là anh ta đã hại chết những hành khách đó. Bấm vào thông tin của người này, tên của đối phương là một hàng dấu chấm hỏi, trong phần giới thiệu chỉ viết một câu, bạn là ai? Cảm giác như anh ta biết Hàn Phi sẽ nhìn thấy câu này vậy. Không có bất kỳ manh mối nào. Hàn Phi nhìn hình đại diện màu đen của người đó, giống như đang nhìn vào vực sâu màu đen không ai biết trong bóng tối sâu hơn đó ẩn chứa thứ gì đối phương hẳn là vẫn chưa biết chuyện tài xế bị giết tôi có thể lấy điện thoại di động của tài xế chờ đợi tin tức của đối phương hoặc là nói giả làm tài xế để làm một số chuyện tiếp tục đọc đoạn lịch sử trò chuyện giữa tài xế và hình đại diện màu đen hàn phi cũng biết được địa điểm tài xế tổ chức nghi thức thi thể của người qua đường hình như đều được giấu ở đó xem ra tối nay sẽ rất bận rồi hàn phi cắt điện thoại di động và những tư liệu đó đi xuống xe giúp lý quả nhi cùng giấu xác chờ sau khi chúng ta xoa dịu những linh hồn trong xe taxi thì có thể có một chiếc xe của riêng mình rồi hàn phi rất vui mừng phương tiện giao thông có thể lái đi trong đêm tối này vô cùng quan trọng khi bàn tay của anh đang dính đầy máu như thế thì đừng nói với một giọng điệu vui vẻ như vậy đây cũng không phải là một bộ phim tình yêu đô thị lý quả nhi trừng mắt với hàn phi cả hai hợp sức dọn sạch vết máu mai táng thi thể cứ như vậy đi trước tiên hãy đến homestay cuộc sống hoàn hảo nhắc nhở những người tham gia trò chơi đó một cái nhân tiện lấy thuốc men và dụng cụ giấu xác mà chúng ta cần sau đó lại quay lại bọn họ không hề lãng phí quá nhiều thời gian sau khi xử lý qua loa lập tức lên xe chiếc xe này lái thực sự kỳ quặc lý quả nhi ném hai chân của tài xế xuống dưới ghế phụ lái điều khiển xe đi vào đêm tối này lúc nãy sau khi giết chết tài xế và con quỷ dưới ghế sau điểm trên thư mời của cô có thay đổi không Hàn Phi ngồi ở ghế sau lau sạch vết máu còn sót lại trên xe. Điểm tích lũy chỉ tăng một điểm, tôi cũng không biết làm thế nào mà có được, cái tiêu chuẩn cho cái gọi là bắt quỷ rất mơ hồ. Lý Quả Nhi đang chăm chú lái xe, tốc độ lái của cô rất nhanh, như thể căn bản không lo sẽ bị đụng xe vậy. Vậy thì cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta đã có 17 điểm rồi. Đúng vậy, nhìn thế này, 100 điểm cũng không ngoài tầm tay. Khi xe khởi động, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo từ từ nổi lên, trên xe taxi bắt đầu xuất hiện các loại quỷ dị. Nhưng có Hàn Phi tay cầm dao bầu bạn ở đây, những dị thường đó không chuyển biến xấu hơn nữa. Chiếc xe này thực sự là một thứ tốt, không chỉ có thể thay cho việc đi bộ, hình như còn bị nguyền rủa rồi, sau này nói không chừng còn có thể dùng làm cái bẫy và nhà tù. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Hàn Phi và Lý Quả Nhi giống như đồng nghiệp đang bàn bạc công việc vậy, tán gẫu về những nội dung khiến người bình thường phải cảm thấy đứng tim. Tiếng tích tắc vang lên, chiếc đồng hồ điện tử hỏng trong xe lại bắt đầu chuyển động. Khi đến 0 giờ 45 phút, bọn họ đến homestay cuộc sống hoàn hảo. Cô ở trong xe, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng cho tôi. Hàn Phi một mình xuống xe, chạy vào trong homestay. Phát hiện chỉ có một mình hắn quay lại, những người chơi cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng vì bọn họ đã nhận được cuộc gọi báo bình an từ những người chơi khác, nên cũng không quá làm khó Hàn Phi. Sau khi tìm thấy Tường Vi, Hàn Phi nói với đối phương một số quan điểm và suy đoán của mình về ép. Trong đó điểm mấu chốt nhất chính là Hàn Phi, Cảm thấy ép dường như là một người đã chết từ rất lâu, hắn không có cách nào để xác nhận, cũng không cần tường vi tin những gì hắn nói, chỉ muốn duy trì liên hệ riêng tư với Tưởng Vi, hy vọng anh ta hãy chú ý hơn. Khi bức màn ký ức đen tối bị xé toạc, Hàn Phi ngày càng cảm thấy có một số người chơi rất quen thuộc, bọn họ hẳn đã từng là bạn bè. Tưởng Vi bị những lời đột ngột này của Hàn Phi dọa cho hoảng sợ, anh ta vô cùng tín nhiệm ép, loại tín nhiệm đó giống như là đã cắm rễ vào trong linh hồn, từ khi sinh ra đã được định sẵn nếu như không phải bị hàn phi đánh thức anh ta thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ tới tại sao mình lại tin tưởng ép đến như vậy tôi sẽ cho anh biết một bí mật nữa về tôi mấy ngày trước khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện sau đó phát hiện hình như đã bị mất trí nhớ quên hết tất cả mọi thứ xảy ra trong quá khứ bác sĩ không chẩn đoán ra được vấn đề gì đầu của tôi cũng không bị thương chứng mất trí nhớ này không thể giải thích được cảm giác như có người có thể thao túng trí nhớ vậy hàn phi gần như là đang nói rõ trước đây tôi luôn cho rằng là mình đã suy nghĩ quá nhiều nhưng từ sau khi nghe thấy F có thể đoán tương lai, tôi cảm thấy năng lực thao túng trí nhớ cũng rất có khả năng tồn tại. Tưởng Vi im lặng, anh ta sẽ không tin những gì mà một người xa lạ như Hàn Phi nói, nhưng anh ta cũng đã có chút cảnh giác với F. Anh luôn là người duy trì lý trí và tỉnh táo, có trách nhiệm với tất cả những người tham gia trò chơi trong Homestay cuộc sống hoàn hảo. Tôi không cần anh phải đồng ý với tôi, tôi chỉ hy vọng anh có thể duy trì khả năng suy nghĩ độc lập, đừng bị trí nhớ và bề ngoài lừa dối. Hàn Phi chậm rãi lùi lại, những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, những ký ức mơ hồ trong đầu càng có khả năng là có vấn đề. Đây là số điện thoại riêng của tôi." Tưởng Vi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng trao đổi thông tin liên lạc với Hàn Phi. Sau này anh nhất định sẽ không bao giờ hối hận về sự lựa chọn này. Hàn Phi không dừng lại, bỏ đi ngay sau khi đạt được mục đích. Hắn quay lại taxi, sau khi cửa đóng lại, Lý Quả Nhi đã khởi động xe. Tiếp theo đi đâu? Bên cạnh cô còn có bạn bè nào có thể tin tưởng không? hàn phi lấy điện thoại di động của tài xế ra chúng ta phải chuẩn bị làm một lô công cụ xử lý thi thể sau này có thể sẽ thường xuyên phải dùng đến anh nghĩ tôi thế này có thể có bạn bè gì lý quả nhi nhìn kính chiếu hậu vết máu trên mặt cô còn chưa lau sạch con gái vẫn phải chú ý ngoại hình một chút hàn phi nhìn chằm chằm vào mắt kính của lý quả nhi ít nhất sau khi giết người xong cần phải lau sạch vết máu hai thứ này tôi không có mối liên hệ cần thiết nào cả lý quả nhi vừa lái xe vừa nói sau khi suy nghĩ hồi lâu tôi vẫn còn có một người bạn anh ấy rất nhát gan có lẽ sẽ không chủ động giúp đỡ nhưng nếu như tôi dùng tính mạng anh ấy ra để uy hiếp anh ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta cô cũng biết anh ấy khá rõ đấy xem ra quan hệ của hai người rất tốt chiếc taxi băng qua những con phố vắng vẻ nhanh chóng lái đến một cư xá mới xây dựng ở ngoại ô thành phố anh ấy họ giả là đồng nghiệp cũ của tôi năng lực làm việc bình thường nhưng rất thích thể hiện bản thân trước mặt lãnh đạo Trước đây còn từng tưới nước cho cây giả của lãnh đạo trong một tuần liền. Lý Quả Nhi đậu xe taxi ở chỗ camera giám sát không quay đến. Cô và Hàn Phi đã trèo qua hàng rào, lẩn vào bên trong cư xá. Anh ấy từng mời tôi đến khi chuyển nhà mới, hôm đó anh ấy đã uống rất say. Lý Quả Nhi dừng lại trước cửa tầng 1, nhập mật khẩu, cửa hành lang mở ra. Để tránh camera giám sát, cả hai cùng nhau leo cầu thang bộ lên tầng 9. Chính là ở đây. Lý Quả Nhi mở ba lô, lấy ra một túi đầy mỹ phẩm nhanh chóng trang điểm cho mình một chút sau đó ấn chung cửa hàn phi rất tự giác đi tới một chỗ khuất không lâu sau cửa chống trộm bên trong được mở ra một người đàn ông mặc đồ ngủ đầu chọc xuất hiện ở cửa tiểu quả sao cô lại chạy tới đây lý quả nhi sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh rất nặng cô vô cùng yếu ớt muốn nói gì đó nhưng chưa kịp nói ra liền ngã xuống đất lý quả nhi ô xít cái quái gì thế này Đồng nghiệp nam hói đầu khoảng 20 tuổi ở trong nhà do dự một lúc, sau đó vươn tay mở cửa chống trộm ra ngoài. Mặc dù tôi biết có thể là cô bị oan, nhưng bây giờ cô đến tìm tôi, ít nhiều cũng có phần không thích hợp. Đồng nghiệp nam họ giả bước ra khỏi nhà, định kéo ly quả nhi vào phòng thì ánh mắt anh ta nhảy dựng lên. Lúc này anh ta mới nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác đang đứng. Toàn thân mặc âu phục màu đen, đeo một chiếc mặt nạ hề màu trắng, cả người tỏa ra sát khí, mép tay áo còn có vết máu. Kẻ sát nhân đang ở cửa người anh em, tôi thấy cậu nhìn rất quen. Trước khi người đàn ông hói đầu kịp kêu lên, Hàn Phi đã lao tới khóa cổ đối phương, bịt miệng lại. Người này muốn vùng vẫy, nhưng Lý Quả Nhi đã nắm lấy bàn tay đang giang ra của anh ta. Lý Quả Nhi lúc nãy vẫn còn nửa sống nửa chết, bây giờ sức lực từ cánh tay hoàn toàn không thua kém một người đàn ông. "Đừng sợ, chúng tôi không bao giờ giết nhầm người tốt." Giọng nói dịu dàng của Hàn Phi vang lên bên tai tiểu giả, khuôn mặt anh ta biến sắc, tựa hồ chỉ nghe thấy một chữ giết. Vào trong nhà, đầu tiên Hàn Phi đi dạo một vòng, trong lòng hắn rất bình yên, không cảm thấy có cái chết đang đến gần. Căn nhà này rất an toàn, có thể sử dụng như một nơi nghỉ ngơi tạm thời. Vậy thì tốt. Hàn Phi và Lý Quả Nhi không hề làm khó tiểu giả, chờ sau khi anh ta bình tĩnh lại, mới bắt đầu thuyết phục đối phương. Đầu tiên, Lý Quả Nhi kể về quá trình bị oan, có người đang cố tình hãm hại cô, đem cái chết của bác sĩ Hào Môn Đỗ Xu đổ lỗi hết cho cô, dẫn đến việc cô bị hai bên trắng đen truy tìm, chuyện của lý quả nhi tiểu giả có nghe nói một chút nghe xong lại càng chắc chắn rằng cô đã bị gài bẫy sau khi lý quả nhi nói xong hàn phi lấy điện thoại di động của tài xế taxi và tất cả bằng chứng về vụ giết người của tài xế hắn logic rõ ràng đặt chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh trước mặt tiểu giả sau khi nghe xong vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng như vậy chán tiểu giả toát mồ hôi vì sợ hãi nhưng điều mà anh ta không ngờ là hàn phi không những không phải là hung thủ giết người mà còn là anh hùng giết chết hung thủ giết người nhìn hai người tới thăm vào lúc đêm khuya đầu óc tiểu giả vô cùng hỗn loạn xét theo nội dung cuộc nói chuyện hàn phi và lý quả nhi đều là người qua đường vô tội nhưng khi thật sự ngồi trước mặt hai người này nhìn thế nào cũng thấy hai người bọn họ chính là hung thủ giết người hàng loạt thực sự được rồi tôi có thể giúp hai người tiểu giả thở dài khát vọng sống sót mãnh liệt đã thúc đẩy anh ta đưa ra lựa chọn này hai người cần tôi làm những gì muốn tôi đi làm thứ gì tiêu hủy thi thể một số loại thuốc và dụng cụ để ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ do thi thể bị phân hủy hàn phi lấy ra một danh sách tôi đã liệt kê hết đây rồi tiểu giả nhìn danh sách sắc mặt xám xịt anh thế này cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy cảm ơn đã quá khen hàn phi khẽ gật đầu hai chúng tôi chỉ ở tạm thời thôi cũng không ảnh hưởng anh quá lâu ân tình này của anh tôi cũng sẽ ghi lòng tạc dạ anh đừng nói nữa ánh mắt tiểu giả đào qua đảo lại giữa lý quả nhi và hàn phi tôi và lý quả nhi là đồng nghiệp vào cùng một thời điểm trước đây cũng rất chiếu cố tôi, cũng coi như là bạn bè của tôi. Còn về anh tại sao tôi lại cảm thấy như trước đây đã gặp anh rồi? Gặp tôi rồi. Chính Hàn Phi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi từng làm một trò chơi tình ái, vào phần cuối trò chơi, nhà tôi hình như bị quỷ ám, con quỷ đó trông hơi giống anh một chút. Tôi gần giống quỷ. Hàn Phi sờ sờ cầm, mình đã từng xuất hiện dưới hình dáng quỷ. Đây là một manh mối rất quan trọng, có thể là một loại năng lực của mình. Sau khi lấy được tín nhiệm của tiểu giả, hàn phi yêu cầu anh ta mang đủ tiền và những vật dụng cần thiết rồi cả ba người cùng nhau rời đi hàn phi và lý quả nhi đều không thể lộ diện rất nhiều việc chỉ có thể để tiểu giả ra mặt xuống dưới tầng khi tiểu giả ôm túi của mình ngồi lên taxi anh ta đã có chút hối hận rồi vết dao khắp xe khiến người ta cảm thấy rùng rợn những hành khách đó có phải bị giết trong chiếc xe này không đúng vậy bên dưới chỗ mà anh đang ngồi trước đây còn nhét một cái đầu người mặt đầy máu trông thê thảm lắm sau khi thản nhiên an ủi tiểu giả, Hàn Phi theo anh ta vào trong xe. Vẫn là Lý Quả Nhi lái xe, bọn họ hoặc là mua hoặc là mượn đủ đồ cần thiết, sau đó trở về nơi chôn cất thi thể của tài xế. Nhưng khi Hàn Phi chuẩn bị xử lý lại thi thể của người tài xế, hắn phát hiện ra thi thể đã không còn nữa. Xung quanh nơi chôn giấu có những vết sức dày và rất nhiều vết cắn. Sao trong thành phố lại có thể có một con dã dạ thú cỡ lớn như vậy? Ban đêm ở thành phố này khác với ban ngày, Hàn Phi ngồi sổm xuống kiểm tra, con quái vật ăn mất thi thể, chiều dài hẳn là trên 3 mét, khoảng cách giữa móng vuốt cũng rất lớn, xung quanh không có một sợi lông thú nào rơi xuống, nhưng lại có rất nhiều tóc đen dài của con người. Bây giờ cái chết của người tài xế đã bị phát hiện, chúng ta hãy nhanh chóng đến nơi mà anh ta tổ chức nghi thức tái sinh càng sớm càng tốt. Ba người quay trở lại xe, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chỉ đường. Nghi thức được tổ chức ở lớp học thêm lam trắng, chính là nơi con anh ta bị tai nạn trong kịch bản của tôi cũng đề cập đến tòa nhà đó, hai người có chắc sẽ đến đó đêm nay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu chuyện thứ 90, lớp học thêm lam trắng, thực ra tôi nên sớm chú ý đến, con bướm nguy hiểm nhất là sống trong khu vườn mà ban đầu bị bỏ quên, màu lam tượng trưng cho giấc mơ bi thương u sầu, màu trắng tượng trưng cho tâm hồn trong sạch của những đứa trẻ, con bướm bay lượn trong biển hoa lam trắng đan sen. Lớp học thêm này thường xuyên xảy ra những chuyện rất kỳ lạ, nghe nói tòa nhà cũ nơi nó tọa lạc từng là một phòng khám chui quảng cáo phá thai không đau để kiếm tiền bẩn sau đó thông tin của một cô gái đã bị dò dỉ ra ngoài đối phương đã nhảy từ trên mái nhà xuống trong chiếc áo khoác màu lam giống như một con thiêu thân bay về phía ngọn lửa địa ngục vợ của ông chủ phòng khám chết một cách bí ẩn không lâu sau đó ngày càng có nhiều điều khủng khiếp và kỳ quặc bắt đầu xảy ra trong phòng khám ông chủ phòng khám may mắn sống sót mời rất nhiều phù thủy và phương sĩ đến xem Cuối cùng có người nghĩ ra cách cho ông, bảo ông mở một nhà trẻ ở đây, nữ quỷ đó thích trẻ con, như vậy có thể mượn sức sống trên người bọn trẻ để xoa dịu nữ quỷ. Theo điều tra của chính tôi, mục đích thực sự của nhà trẻ do đối phương xây dựng có thể còn độc ác hơn, có rất nhiều trẻ sơ sinh đã bị phá thai trong phòng khám, ông ta là muốn để những oán hài kia đi vào trong cơ thể của những đứa trẻ, đi theo về nhà, bằng cách này để giảm nhẹ tội lỗi của chính mình. Ông chủ chạy khắp nơi để chuẩn bị khai giảng trường mẫu giáo, nhưng trước khi ngày đó đến, đã đột nhiên biến mất có người nói ông ta bị nữ quỷ giết chết chết không có nơi mai táng có người nói ông ta đã trốn đi thành phố khác cũng có người nói ông ta bị phù thủy biến thành oán thi nửa người nửa quỷ kết cục rất thảm cứ luẩn quẩn vòng quanh vài năm nơi này cuối cùng đã trở thành một lớp học thêm bởi vì sân vườn của tòa nhà trồng đầy những bông hoa màu lam và trắng vì vậy ở đây cũng còn được gọi là lớp học thêm lam trắng đóng lại kịch bản hàn phi lướt qua một lượt tất cả thông tin trong đầu mở đầu trong kịch bản có một câu thực ra tôi nên sớm chú ý đến nhìn từ câu này dường như tất cả các câu chuyện đều được ghi lại theo một thứ tự cố định nào đó đây là thứ tự mà tôi khám phá những cảnh tượng kinh dị khác nhau hay là thứ tự mà tôi chết khụ khụ anh đừng có đáng sợ như có vậy được không tiểu giả vò đầu bứt tóc giả đội tóc giả là tôn nghiêm cuối cùng của anh ta khi đi ra ngoài phiền anh có thể giải thích cho tôi một chút tình huống hiện tại của chúng ta là như thế nào không rất khó hiểu sao hàn phi cất kịch bản đi thi thể mà chúng ta cần tìm đã bị dã thú ăn mất. Tiếp theo chúng ta phải đi vào tòa nhà này, để xem tài xế tổ chức nghi thức tái sinh như thế nào. Tôi có một trực giác, cái gọi là nghi thức tái sinh đó rất quan trọng đối với tôi. Tiểu giả khẽ thở dài, anh ta hoàn toàn không hiểu Hàn Phi đang nói cái gì. Đến rồi, chuẩn bị xuống xe. Lý Quả Nhi quyết đoán mạnh mẽ, sau khi đỗ xe xong, một tay cầm dao, một tay cầm túi sách rồi bước ra khỏi xe. Cậu chọn ở trong xe hay vào cùng chúng tôi? Hàn Phi quay đầu lại liếc nhìn tiểu giả, "Trong xe này có 9 người chết, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Anh bạn tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy câu hỏi trắc nghiệm có ghi chú đấy." Tiểu giả căn bản không dám ở trong xe, đi theo. "Sát lý quả nhi." Hàn Phi mang theo tất cả tài liệu mà tài xế để trong xe ở bên người, hắn xách túi, "Là người cuối cùng rời khỏi xe taxi, tôi sẽ đi theo trông coi giúp hai người, hy vọng mọi người có thể cho nhau một cơ hội để tin tưởng lẫn nhau." trên xe taxi vẫn có giam cầm quỷ hàn phi quyết định sử dụng bọn chúng để làm một thí nghiệm để xem liệu quỷ có thể trở thành trợ lực cho mình hay không giấu bầu bạn vào trong tay áo hàn phi toàn thân trong bộ âu phục màu đen đi đến phía trước của đội ngũ lớp học thêm lam trắng nằm ở cuối con phố vốn đã là nơi âm khí tích tụ lớp vỏ ngoài cùng của toàn bộ tòa nhà bị cháy đen có thể thấy ngọn lửa lan ra rất nhanh người trong tòa nhà hoàn toàn không có thời gian để trốn thoát đây có vẻ như là cố ý phóng hỏa, có rất nhiều điểm bắt đầu đám cháy. Trên báo nói hung thủ đến hiện tại vẫn chưa bắt được, bọn họ nghi ngờ rằng do một số đứa trẻ làm, cũng có nghĩa là kẻ phóng hỏa đã chết trong biển lừa. Lý Quả Nhi gỡ bỏ máu đông trên tóc, bây giờ đã là không giờ, sức mạnh của quỷ không ngừng tăng cường, chúng ta tốt hơn không nên đi sâu, đơn giản kiểm tra qua một chút là được rồi. Được, tôi sẽ dựa theo tình huống thực tế để phán đoán. Hàn Phi khẽ gật đầu. Này này, tôi cần làm gì? Tiểu giả nắm chặt một thanh gỗ, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Đừng chết là được." Hàn Phi lấy điện thoại di động của tài xế ra, so sánh vị trí tổ chức nghi thức tái sinh, treo qua hàng rào an ninh, đi vào tòa nhà qua cửa sổ tầng 1. Mã số 0. Khoảnh khắc Hàn Phi bước vào tòa nhà, giọng nói lạnh như băng lại vang lên trong tâm trí, âm thanh mỗi lần vang lên đều rõ ràng hơn lần trước. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, không bao lâu nữa hắn sẽ có thể nghe được những lời hoàn chỉnh của đối phương rồi mặt đất cháy đen, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ, dù đã trải qua một thời gian dài nhưng mùi khét lẹt vẫn còn phẳng phất trong không khí. Ôi trời ơi, thê thảm quá đi mất. Tiểu giả nhìn thấy chiếc bàn và chiếc ghế dài đen xì, nơi này trước đây tràn ngập tiếng cười của trẻ con và tiếng đọc sách, nhưng giờ chỉ còn lại một đống cho tàn. Im lặng, Hàn Phi đứng trong hành lang bị đốt cháy, nhịp tim càng lúc càng nhanh, 22 cái tên như cắm sâu vào trong lòng, khiến toàn thân hắn toát ra một thứ khí tức âm u lạnh lẽo. Tôi dự đoán thấy cái chết ở ngay trong tòa nhà này." Hàn Phi vừa dứt lời, Lý Quả Nhi liền nghe thấy phía sau có tiếng động lạ, cô lập tức quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một người bị cháy đen, lặng lẽ chạy vào góc hành lang. Hít một hơi thật sâu, Lý Quả Nhi nâng kính mắt của mình lên, ở đây quỷ có thể không chỉ một con, kinh nghiệm và thực lực hiện tại của chúng ta, e rằng vẫn chưa đủ để vào một tòa nhà nào đó bắt quỷ, tôi đề nghị thoát ra trước, ngày mai hãy quay lại." Bình tĩnh yên lặng, mỗi câu nói của Lý Quả Nhi đều là suy nghĩ một cách cẩn thận. Tất cả đều vì lợi ích của cả đội. Thi thể của người tài xế đã bị đánh cắp, người sau hậu trường rất nhanh sẽ phát giác ra, đến lúc đó nghi thức tái sinh trong tòa nhà rất có thể sẽ bị phá hủy. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hàn Phi sải bước về phía trước, nội tâm hắn cảm nhận được cái chết, thực ra hắn còn sợ hơn bất cứ ai khác, nhưng hắn không thể dừng lại. Men theo cầu thang bị cháy lên đến tầng 4, Hàn Phi đi qua cánh cửa bị cháy, dừng lại bên ngoài lớp học cuối cùng. Cánh cửa của phòng học này vẫn còn nguyên, ô cửa đã được lau sạch sẽ chỉ còn lại những vết đen hai người có hiểu những cái này không hàn phi quay đầu nhìn lý quả nhi và tiểu giả hai người đều lắc đầu xem ra chúng ta còn cần phải lừa một người thạo nghề gia nhập mới được tôi vẫn còn ở đây đấy hơn nữa tôi cũng không định gia nhập đâu lời nói của tiểu giả bị hàn phi bỏ qua hoặc nói cách khác hắn hoàn toàn không có sinh lực để xem xét đến cảm xúc của tiểu giả hắn vươn tay đẩy cửa lớp học ra lửa lớn thiêu dụi nhiều đồ đạc trong tòa nhà nhưng ổ khóa trên cửa không bị hư hại hàn phi dùng lực đẩy mạnh cánh cửa không mở ra nhưng có một tấm vải màu vàng rơi từ trên cửa xuống nhặt tấm vải màu vàng lên trên đó có viết đủ các loại nguyền rùa khác nhau nói rằng chỉ cần mở cửa là có thể gặp phải bất chắc giải thoát cho ác quỷ bị nhiễm những điểm không may theo cốt truyện của hầu hết các bộ phim kinh dị lúc này chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn trở về nhà thì sẽ không có chuyện gì cả tiểu giả đề xuất phim kinh dị đều là diễn thôi hàn phi nhắm ngay khóa cửa dùng lực đạp nó ra khi cánh cửa phủ đầy bùa chú được mở ra, nhịp tim của Hàn Phi lại tăng nhanh, máu trong toàn thân như hòa vào 22 cái tên trên tim, nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Nhìn vào bên trong phòng học, con ngươi của Hàn Phi hơi nheo lại, Lý Quả Nhi và Tiểu Giả đi theo phía sau thì lại hít vào một hơi thật sâu. Ngọn lửa thiêu dụi lớp học, biến những bức tường và sàn nhà gọn gàng trở nên biến dạng, giữa nền gạch nứt nẻ và đống cho tàn, một số lượng lớn bàn ghế chất thành. Đống những bộ bàn ghế bị khiếm khuyết đó được buộc bằng những sợi dây mỏng màu đỏ để tạo thành một tổng thể trong đống bàn ghế có dấu thi thể một cậu bé mặt nó hướng xuống dưới lưng hướng lên trời tứ chi bị kẹt giữa bàn và băng ghế thi thể không chạm vào mặt đất hay sợi dây đỏ trước đây hình như có một câu nói rằng muốn người chết sống lại thì không được để quan tài rơi xuống đất nếu không thi thể sẽ thay đổi tiểu giả nói xong lại bù thêm một câu nữa tôi quên mất là xem ở trong bộ phim nào rồi mọi người hãy chú ý đến cậu bé đó trên báo nói rằng đứa con của tài xế đã chết trong đám cháy cơ thể đều đã bị cháy xém nhưng làn da của cậu bé này rất bình thường mà cậu ấy có lẽ không phải là con của tài xế lý quả nhi cũng bước vào lớp học tiểu quả cô can đảm thật đấy tôi còn không dám nhìn cơ thể của nó tiểu giả rụt rè đáp lại nhưng không ai để ý đến anh ta không nhất thiết hàn phi tiến lên vài bước ngồi xổm xuống nhìn ở một góc độ khác phần mặt ngực và bụng của cậu bé đều bị cháy hết chỉ có phần da ở lưng là đã được tu sửa nhưng tôi không nhìn thấy dấu vết khâu có lẽ không phải là ghép da chẳng lẽ anh ta đã dùng biện pháp nào đó để khiến cái sắc mọc da ra mới bây giờ phải làm thế nào chúng ta có cần phá hủy bàn ghế và dây đỏ không giết chết thi thể biến dạng bên trong lý quả nhi nói xong liền lấy ra con dao sắc bén nó hẳn cũng đổi được không ít điểm tích lũy đồng nghiệp trước đây nữ thần trong lòng bây giờ hở ra là cầm dao muốn làm những chuyện vô cùng khủng khiếp tiểu giả lúc này cảm thấy rất kỳ lạ Đừng vội, nghi thức tái sinh này có chút thú vị." Hàn Phi duỗi cánh tay ra, những vết thương dày đặc trên đó còn chưa lành, người chết rồi thật sự có thể tái sinh. Hắn đã xem qua đoạn hội thoại giữa hình đại diện màu đen và người tài xế, người bí ẩn đã dạy cho tài xế chín loại nghi thức để khiến người chết tái sinh, chín phương pháp này, không có ngoại lệ, sẽ tạo ra nhiều vụ giết người hơn, thay vì nói là tái sinh, chi bằng nói chính là lấy một mạng đổi một mạng. Để giữ mạng sống cho đứa con của mình, tài xế đã nghe theo lời người bí ẩn giết chết chính người và biến mình thành con dối bị ác quỷ chi phối. Nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn thất bại, cơ thể của con anh ta chỉ mọc thêm vài lớp da mới. Cho dù cỗ thi thể này có mở mắt trở lại, người sống trong thi thể e rằng cũng không phải là con trai anh ta. Hàn Phi bảo Lý Quả Nhi và tiểu giả sử dụng điện thoại di động chụp lại những câu nguyền rủa trong lớp học, còn mình thì căn cứ theo cuộc trò chuyện giữa tài xế và người bí ẩn ở bốn góc phòng học và bốn hướng đông, tây, bắc, nam tìm thấy một số vật phẩm đặc biệt để tái sinh ví dụ như loại cát đặc biệt nhuộm máu của trái tim, tế phẩm của ba con vật được sinh ra vào giờ âm phút âm, bình ngọc đựng chất lỏng màu đen có mùi hôi, ký tự ngày sinh của người quá cố, gương mà người đã khuất nhìn vào trước khi chết, hàn phi, nguyền rùa đã chụp xong rồi, chúng ta hãy mau đi đi. Tiểu giả thúc giục lần nữa, anh ta thật sự rất sợ hãi. Không được, điểm đến tay rồi sao có thể vứt bỏ được. Lý Quả Nhi nhìn thi thể cậu bé ở giữa bàn ghế, giết cậu ta đi. Chưa vội, mọi người đừng quên mục đích chính của việc chúng ta đến đây hàn phi muốn giúp những linh hồn đã chết trong xe taxi báo thù và giải thoát cho họ từ đó thực sự đạt được một chiếc xe tang cho riêng mình trong đêm tối vô cùng nguy hiểm này việc có một phương tiện để di chuyển trong thành phố là vô cùng quan trọng đưa đạo cụ đã thu thập được cho tiểu giả hàn phi bước đến giữa đống bàn ghế ngồi xổm trên mặt đất nhìn thi thể trong cùng cậu bé bị cố định giữa không trung với chín tấm ảnh màu chụp người sống được đặt dưới cơ thể mỗi tấm ảnh có một vật dụng của người đã khuất một chùm chìa khóa bấm móng tay, son môi, vân vân. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện ra, tất cả các khuôn mặt trong bức ảnh đều được phủ bởi cho hương, các di vật thuộc về người đã khuất đều có tóc đen quấn quanh, được nối với cơ thể của cậu bé. Thật kỳ lạ. Khóe mắt ươn ướt, Hàn Phi dường như đã kích hoạt thiên phú nào đó mà mình sở hữu, hắn phát hiện người trong bức ảnh đang động đậy, những người sống toàn thân đầy thi ban đang vẫy tay với hắn, dường như là muốn hắn cứu bọn họ ra. Cúi người xuống, Hàn Phi tháo mặt nạ chú hề ra, hắn cắn chặt bầu bạn giữa đống bàn ghế miễn cưỡng tìm ra một khoảng trống vừa vặn có thể ra vào hàn phi anh muốn làm gì vậy đừng có hấp tấp hai người chú ý nhìn xung quanh tôi vào xe một chút sự khống chế của hàn phi đối với cơ thể đã trở thành bản năng hắn leo lên đống bàn ghế mà không hề chạm vào dây đỏ tim đập thình thịch càng chui vào bên trong hàn phi càng cảm thấy sợ hãi hắn cũng dần dần ngửi thấy một mùi thối sộc vào mũi trên cơ thể cậu bé không ngừng chảy ra một chất lỏng màu đen một vật thể không rõ giống như dầu xác chết ngấm hết vào những bức ảnh trên mặt đất, chảy ra một câu nguyền rùa rất kỳ lạ. Trên hành lang hình như có người, đi tới, Hàn Phi, có thứ gì đó đang tới gần. Đồng đội đưa ra nhắc nhở, Hàn Phi bên này cũng đang ở thời điểm quan trọng nhất, hắn trèo xuống dưới thi thể cậu bé, đưa tay chạm vào di ảnh của những người chết oan kia. Nhịp tim nhanh đến có chút không bình thường, Hàn Phi nghiến răng nghiến lợi vươn tay về phía tấm ảnh. Đầu ngón tay chạm vào tấm ảnh, nhưng ngay lúc Hàn Phi đang định thu tay lại, một mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào lỗ mũi hắn hắn ngẩng đầu nhìn lên cậu bé đã chết từ lâu kia đang nhìn hắn khuôn mặt bị bỏng không còn ngũ quan chỉ còn vài cái lỗ đầy máu bản năng cơ thể bị kích hoạt hàn phi ngay lúc đó phản ứng lại hắn vừa vung dao chém vào người cậu bé vừa nắm lấy bức ảnh trên mặt đất dây đỏ bị co kéo bàn ghế cháy đen đều bắt đầu rung lên cỗ thi thể bị kẹt ở giữa giường như động đậy một cái nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha